Hạ Tưởng vẫn không cho là đúng với chuyện Mai Hiểu Lâm đích thân đến tỉnh ủy đón hắn, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của cô, không phản đối. Đồng thời cũng biết rõ dụng tâm của Mai Hiểu Lâm, sợ là cũng có ý để cho Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong nhìn thấy. Chỉ tiếc, Phó Tiên Phong không ở tỉnh ủy, tuy nhiên khẳng định sẽ truyền đến tai của anh ta. Hạ Tưởng theo Mai Hiểu Lâm đến một nơi yên tĩnh, xuống xe vừa nhìn, hóa ra là quán trà Tư Gia. Thư ký của Mai Hiểu Lâm, lái xe và Tằng Trác, sau khi xuống xe có sắp xếp khác, Hạ Tưởng theo sau Mai Hiểu Lâm đi vào quán cơm Tư Gia Mai Viên. Trong Mai Viên lại không có hoa mai, cũng không biết gọi tên là Mai Viên có dụng ý gì, tuy nhiên trong vườn lại giống như với thiết kế của Lâm Viên Tô Châu, đình đài lầu các, rất lịch sự tao nhã, đặt mình trong đó, khiến người ta có cảm giác thoải mái, thanh thản. Mùa xuân của tỉnh Tương đã tới gần. Nước soi nghiêng bóng mai gầy. Dưới trăng, hương nhẹ thoảng bay trong chiều. Trong phút ngẩn ngơ, dường như trở về với con đường đầy hương hoa trong lần đầu tiên gặp Mai Hiểu Lâm ở Bắc Kinh. Chỉ có cái khác đó là, bây giờ ngoài hắn và Mai Hiểu Lâm ra, còn có một bồi bàn. Cũng là một nhân viên nữ rất xinh đẹp hợp thời, bộ dáng rất khéo léo, có sự uyển chuyển của gái Giang Nam, khi bước đi, thật giống như gió đưa cành liễu. Mai Hiểu Lâm liền cố ý đi chậm lại mấy bước, nói với Hạ Tưởng. Thế nào, có phải bắt mắt lắm không? Phụ nữ cuối cùng vẫn là phụ nữ, không vì địa vị và chức vụ mà thay đổi tính cách, Hạ Tưởng im lặng mỉm cười. Vờ như không nghe thấy. Chỉ ngửi thấy hương nhẹ thoảng bay, nhưng trước mắt sắc nguyệt mông lung, không nhìn thấy rõ. Cho nên bắt mắt cái gì? Hạ Tưởng rõ ràng là nói dối, nhưng cố tình mang bộ dạng nghiêm trang rất giống, khiến Mai Hiểu Lâm bỗng chốc phá lên cười. Đáng ghét, ăn đến mức béo ơi là béo, giả bộ giống ơi là giống. Tôi béo chỗ nào? Hạ Tưởng vẫn không cười, nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn được nữa. Đồng chí Mai Hiểu Lâm, hôm nay đồng chí sao vậy, toàn nói linh tinh. Làm một đảng viên cộng sản kinh nghiệm nhiều năm, phải nói đạo lý, sự thật. Còn chưa nói xong, Mai Hiểu Lâm đã cười đến không thể đứng dậy nổi. Tới một căn phòng có tên là Hồng Tô Thủ, đẩy cửa bước vào, chỉ nhìn thấy những đồ dùng mang sắc thái cổ đại, cực kỳ tinh xảo, hơn nữa nữ tiếp viên cũng ăn mặc kiểu trang phục cung nữ, thật sự khiến người ta đến với thời cổ đại. Sau khi ngồi xuống, trà và điểm tâm được mang lên, Mai Hiểu Lâm đích thân rót trà cho Hạ Tưởng. Vốn muốn cho Mai Đình cùng đi, nhưng lại nghĩ cảm thấy quá đường đột, nên để lần sau, tuy nhiên xem ra anh cũng không nhớ nó. Cánh cửa hôm nay không dễ qua, Hạ Tưởng thầm nghĩ, trái tim của Mai Hiểu Lâm lay động, đề tài hôm nay không ra khỏi chuyện nam nữ, không tiện tiếp lời. Mai Hiểu Lâm rót trà xong, bỗng nhiên tự mình cười. Nhớ tới một câu thành ngữ. Trước đây cảm thấy dễ quá chừng, bây giờ suy nghĩ, nếu như ngày ngày làm như thế, thật sự cũng rất mệt. Là gì thế? Hạ Tưởng thấy cô cười rất vui, không khỏi hiếu kỳ. Mai Hiểu Lâm đem chén trà đặt vào trong khay, hai tay bê lên, giơ cao quá lông mày, đặt trước mặt Hạ Tưởng. Mời dùng trà. Hạ Tưởng cũng không khách khí, nhận trà và cười. Dâng mâm cao lông mày là chuyện tốt, tôn trọng nhau như khách thì lại quá xa lánh. Tuy nhiên cổ nhân chú ý lễ pháp, cái khác không phải bàn luận nữa. Giọng nói của Mai Hiểu Lâm bỗng nhiên ảm đạm hẳn đi. Ngày trước có đọc qua một câu nói, lúc ấy không cảm thấy là tốt, bây giờ nghĩ lại, bỗng nhiên mới nhận ra mọi chuyện chỉ bản thân mình thể nghiệm mới biết ý vị sâu xa trong đó than thở cuộc đời, đến bây giờ mới tin rằng có một số sự việc tuy hoàn mỹ nhưng vẫn có cái nuối tiếc. Ngay cả việc bưng mâm ngang mày, rốt cuộc khó cỡ nào. Sự cảm thán của Mai Hiểu Lâm. Hạ Tưởng có thể hiểu, nhưng lại không thể làm tiêu tan giúp cô, chỉ đành im lặng uống trà. Mai Hiểu Lâm rốt cuộc cũng thành thục hơn trước kia, sau khi cảm khái xong, liền lập tức khôi phục lại thái độ bình thường. Bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội nói. Em nghe nói Nghiêm Tiểu thì đang thúc đẩy sự hợp tác giữa cầu đường tỉnh Tương và Phó Tiên Phong. Em khuyên nhanh chóng bảo cô ấy thu tay lại, không đụng vào cầu đường tỉnh Tương được đâu, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Chương 1290, nội tình ngổn ngang. Vẻ mặt của Mai Hiểu Lâm cực kỳ nghiêm túc. Hạ Tưởng khẽ lắc đầu. Tôi đã nói rồi, nhưng Nghiêm Tiểu thì không chịu nghe, có lẽ cô ấy thấy có lợi. Tổ cầu đường tỉnh Tương là một câu lạc bộ của các con cháu các quan chức cao cấp ở tỉnh Tương. Anh chưa nghe qua cách nói này ư? Mai Hiểu Lâm nói cho cùng cũng đến tỉnh Tương trước Hạ Tưởng vài năm, hiểu rõ mọi đường đi nước bước.
Đường Gia Thiếu chẳng qua chỉ là con rối, người thật sự đứng sau mọi chuyện chính là Diệp Địa Bắc và Hồ Quân Do. Không đợi Mai Hiểu Lâm giải thích, Hạ Tưởng đã đoán được thân phận của Diệp Địa Bắc, chắc chắn là con trai của Phó Bí Thư Tỉnh ủy Diệp Thiên Nam rồi, hay cho Thiên Nam Địa Bắc. Diệp Địa Bắc chính là con của Phó Bí Thư Tỉnh ủy Diệp Thiên Nam, Hồ Quân Do chính là con trai của Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Định, ngoài hai người bọn họ, còn hai người nữa, một người là Lâm Tiểu Viễn, một người là Dương Diêu Nhi, bọn họ quả thật có một nền tảng rất tuyệt vời. Lâm Tiểu Viễn chính là con của Lâm Hoa Kiến, Dương Diêu Nhi là con gái của Dương Hằng Dịch. Dương Diêu Nhi mặc dù là một người con gái, nhưng tính cách lại cẩu thả giống hệt con trai, bốn người được gọi là bốn cậu ấm của tỉnh Tương. Dương Diêu Nhi là một cô gái cùng với ba chàng trai đều bị gọi là thiếu gia, tuy có chút miễn cưỡng, nhưng Hạ Tưởng lại không quan tâm đến điều đó. Điều hắn quan tâm chính là cách xưng hô bốn cậu ấm tỉnh Tương không đơn giản chỉ là bốn người đều là con của quan to, mà nội hàm sâu bên trong của cái tên đó chính là bậc cha chú của bốn người đó đều có quan hệ đồng minh với nhau. Lâm Hoa Kiến là phó chủ nhiệm thường vụ ủy ban kỷ luật tỉnh kiêm giám đốc sở giám sát, điều này không cần nói ai cũng biết rồi. Dương Hằng Dịch là bí thư đảng ủy công an tỉnh kiêm giám đốc sở cảnh sát, Hạ Tưởng tự cảm thấy khiếp vía, thật sự là có thế lực rất lớn, sau lưng của tổ cầu đường tỉnh Tương, gần như đảng ủy, chính phủ và hệ thống pháp luật ở tỉnh Tương đã liên kết thành một mạng lưới, không thể trách được vì sao lại kiên cố như vậy ở tỉnh Tương. Có thể nói là một cộng đồng có lợi ích rất lớn, là con thuyền lớn không thể chìm được. Chẳng trách mà Trần Công Phương ỷ có Trịnh Thịnh làm hậu thuẫn, muốn đối đầu với tổ cầu đường tỉnh Tương. Cuối cùng cũng phải thất bại mà quay về. Trịnh Thịnh cũng không thể bảo vệ được Trần Công Phương, cũng phải nhượng bộ trước mạng lưới quan hệ chặt chẽ của tổ cầu đường tỉnh Tương, vốn dĩ chỉ định cảnh cáo để nhằm che giấu những chuyện trong quá khứ, không ngờ đối phương cứ nắm mãi không buông, cuối cùng đã bắt giam Trần Công Phương. Hơn nữa còn mượn tay của anh ta. Hạ Tưởng bây giờ xem ra thông qua những điều mà Mai Hiểu Lâm nói đã cơ bản hiểu được tình hình ở tỉnh Tương, phân tích tỉ mỉ thêm, lại càng thấy kinh ngạc. Trịnh Thịnh cũng ở tỉnh Tương được vài năm rồi, nhưng gốc rễ vẫn không ổn định, không sâu, nói một cách không khoa trương là, từ đầu đến cuối không nắm được tình hình chung ở tỉnh Tương. E là đó cũng là nguyên nhân mà Trung ương cử phó tiên phong đến tỉnh Tương, đối phó với những thế lực thâm căn cố đế ở tỉnh Tương, Trịnh Thịnh phương pháp có thừa nhưng lại thiếu âm mưu, vừa hay phó tiên phong lại có đầy âm mưu, nếu y và Trịnh Thịnh có chung chí hướng, hai người hợp tác lại với nhau, hoàn toàn có thể khống chế được cục diện ở tỉnh Tương. Đồng thời hắn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, lại là một cây kiếm sắc mà bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra, kiếm sắc chính là ở chỗ, không làm rơi đầu người, mà làm cho cán bộ ngã ngựa. Quả nhiên mọi thứ đã rất rõ ràng rồi, không cần phải nói ra, một bộ phận thế lực khác chính là thế lực bình dân liên kết với thế lực phản đối, trong số 13 ủy viên thường vụ ở tỉnh Tương, ngoài 4 người trên ra, còn có những người trung gian, ví dụ như Lương Hạ Ninh. Tình hình ở tỉnh Tương thực chất chính là hình ảnh thu nhỏ của các cấp cao hơn. Hạ Tưởng nhấp một ngụm trà, tận hưởng vị trà thơm ngát, trong lòng vẫn còn ngổn ngang, dòng suy nghĩ trở nên xa xăm, đặt sang một bên những tình cảm vướng bận giữa hắn và Mai Hiểu Lâm, toàn bộ tỉnh Tương, chỉ có cô ấy mới có thể cho hắn biết sự thật. Trịnh Thịnh đương nhiên cũng hiểu rõ mọi tình hình, nhưng y không thể nói thẳng ra được. Ngày hôm nay đã có những gặt hái không nhỏ. Những thông tin nội bộ mà Mai Hiểu Lâm tiết lộ đã làm cho hắn hiểu thêm một phần nào đó, càng làm cho hắn có thể khẳng định bước tiếp theo nên đi như thế nào. Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm vừa nói vừa cười, nói là đi ăn cơm, nhưng thật ra chẳng ăn gì mấy, nói rất nhiều chuyện, Mai Hiểu Lâm còn uống thêm mấy chén rượu, mặt đỏ hồng lên, hai mắt mơ màng, không biết là do tác dụng của rượu hay là cô tình động ý độc, sự kiềm diễm của một người phụ nữ, được thể hiện rõ ràng. Lúc chuẩn bị về, Mai Hiểu Lâm muốn đi nhà vệ sinh, lúc cô đứng lên rất nhanh, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, Hạ Tưởng liền đưa tay ra đỡ, trong lúc bối rối, hai tay của Hạ Tưởng đã vô tình động vào ngực của Mai Hiểu Lâm, tay hắn cảm thấy rất ấm, Mai Hiểu còn lợi dụng cơ hội đó, vươn tay ra, ôm chặt lấy cổ Hạ Tưởng. Mai Hiểu Lâm hơi béo hơn trước một chút, đó chính là cái tuổi đa tình và hấp dẫn nhất của người con gái, hơi thở của cô, vừa nồng nàn vừa làm say đắm lòng người. Làm Hạ Tưởng cảm thấy quen thuộc nhưng cảm thấy xa lạ nhiều hơn, căn phòng rất thoải mái và dễ chịu, đêm xuân say đắm lòng người, Hạ Tưởng suýt chút nữa không cầm được lòng. Đúng lúc đó thì Mai Hiểu Lâm bỗng nhiên tỉnh lại, cô nhẹ nhàng đẩy Hạ Tưởng ra, sửa sang lại quần áo, nhẹ nhàng nói. Con đường trước mắt rất quan trọng,
điều quan trọng là thân phận của chúng ta quá khác nhau. Bóng dáng Mai Hiểu Lâm biến mất sau cánh cửa, Hạ Tưởng vô cùng thất vọng, bao nhiêu điều trong lòng không biết nói bắt đầu từ đâu, thời gian trôi qua, rất nhiều người thay đổi, hoặc mãi mãi không thể đổi thay, chỉ còn những tình cảm tốt đẹp mãi mãi tồn tại trong lòng, những lúc mệt mỏi, hồi tưởng lại một chút, coi như là chút ấm áp cuối cùng trong chốn quan trường khốc liệt. Chỉ có điều, trong nháy mắt Hạ Tưởng nhớ tới Nghiêm Tiểu Thì, chẳng lẽ nói đối mặt với những cám dỗ, Nghiêm Tiểu Thì đã thay đổi rất nhiều, không khống chế được chính bản thân mình. Đồng thời với lúc Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm gặp nhau, Tỉnh ủy Tỉnh Tương, văn phòng Trịnh Thịnh vẫn còn sáng đèn, Trịnh Huy Chính và Trịnh Hải Kỳ đang nói chuyện với nhau khá căng thẳng. Con đường thăng quan tiến chức của Hạ Tưởng, rất giống với hiệu trưởng quan. Tình cảm của Trịnh Hải Kỳ đối với Hạ Tưởng rất phức tạp, sức trẻ và cương vị cao của Hạ Tưởng, đều làm cho ông ta có thêm động lực, bất cứ ai khi phải đối mặt với người ưu tú hơn mình, đều cảm thấy hoặc là ghen tị hoặc là hâm mộ, hoặc là sẽ nhiệt tình, dù sao cũng sẽ biểu lộ ra những cảm xúc nhất định. Trịnh Thịnh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, ông ta đúng là chưa bao giờ đứng từ góc độ như vậy để nghĩ về con đường thăng quan của Hạ Tưởng, lời nói của Trịnh Hải Kỳ đúng là đã nhắc nhở ông ta. Nghĩ thấu đáo một chút, Hạ Tưởng sau khi ở trường đảng Trung ương, cũng đã đi một vòng trong Trung ương đoàn, cũng xem như một đi quan sát một vòng. Còn Quan Viễn Khúc đã từng làm bí thư thành ủy thành phố Hạ Giang hơn nửa năm, sau đó mới quay về Bắc Kinh làm hiệu trưởng trường đảng Trung ương. Nửa năm làm bí thư thành ủy tỉnh Hạ Giang, quả thật như một chuyến du hành. Nhưng chuyến du hành này chưa chắc đã có ích, Quan Viễn Khúc sau khi làm hiệu trưởng trường đảng Trung ương, nhanh chóng tiến gần hơn với thế lực gia tộc, cũng không cố ý thể hiện nhãn mác phái Hạ Giang trên trán, thậm chí còn cố tình che giấu đi, càng ngày càng tách xa với phái Hạ Giang. Với tình hình trước mắt, đợi đến lúc Quan Viễn Khúc quản lý được đại cục, sợ rằng sẽ phải gỡ cái mác Hạ Giang trên trán ra rồi. Mặc dù bề ngoài tỉnh Hạ Giang rất suy thoái, nhưng trên thực tế lại có ảnh hưởng rất lớn đến cục diện chính trị trong nước, chính vì vậy, đoàn hệ và thế lực gia tộc mới bắt đầu liên kết lại, khắc phục tình hình, chỉnh đốn lại phạm vi. Lời nói của Trịnh Hải Kỳ ngược lại càng làm Trịnh Thịnh củng cố lại suy nghĩ, chuyến quan sát đó của Hạ Tưởng chưa chắc đã thành công, nói không chừng một lúc nào đó hắn và đoàn hệ sẽ phân rõ giới hạn. Nếu bắt ông ta phải chọn một trong hai người là Hạ Tưởng và Trịnh Hải Kỳ, ông ta nhất định sẽ chọn Trịnh Hải Kỳ, bởi theo ông ta, mặc dù Trịnh Hải Kỳ không lên nhanh bằng Hạ Tưởng, nhưng chắc chắn sẽ đáng tin hơn Hạ Tưởng, trong chính trị, đáng tin mới là yếu tố để quyết định. Nhưng vấn đề là, bây giờ ông ta nói cũng không có giá trị gì cả, hơn nữa trong đoàn hệ, nhưng sức ảnh hưởng của ông ta còn kém Cổ Thu thật một chút, điều then chốt là, Tổng Bí Thư đặt kỳ vọng rất cao vào Hạ Tưởng. Hải Kỳ, anh có quan hệ rất tốt với Lý Tòng Đông, vụ án của Trần Công Phương, lưu ý một chút nhé. Trịnh Thịnh hơi cúi đầu một chút rồi nói tiếp. Tổ cầu đường Tỉnh Tương đang tiếp quản dự án đường cao tốc, tiến độ đang trong thời gian gấp rút. Trịnh Hải Kỳ lập tức ghi nhớ và nói. Tôi sẽ trao đổi thêm với Chủ tịch Hà. Làm ủy viên thường vụ kiêm phó chủ tịch tỉnh, Hà Chí Năng có quan hệ rất tốt với Trịnh Hải Kỳ, anh ta cũng chính là cánh tay đắc lực của Trịnh Thịnh trong bộ máy ủy ban nhân dân. Đồng thời, làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, Trịnh Hải Kỳ cũng giành được sự chú ý của Trịnh Thịnh, nói thẳng ra là, trưởng ban thư ký tỉnh ủy là người kế cận của bí thư tỉnh ủy, chỉ có làm cho bí thư tỉnh ủy hài lòng, thì công việc của trưởng ban thư ký mới được coi là xứng đáng với chức vụ. Rất nhiều chuyện Trịnh Thịnh không tiện ra mặt, tự khắc có Trịnh Hải Kỳ đứng ra lo liệu, cũng làm cho Trịnh Thịnh bớt phải lo nhiều chuyện. Trịnh Hải Kỳ vừa đi khỏi, Trịnh Thịnh lại ngồi phân tích tình hình ở Tỉnh Tương, sau cùng đưa ra một kết luận, tiếp tục để Trịnh Hải Kỳ đứng ra trước, lợi dụng Hạ Tưởng như một đòn bẩy, mượn tay của Hạ Tưởng để khiêu khích khiến thế lực của Diệp Thiên Nam và Hồ Định phải cố thủ ở một góc. Còn nghĩ đến Phó Tiên Phong, Trịnh Thịnh hơi nheo mắt, trong lòng cảm thấy hơi bực bội, so với Hạ Tưởng. Phó Tiên Phong mới chính là con rắn độc, ai mà biết khi nào gã sẽ đột nhiên nhe răng nanh của mình ra, cắn cho người khác một miếng chí mạng. Cục diện Tỉnh Tương cùng với sự xuất hiện của Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng, càng thêm phức tạp và khó có thể đoán biết được. Trong lúc Trịnh Thịnh chưa có động tĩnh gì, mấy người Phó Tiên Phong, Đường Gia Thiếu, Diệp Địa Bắc và Nghiêm Tiểu thì đang ở một nơi xa hoa, nâng cốc nói cười vui vẻ. Nghiêm Tiểu thì mặc một cái váy dài quét đất đến tham dự. Mặt đánh một chút phấn, dáng người uyển chuyển, có lẽ là do quê hương đã nuôi dưỡng con người, cô ta trở nên hấp dẫn và tinh tế hơn trước, đẹp tới mức làm người khác phải nín thở.
càng làm cho Đường Gia Thiếu thèm nhỏ dãi, ánh mắt như bất động, không rời khỏi Nghiêm Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu Thì chẳng thèm để ý đến hành động thất lễ đó của Đường Gia Thiếu, cô chỉ chăm chú nói nói cười cười với Phó Tiên Phong, thỉnh thoảng cũng nói vài câu với Diệp Địa Bắc. Diệp Địa Bắc khá trẻ, mặc âu phục, mặt tròn, mắt to, chẳng có gì nổi bật, nếu đứng giữa đám đông, anh ta chắc chắn không phải là người có ngoại hình đáng chú ý, nhưng trong con mắt của những người trong cuộc, anh ta lại là một con người rất khôn khéo, không bao giờ để bản thân mình bị thiệt. Bốn người nói chuyện rất vui vẻ, cũng vì Phó Tiên Phong rất ôn hòa, không cậy mình là chủ tịch tỉnh, cũng nói cũng cười như mọi người, bầu không khí rất vui vẻ, cũng coi như là cuộc gặp mặt đã thành công. Trong bữa tiệc, Diệp Địa Bắc và Đường Gia Thiếu cũng có lúc nhìn nhau, hai người vừa cảm thấy rất vừa lòng vừa cảm thấy hơi có chút nghi ngờ vì những biểu hiện ngày hôm nay của Chủ tịch Phó, bởi vì hình như Chủ tịch Phó hôm nay thân thiện hơn mọi khi. Lần đầu tiên gặp mặt chỉ có thể nói chuyện phiếm chứ chưa đả động gì đến chuyện chính cả, lúc sắp đến giờ ra về, Phó Tiên Phong thấy đã vừa đủ rồi, liền đứng dậy cáo từ. Diệp Địa Bắc đề nghị đưa Phó Tiên Phong về, Phó Tiên Phong cũng không từ chối, thái độ rất ôn hòa, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đường Gia Thiếu đợi Phó Tiên Phong ra về, liền đề nghị đưa Nghiêm Tiểu Thì về nhà, hôm nay Nghiêm Tiểu Thì uống hơi nhiều, mặt đỏ hồng, tâm trạng rất tốt, cũng không từ chối, lại không chú ý đến ánh mắt của Đường Gia Thiếu, có ý cười một cách đầy thâm ý. Chương 1291, Thời cơ. Nghiêm Tiểu Thì ở nhà cũ, gần ngoại ô. Đường Gia Thiếu ra sức xung xoe, vừa mới nổ máy, đã chủ động cài dây an toàn cho Nghiêm Tiểu Thì, nhưng bị Nghiêm Tiểu Thì gạt sang một bên, mặc dù cô đang say, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nói một câu. Chỉ có một người được phép cài dây an toàn cho tôi, nhưng đáng tiếc lại không phải là anh. Một câu nói như một gáo nước lạnh làm Đường Gia Thiếu lạnh buốt từ đầu đến chân, Nghiêm Tiểu Thì đẹp như tranh vẽ, ánh mắt lộ ra một nụ cười duyên dáng, thể hiện tình cảm sâu nặng của một người con gái. Càng làm cho anh ta cảm thấy ghen tị. Vốn cảm thấy Nghiêm Tiểu Thì vô cùng xinh đẹp và tao nhã không thể xâm phạm được, bây giờ lại nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Đường Gia Thiếu cảm thấy vô cùng tức giận, ý nghĩ muốn chiếm đoạt Nghiêm Tiểu Thì chưa bao giờ lại mạnh mẽ đến thế, anh ta vừa lái xe vừa âm thầm quan sát bộ dạng say rượu của Nghiêm Tiểu Thì, càng nhìn càng cảm thấy không thể chịu nổi. Nghiêm Tiểu Thì lười biếng và uể oải ngồi ở ghế bên cạnh, đẹp không sao tả xiết, nhất là đôi môi chúm chím của cô. Giống như cánh hoa anh đào kiều diễm, làm người khác không thể chịu nổi chỉ muốn lập tức cắn cho một cái. Nhìn nghiêng từ một bên, hai má của cô vô cùng mịn màng, một Nghiêm Tiểu Thì cũng đã có tuổi, vẻ đẹp của làn da, không hề kém so với những cô gái còn trẻ tuổi. Kẻ ra tay trước là kẻ mạnh, Đường Gia Thiếu không thể kiềm chế được những dục vọng trong lòng, cơ hội này mất đi sẽ không bao giờ lấy được lại, không tin là khi anh ta chiếm đoạt được Nghiêm Tiểu Thì rồi. Dựa vào quan hệ bạn học giữa anh ta và Nghiêm Tiểu Thì, hơn nữa tình cảm sâu đậm bao năm anh ta dành cho cô, cộng thêm việc anh ta sẽ đồng ý lấy cô làm vợ, lúc mọi chuyện đã gạo nấu thành cơm rồi, cô còn có thể làm gì được nữa. Tiểu Thì, đừng nói gì cả, anh sẽ đưa em đến một nơi để em tỉnh rượu, nếu không với bộ dạng này em nhất định bị người lớn mắng. Anh ta biết bố mẹ Tiểu Thì rất nghiêm khắc, yêu cầu ở cô rất nhiều. Bộ dạng Nghiêm Tiểu Thì vô cùng ngây thơ, một bên gật đầu một bên lại xua tay. Không cần đâu, về nhà luôn là được rồi, em không yên tâm về anh tí nào. Vừa nói dứt lời, đầu liền quẹo sang một bên, ngủ mất. Đường Gia Thiếu vui mừng như phát điên lên, quả thật thời còn học đại học anh ta đã vài lần có ý định giở trò với Nghiêm Tiểu Thì, thế nhưng Nghiêm Tiểu Thì vô cùng đề phòng, từ trước đến nay không cho anh ta cơ hội một mình ở cạnh cô, sau bao nhiêu năm. Nghiêm Tiểu Thì lại mất cảnh giác với anh ta. Đường Gia Thiếu cho xe chạy như bay, đến một biệt thự bí mật, Nghiêm Tiểu Thì đột nhiên tỉnh lại, vừa xuống mở to hai mắt. Em muốn đi toilet. Ừ, ở trên gác có, đi theo anh. Lúc Đường Gia Thiếu giơ tay ra định đỡ Nghiêm Tiểu Thì, lại bị cô đẩy sang một bên, anh ta cũng không để ý, Nghiêm Tiểu Thì bước đi loạng choạng, biết cô không thể kiên trì được lâu. Nghĩ đến một cô gái đẹp như hoa như ngọc không thể thoát khỏi lòng bàn tay mình. Anh ta như đang trên mây vậy. Bình thường anh ta không ở biệt thự, công dụng chính của biệt thự là nơi để đưa gái về ở qua đêm, đồng thời cũng là nơi cất giữ một số tài liệu quan trọng, có thể nói chính là một nơi bí mật của anh ta. Nghiêm Tiểu Thì đi lên gác, anh ta liền theo sau, nhưng lại bị cô chặn lại, anh ta liền cười, quay người đi xuống, đem ra một chai rượu ngon và loại thuốc xuân dược thường dùng cho phụ nữ,
sau khi pha trộn theo tỷ lệ thích hợp, rồi đặt lên bàn, đợi Nghiêm Tiểu Thì xuống thưởng thức. Dù có nói gì cũng để cô uống một ngụm, chỉ cần một ngụm thôi, cho dù ngọc nữ hay là gì đi nữa cũng phải ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta. Đường Gia Thiếu vừa nhấm nháp rượu kích thích vừa tưởng tượng sự kích động khi cùng với Nghiêm Tiểu Thì ở trên giường, nghĩ đến đây làm anh ta nhếch mép cười một cách đầy gian tà. Đợi khoảng nửa tiếng, cũng không thấy Nghiêm Tiểu Thì xuống. Làm sao mà lâu như thế, hay là say quá ngã trên gác à? Đường Gia Thiếu gọi to vài tiếng, nhưng không ai trả lời, anh ta liền vội vàng lên gác xem, trên gác chẳng có ai, còn người thì đi đâu rồi? Chỉ có phảng phất hương thơm, chứng tỏ Nghiêm Tiểu Thì đã ở đó. Lại nhìn thấy cửa phòng thông ra cửa sau đang mở, gió thổi liên hồi, làm cho Đường Gia Thiếu tỉnh cả người, đột nhiên, anh ta nhớ ra cái gì đó, liền mở ngăn kéo ra xem, tài liệu về cầu đường tỉnh tương đều rất ngăn nắp, dường như chưa ai động vào, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nghĩ, hay là quá đa nghi rồi, làm sao mà Nghiêm Tiểu Thì lại lục lọi đồ của anh ta được chứ? Cô đã say quá rồi mà. Lúc anh ta đang nghĩ, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, là điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì. Bạn Đường, đừng trách tôi không nói gì mà đã đi, bởi vì tôi phát hiện anh không phải là người tốt. Phòng của anh toàn là quần áo của con gái, ở lại thêm phút nào là nguy hiểm thêm phút đó, một mình anh mơ mộng là được rồi. Lời nói của Nghiêm Tiểu Thì có chút trêu chọc. Đường Gia Thiếu không thể làm gì khác, đành cười rồi cúp điện thoại. Chỉ có điều lúc nãy đã uống quá nhiều rượu kích thích, bây giờ khắp người nóng ran khó chịu, không biết làm gì hơn là đi ra ngoài tìm một em để giải quyết vấn đề sinh lý. Vừa ra đến cửa, Diệp Địa Bác gọi điện thoại đến. Gia Thiếu, thế nào rồi, lên chưa? Đừng nói nữa, thật xui xẻo. Đường Gia Thiếu bị Nghiêm Tiểu Thì làm cho mất hết thể diện, cũng không dám đến gặp Diệp Địa Bác, liền nói lái sang chủ đề khác. Phó Chủ tịch tỉnh thế nào rồi? Chính Tập nói, ông ta rất gian xảo, phải cẩn thận. Diệp Địa Bác chỉ ậm ừ vài tiếng. Nên ăn cũng ăn rồi, nên uống cũng rồi, đưa quà cũng nhận rồi, nhưng cũng chưa nói câu gì cả, đúng là một con cáo già. Ha ha, chuyện bình thường. Đường Gia Thiếu mặc dù đang cười, nhưng thật ra lại cảm thấy rất bực bội. Địa Bắc, Nhạc Phiên Thiên vừa có vài em mới đến, đi cùng không? Địa Bắc trầm ngâm một lúc rồi đồng ý. Nghiêm Tiểu Thì về đến nhà, là một ngôi nhà kiểu cũ, mặc dù đã rất lâu đời rồi, nhưng lại có không khí hơn những ngôi nhà cao tầng mới xây khác. Bố mẹ cô đã ngủ rồi, cô rón rén đẩy nhẹ cánh cửa phòng mình, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, và nhìn quanh căn phòng đã cùng cô trôi qua thời kỳ con gái, trong lòng dâng lên một cảm rất ấm áp. Cứ ngồi như thế một lúc, rồi từ trong túi cô lôi ra những máy chụp ảnh kỹ thuật số nhỏ, mở ra xem một chút, nét mặt chứng tỏ rất hài lòng và hạnh phúc, tự nói. Em mạo hiểm để giúp anh tìm được chứng cớ, anh xem nên cảm ơn em như thế nào mới phải đây. Em đối với anh, hừ, cả đời này anh chả cũng không đủ. Ngày hôm sau, Lâm Hoa Kiến mới sáng sớm đã đến văn phòng làm việc của Hạ Tưởng, báo cáo cho Hạ Tưởng những tiến triển của cuộc điều tra về Trần Công Phương. Lâm Hoa Kiến có vẻ hơi hốc hác, có vẻ vì nghỉ ngơi không đủ, hai mắt sưng húp, nhưng tinh thần lại rất tốt. Đã tiến thêm một bước nữa trong việc nắm được những chứng cứ về việc vi phạm của Trần Công Phương, mặc dù anh ta không nhận tội, và không chịu hợp tác làm việc với Ủy ban Kỷ luật, nhưng tôi tin rằng trong vòng một tuần nữa, sẽ có sự đột phá lớn. Lâm Hoa Kiến rất phấn khởi. Có lẽ những đột phá mà anh ta đang mong chờ, chính là Trần Công Phương sẽ cắn cho những vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy. Hạ Tưởng cười một cách lạnh lùng, lúc này Lâm Hoa Kiến hơi có phần kích động quá, có lẽ cũng do hắn chưa từng thể hiện tác dụng lớn của một nhân vật số một, nên Lâm Kiến Hoa thực sự cho rằng cho dù Trần Công Phương có quay ngược lại mà cắn những lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, y cũng sẽ đồng ý lên báo. Đùa cái gì vậy? Ủy ban kỷ luật chính là điểm tựa của các thế lực khắp nơi là thật. Nhưng Hạ Tưởng không phải là công cụ mà bất kỳ thế lực nào muốn trợ giúp cũng được. Cho dù Lâm Hoa Kiến có mạng lưới quan hệ ở tỉnh Tương rộng như thế nào, có sự hậu thuẫn ở Bắc Kinh vững chắc như thế nào đi chăng nữa, muốn mượn tay hắn để hoàn thành âm mưu của mình, thật đúng là mơ tưởng. Hạ Tưởng im lặng đợi Lâm Hoa Kiến báo cáo hết công việc, đưa ra ba chỉ thị then chốt, một là tiếp tục đào sâu thêm trong vụ án Trần Công Phương, phải điều tra đến cùng, không được thương xót. Hai là chú ý cách làm. Không thể đơn giản lỗ mãng được, dù sao đồng chí Trần Công Phương cũng là cán bộ cấp cao được đảng bồi dưỡng bao nhiêu năm.
Ba là phải kịp thời báo cáo với Bí thư Trịnh về tình hình vụ án để tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh ủy. Lâm Hoa Kiến nhìn bên ngoài có vẻ làm việc rất tích cực, những chỉ thị của Hạ Tưởng anh ta đều ghi vào một quyển sổ, kỳ thực với chức vụ của anh ta cũng không cần phải thể hiện như vậy trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng càng nhìn Lâm Hoa Kiến càng thấy một câu nói rất đúng, đại gian tà dường như rất trung thành. Hai chân ngáng ra trước đường của hắn, nhưng hai chân sau lại tỏ ra rất ngoan ngoãn, đúng là cái đuôi sói. Dường như Lâm Hoa Kiến cảm thấy hắn quá trẻ, chủ yếu vì hắn chưa bao giờ làm việc ở ủy ban kỷ luật, nên anh ta rất khinh thường, có thể trong trình tự phá án có thể dễ dàng đưa cho hắn mà hắn không biết gì, khiến hắn giống như một con rối, ý nghĩ quả thật không tồi. Hạ Tưởng mỉm cười nhìn Lâm Hoa Kiến rồi gật đầu, trong lòng lại nghĩ, Trần Công Phương chính là một quả bom, mời đến thì dễ nhưng đuổi đi thì lại khó, sớm muộn gì cũng sẽ làm bị thương một vài người. Đương nhiên trong lòng Hạ Tưởng rất rõ, Trần Công Phương quả thật đã phạm sai lầm, nếu không Lâm Hoa Kiến cũng sẽ không dám mạo muội bắt người. Tình hình giới quan trường hiện nay, ai có chuyện, ai không có chuyện, ủy ban kỷ luật cũng không rõ hết được, nhưng bắt ai, không bắt ai, trong lòng lại rất rõ rồi. Nói cho cùng, ai lên voi, ai xuống chó, đều chính là biểu hiện của kết quả cuộc tranh chấp chính trị. Lâm Hoa Kiến vừa đi khỏi, Lý Tòng Đông lại đến. Cách ăn mặc của Lý Tòng Đông hơi cổ điển một chút, càng nhìn càng thấy giống một giảng viên đại học những năm 90 thế kỷ trước. Ông ta lấy từ trong túi ra một quyển sổ bìa da đen, quyển sổ rất cũ rồi, hai cạnh đã sờn cả da, nhưng có vẻ ông ta vẫn rất yêu quý nó, mở ra một cách rất cẩn thận nhẹ nhàng, sau đó lôi bút ra. Sau đó dùng ngòi bút chỉ vào những chữ trong quyển sổ, từng từ từng câu một, bắt đầu báo cáo. Căn cứ theo những gì Vương Hổ khai báo, chính mồm anh ta đã chứng nhận việc dùng xi măng loại kém chất lượng để xây cầu Thần Đông, không chỉ có trụ cầu, mà là toàn bộ cây cầu, nhưng không phải anh ta cố ý dùng hàng kém chất lượng, mà là bên thi công yêu cầu sử dụng xi măng loại kém đó để thay cho xi măng cao cấp, nhằm tiết kiệm tài chính, thu tiền lời. Lúc đó chịu trách nhiệm mua nguyên liệu xây cầu ở Hồ Nam là giám đốc Lạc Tân, hiện nay đã mất tích. Lý Tòng Đông đã âm thầm điều tra vụ sập cầu Thần Đông của công ty cầu đường tỉnh Tương, chính là lần đầu tiên Hạ Tưởng âm thầm ra tay, nếu Lâm Hoa Kiến lấy hắn làm lá chắn, thì hắn sẽ âm thầm điều tra rõ ngọn ngành mọi chuyện. Có lý do để tin tưởng, Trần Công Phương cho dù tay chân không sạch sẽ, thì công ty cầu đường tỉnh Tương cũng là một vết nhơ, dùng một câu nói để hình dung là công ty cầu đường tỉnh Tương và Trần Công Phương là chó cắn miệng mèo. Nhưng Vương Hổ nói, lúc đó anh ta có ghi âm lại. Tinh thần Hạ Tưởng lập tức phấn chấn hẳn lên, như vậy điều mấu chốt chính là, tuy không đủ điều kiện để lật đổ công ty cầu đường tỉnh Tương, nhưng tuyệt đối sẽ làm ảnh hưởng nặng nề đến danh dự của công ty cầu đường tỉnh Tương. Sau đó, Lý Tòng Đông vừa đi, Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì, cú điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì lập tức làm ánh mắt Hạ Tưởng sáng lên. Trong lòng hừng hực như lửa, thời cơ đã ngay trước mắt. Chương 1292, đối mặt chính diện. Lý Tòng Đông chủ động gánh vác gánh nặng, quyết chiến đến cùng, Hạ Tưởng cũng rất khuyến khích sự quyết tâm đó của anh ta, bởi vì Lý Tòng Đông ra mặt điều tra vụ cầu đường tỉnh Tương, sớm muộn cũng bị Lâm Hoa Kiến phát hiện, xem như bước đi này của anh ta hoàn toàn đối nghịch với Lâm Hoa Kiến, từ đó trở thành kẻ thù không đội trời chung với Lâm Hoa Kiến. Do đó, Hạ Tưởng không nghi ngờ gì tấm lòng của Lý Tòng Đông, bởi vì Lý Tòng Đông đã hoàn toàn đối nghịch với đội nhóm của Lâm Hoa Kiến, anh ta không còn đường lui nữa. Dù Lý Tòng Đông có dũng cảm thế nào, thì mâu thuẫn giữa anh ta và Lý Tòng Đông cũng không thể điều hòa được, theo đạo dùng người, Hạ Tưởng cũng đồng ý thu nạp Lý Tòng Đông. Duy nhất một điều làm hắn cảm thấy tiếc chính là, Lý Tòng Đông làm việc gì, cũng quá cẩn thận, nhiều lúc vì trở thành nhát gan, nhìn nhận vấn đề rất phiến diện, không linh hoạt. Nhưng cũng tốt, anh ta có tài là được rồi, không cần phải quá hoàn thiện. Lý Tòng Đông báo cáo xong hết mọi chuyện, vừa đi khỏi, Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại do chính Trịnh Thịnh gọi đến. Chủ nhiệm Hạ, đến văn phòng tôi một chút, chúng ta cần hội ý một chút. Bình thường những cuộc họp bàn công việc bí thư do thư ký bí thư Đồng Phạm thông báo, hội nghị ủy viên thường vụ do trưởng ban thư ký Trịnh Hải Kỳ thông báo. Không ngờ Trịnh Thịnh đường đường là bí thư tỉnh ủy lại trực tiếp thông báo với hắn đến tham dự cuộc họp. Có nghĩa là người có địa vị cao hơn lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp hơn, và ý nghĩa bên trong việc này cũng rất phong phú. Hạ Tượng liền biết một việc, trong cuộc họp bàn công việc bí thư hôm nay, Trịnh Thịnh cần sự hợp tác của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa gác máy,
Hạ Tưởng liền thu dọn đồ đạc rồi đứng lên định đi, bí thư tỉnh ủy trực tiếp gọi điện thoại, sao có thể chậm trễ được, bỗng nhiên lại có chuông điện thoại, vốn dĩ hắn chẳng muốn nghe nữa, nhưng lại là điện thoại cá nhân đang reo, hơn nữa còn là một bài hát rất quen thuộc đóa hoa lê tuyệt đẹp, đó chính là tiếng chuông điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì. Nếu như bình thường, Hạ Tưởng cũng lười nhấc máy, đợi lát nữa gọi lại cũng không sao, nhưng tại tối qua điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì bị tắt máy, trong lòng hắn thấy hơi lo lắng, thế là quay lại nghe máy. Chủ nhiệm Hạ, báo cho anh một tin tốt. Tiếng của Nghiêm Tiểu Thì cho thấy cô đang rất háo hức. Hạ Tưởng tức giận nói. Em còn có tin gì tốt nữa? Không làm anh tức giận là tốt lắm rồi. Trước mặt thì khác, sau lưng lại khác. Đồng chí Nghiêm Tiểu Thì, tinh thần đảng của em đâu mất rồi? Xin lỗi, em không phải là đảng viên. Nghiêm Tiểu Thì cười khanh khách. Hình như anh rất giận thì phải, em đã đắc tội gì với anh sao? Hạ Tưởng xem như là cũng hiểu Nghiêm Tiểu Thì, vừa nghe giọng của cô là biết không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa tâm trạng còn rất tốt, nên không muốn nói nhiều với cô. Đợi một chút nữa hắn nói, bây giờ anh phải đi họp. Không được, ngay bây giờ em muốn nói với anh một chuyện. Nghiêm Tiểu Thì lại nói giọng đùa bỡn, bởi vì cô nghe thấy giọng Hạ Tưởng rất thân thiết. Phụ nữ chỉ thích làm nũng với người đàn ông mà họ thích và cũng quan tâm lại họ, với sự thông minh của cô, sao lại không nắm bắt thời cơ này chứ? Hôm qua em đã thay anh đi lấy những tài liệu về công ty cầu đường tỉnh Tương rồi, suýt chút nữa phải hy sinh thân mình rồi, anh nói xem anh cảm ơn em như thế nào đây? Hạ Tưởng dở khóc dở cười, Nghiêm Tiểu Thì đã quá liều mạng rồi, cô rất thông minh, lại có đầu óc tính toán. Nhưng một người con gái vừa thông minh vừa mưu lược khi ở trước mặt đàn ông không nên quá thể hiện ra ngoài, không sẽ có ngày phải chịu thiệt thòi, bởi phụ nữ trời sinh ra là phải yếu, hắn không hài lòng nói một câu. Cảm ơn em, anh không mắng em đã là may rồi. Em mau thu dọn đồ đạc đi, không đường ra thiếu phát hiện ra sẽ đi tìm em đó, bây giờ nên đề phòng anh ta một chút, tạm thời đừng liên lạc gì với anh ta. Vâng, em biết rồi, em sẽ nghe lời anh. Nghiêm Tiểu Thời hờn dỗi nói một câu, rồi nói tiếp. Tư liệu rất tỉ mỉ xác thực, có thể làm mất hết danh tiếng của công ty cầu đường tỉnh Tương. Sau đó, Nghiêm Tiểu Thì nói đơn giản vài câu về những dữ liệu cô xem được, Hạ Tưởng chỉ vừa nghe đã lập tức đưa ra được kết luận, quả nhiên là một bước đột phá ngoạn mục. Bước chân vô cùng thoải mái của Hạ Tưởng khi đi vào văn phòng bí thư tỉnh ủy, mới biết hắn là người đến cuối cùng, trong văn phòng có Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam, Lương Hạ Chữ và Trịnh Hải Kỳ, nhìn tình hình, có vẻ như thảo luận về vấn đề nhân sự rồi, bởi vì có Lương Hạ ở đây. Nhìn một lượt lại phát hiện ra Hồ Định ngồi bên cạnh, Định Thần lại, Hạ Tưởng cảm thấy hơi hoài nghi, phía ủy ban nhân dân có Phó Tiên Phong làm đại diện là được rồi, sao lại có thêm cả một Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh nữa để làm gì? Khó hiểu thì khó hiểu, nhưng không thể hỏi được, bởi vì đây là cuộc họp do bí thư triệu tập nên ai tham gia là do Trịnh Thịnh quyết định. Hạ Tưởng cười xin lỗi. Tôi đến muộn, xin lỗi đã để các đồng chí đợi lâu. Đừng nhìn Hạ Tưởng là người nhỏ tuổi nhất, nhưng hắn ta lại có chức cao hơn, trong đám người đó chỉ có Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong mới có tư cách để phê bình hắn. Trịnh Thịnh gật đầu cười, Phó Tiên Phong lại nói. Chúng tôi cũng vừa ngồi xuống, không muộn đâu. Kỳ thực hầu hết mọi người đã ngồi được gần 3 đến 5 phút rồi, nhưng Chủ tịch tỉnh đã nói như vậy rồi ai còn dám phản bác gì nữa. Chỉ có Hồ Định nhìn Hạ Tưởng một cách rất lạnh nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, dường như nghĩ là Hạ Tưởng cố ý đến muộn, ngựa non háu đá, muốn ra mặt trước những người khác, làm mất điểm rồi. Sau khi Hạ Tưởng ngồi xuống, Trịnh Thịnh liền nói. Hôm nay mời đồng chí đến, chính là để thảo luận về vấn đề đồng chí Trần Công Phương nuôi nhân tình, ăn hối lộ. Trịnh Thịnh nêu ra ý chính, đi thẳng vào vấn đề về cuộc sống và vấn đề kinh tế của Trần Công Phương. Xem như trong lòng Trịnh Thịnh đã có dự kiến trước rồi, biết là giấy không thể gói được lửa, mà Trần Công Phương lại là người của ông ta, bây giờ cũng phải bỏ đi rồi. Chỉ đành vào ai thì người đấy chịu, Trần Công Phương trở thành vật hy sinh, cũng đã nằm trong dự kiến của Hạ Tưởng, tranh chấp về chính trị, phải chú ý đạo đức và pháp luật. Trần Công Phương là cán bộ mà đảng bồi dưỡng nhiều năm, tỉnh ủy vốn còn định giao thêm trọng trách cho anh ta, không ngờ lại xảy ra chuyện này, thật làm cho người khác thấy đau lòng. Trịnh Thịnh tiếp tục. Căn cứ theo nguyên tắc chữa bệnh cứu người, ý kiến của cá nhân tôi là, cố gắng hết sức để xuất phát từ góc độ cứu đồng chí Trần Công Phương. Hạ Tưởng hiểu ý của Trịnh Thịnh, chính là muốn để ủy ban kỷ luật ra tay một cách thích đáng.
Phó Tiên Phong ho nhẹ một cái, mí mắt nhẹ nhàng nâng lên, chẳng nhìn ai cả, ánh mắt lơ đãng nhìn Hạ Tưởng một cái, sau đó mới thong thả nói. Chỉ thị tinh thần của Bí Thư Trịnh rất có ý nghĩa dẫn dắt, đồng chí Trần Công Phương cẩn trọng làm việc trong mười mấy năm, đã có rất nhiều thành tích đáng kể, xét về mặt cuộc sống cá nhân của anh ta cũng có những lỗi cần kiểm điểm thật, cũng có những lần cá độ với số tiền nhất định, đã phạm phải những lỗi không đáng phạm vào, về lý mà nói cũng nên nhận sự trừng trị thích đáng của Đảng, nhưng đồng chí Trần Công Phương trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Thần Đông, đã có những cống hiến rất lớn vì sự phát triển nền kinh tế của tỉnh Thần Đông. Số tiền nhất định và số tiền lớn, khác nhau rất lớn, đến cấp tỉnh, khi nói chuyện rất chú trọng nặng nhẹ, rất chú ý khi dùng từ. Đương nhiên, Phó Tiên Phong cố ý nói chuyện to hóa thành nhỏ, cũng cố ý nể mặt Trịnh Thịnh, phải tìm cho Trần Công Phương một con đường thoát. Những lời nói trong chốn quan trường, những lời nói trước đó có dài có trịnh trọng bao nhiêu đi chăng nữa, thì điều quan trọng vẫn là điểm chuyển ở những lời sau cùng. Phó Tiên Phong nói rất nhiều. Đại ý là tiếp lời và giảng giải về chỉ thị tinh thần của Trịnh Thịnh, cũng thể hiện được lập trường của ông ta, chính là nhất trí với lập trường của Trịnh Thịnh, hy vọng khoan hồng cho Trần Công Phương. Sự việc của Trần Công Phương không phải quá quan trọng, nhưng cũng là một điểm then chốt, Phó Tiên Phong không thể chống đối lại Trịnh Thịnh được, bởi với đầu óc chính trị của mình, ông ra biết rất rõ Trần Công Phương chính là vật hy sinh trong cuộc đụng độ với tổ cầu đường Tỉnh Tương. Tổ cầu đường Tỉnh Tương chính là giao điểm của các thế lực ở Hồ Nam. Xử lý không tốt, tất nhiên sẽ dẫn đến sóng to gió lớn, Phó Tiên Phong bây giờ cơ bản cũng không có gì chắc chắn cả, ông ta nếu không liên kết với Trịnh Thịnh thì cũng không còn con đường nào khác, bởi ông ta không thể đổi hướng sang tổ cầu đường Tỉnh Thương được, nhưng nếu bảo ông ta cái gì cũng theo Trịnh Thịnh, thì thật không đúng với tính cách của ông ta. Hạ Tưởng cũng biết rất rõ, Phó Tiên Phong cũng là thân đầy điểm yếu, chẳng hơn gì. Phó Tiên Phong vừa nói hết, Diệp Thiên Nam liền phát biểu. Dáng vẻ Diệp Thiên Nam vô cùng trầm tĩnh, kính của ông ta luôn được lau đến sáng bóng, không chỉ có mắt kính không có một hạt bụi nào, mà ngay cả gọng kính cũng rất sạch sẽ, có thể thấy ông ta là một người vô cùng cẩn thận. Vấn đề của đồng chí Trần Công Phương vô cùng nghiêm trọng. Vừa nói đã tỏ ra một bộ dạng vô cùng cắn rứt. Hơn nữa có ảnh hưởng rất xấu, bây giờ khắp nơi đều truyền một câu nói là, chính Trần Công Phương đã dùng thực tiễn bản thân mình mà sáng tạo ra một danh từ mới. Đó là mỗi nhà một vợ, càng kỳ quái hơn chính là, trên mạng có rất nhiều người lấy Trần Công Phương ra làm ví dụ, nói cán bộ đảng nhiều nhà nhiều vợ, nhà càng nhiều thì vợ càng lắm, hỏi làm sao người dân không mua nổi nhà, lấy không được vợ. Mặc dù lời nói của Diệp Thiên Nam có chút bông đùa, nhưng ý của ông ta lại rất nghiêm túc, không đùa chút nào, thể hiện rõ ràng thái độ của ông ta là kiên quyết nghiêm trị Trần Công Phương. Diệp Thiên Nam lấy ví dụ ra sao, nói như thế nào Hạ Tưởng không quan tâm. Hắn chỉ cảm thấy không hiểu được những gì mà Diệp Thiên Nam muốn, việc Trần Công Phương ngã ngựa thì đã đành rồi, cuối cùng bị khai trừ khỏi đảng, bị đuổi việc, cũng coi như tổ cầu đường Tỉnh Tương đạt được thắng lợi. Nhưng cũng không được như những gì mà Diệp Thiên Nam mong muốn, chẳng nhẽ, Diệp Thiên Nam muốn đẩy Trần Công Phương vào chỗ chết cũng mới được. Chính là nhổ tuệt vào mặt Trịnh Thịnh, còn chưa đủ, còn tát thêm cho một cái, còn muốn bức người đến cùng. Sắc mặt Trịnh Thịnh quả nhiên không được tốt lắm. Nhưng vẫn còn được, giữ được nét mặt bình tĩnh, không nói gì. Thế ý kiến của Bí Thư Diệp là gì? Hạ Tưởng đột nhiên thêm vào một câu, vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn Diệp Thiên Nam. Đối với câu hỏi của Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam cười và nói. Nếu Ủy ban Kỷ luật đã nắm giữ được chứng cứ vô cùng xác thực rồi, sự thật đã rõ ràng, đầu tiên tôi đề nghị tỉnh Thần Đông cách chức vụ Phó Chủ tịch thành phố của Trần Công Phương, tiếp đó là khai trừ ra khỏi đảng. Cuối cùng là chuyển cho cơ quan tư pháp, xem xét hình thức phạt. Giống như những gì Hạ Tưởng nghĩ, ý kiến của Diệp Thiên Nam là muốn đẩy Trần Công Phương vào chỗ chết, không chừa lối thoát nào. Chủ nhiệm Hạ thấy thế nào? Diệp Thiên Nam hỏi Hạ Tưởng một câu rất khách sáo. Tôi đồng ý với ý kiến trên của Bí Thư Diệp. Chẳng ai ngờ, Hạ Tưởng cũng hùa theo ý kiến của Diệp Thiên Nam. Phó Tiên Phong vô cùng kinh ngạc, Trịnh Thịnh cũng sửng sốt không kém. Không thể tin được nhìn Hạ Tưởng, suýt chút nữa thì trở thành thất lễ, Trịnh Hải Kỳ cũng trợn tròn hai mắt, không thể hiểu được. Cứ coi là Hạ Tưởng nhất trí với ý kiến của Diệp Thiên Nam nhưng cũng không cần phải trả lời nhanh như thế, chẳng có chút kiềm chế chính trị nào cả. Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam, Lương Hạ Ninh, Hà Chí Năng và Trịnh Hải Kỳ cùng nhau nhìn Hạ Tưởng một cách vô cùng khó hiểu. Chương 1293, Tỷ lệ lực lượng.
Hạ Tưởng không chút hoang mang, thản nhiên cười, tiếp tục nói. Chấm, lại nói đến bản thân đồng chí Trần Công Phương quả thật có vấn đề, nhưng trong quá trình thi công của cầu đường Tỉnh Tương, cũng tồn tại sự thực khách quan sử dụng hàng nhái, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, căn cứ theo những chứng cứ ban đầu mà tôi nắm được cho thấy, trong sự kiện sập cầu Thần Đông, Trần Công Phương phải chịu trách nhiệm nhất định, nhưng cầu đường Tỉnh Tương cũng phải chịu trách nhiệm chủ chốt không thể trốn tránh. Hạ Tưởng nói năng đầy khí phách, gãy gọn. Theo tôi thì, bắt tay vào vụ án Trần Công Phương sẽ có thể điều tra được rõ ràng mọi chuyện phía sau sự kiện cầu Thần Đông. Lần đầu tiên, Hạ Tưởng công khai, chính diện tuyên chiến với cầu đường Tỉnh Tương và thế lực phía sau. Hạ Tưởng không phải là lỗ mãng, không phải là kích động, lại càng không nổi máu anh hùng, mà là thấy đã tới thời cơ, phải nhanh ra tay, bắn một phát chắc chắn chúng. Phải thừa nhận, Diệp Thiên Nam tính tình ôn hòa điềm đạm, nhưng ẩn giấu sự sắc sảo, quả thật không phải hạng người có thể sống chung. Nếu Hạ Tưởng đoán không sai, nhóm bốn người cầu đường Tỉnh Tương là một nhóm bốn người liên minh, khẳng định là do Diệp Thiên Nam cầm đầu. Cũng do Diệp Thiên Nam lão thành lại cay độc, đến cả Trịnh Thịnh cũng khó có thể thong dong ứng đối. Trịnh Thịnh ở Tỉnh Tương khó có thể nắm đại cục trong tay, chắc chắn là do Diệp Thiên Nam tạo ra không ít khó khăn. Trần Công Phương sai, tội không thể tha, nhưng về cầu đường Tỉnh Tương lại càng là tội ác tày trời, là một khối u ác tính lớn ở Tỉnh Tương, không trừ tận gốc thì không được. Trần Công Phương tham tiền, lừa phụ nữ, tuy có sai, nhưng không sai đến nỗi hại mạng người. Mà cầu đường Tỉnh Tương xây dựng cầu, cải tạo cầu, nhận xây dựng đường cao tốc, chỉ cần xảy ra sự cố, nhất định sẽ liên quan tới cả trăm mạng người. Hạ Tưởng không phải thánh nhân, cũng không dám tự xưng là hóa thân của chính nghĩa, nếu là trước kia, khi hắn đảm nhiệm chức bí thư thành ủy có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng hiện giờ hắn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, không có cách nào lại lấy câu không ở đúng vị trí thì không bàn chính sự để an ủi chính mình. Bởi vậy cho dù hắn biết cầu đường Tỉnh Tương là một quả bom đầy uy lực, chạm đến sẽ nổ, hơn nữa nói không chừng còn có thể nổ khiến hắn tan xương nát thịt, nhưng Hạ Tưởng là Hạ Tưởng, với trách nhiệm của một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, khiến Hạ Tưởng phải dũng cảm đối mặt. Hơn nữa hiện giờ lại đang là cơ hội tốt. Thế mạnh của Diệp Thiên Nam chưa cần nói đến nguyên nhân tầng tầng lớp lớp phía sau, Hạ Tưởng cũng không cần phải e ngại lắm, chỉ cần chứng cớ trong tay hắn, chỉ cần hắn mượn thế lực của Trịnh Thịnh, thì hắn nắm giữ chủ động, có thể ung dung đứng giữa xoay chuyển, dựa vào thế lực mượn được, mạnh dạn tiến lên. Con mắt xem xét thời cơ của Hạ Tưởng rất chuẩn, hắn thẳng thắn đề nghị điều tra luôn cả về cầu đường Tỉnh Tương, liền lập tức khiến mọi người sợ đến ngây người. Đặc biệt khoa trương nhất là vẻ mặt của Diệp Thiên Nam. Vẻ mặt y vốn đang bình tĩnh, thậm chí còn có chút đắc ý, bởi vì Hạ Tưởng vừa tán thành ý kiến xử trí Trần Công Phương của y, khiến y rất hài lòng, lại thêm lần Lâm Hoa Kiến bỡn cợt Hạ Tưởng, y gần như nhận định chắc Hạ Tưởng chính là kẻ bất tài. Không ngờ Hạ Tưởng vừa chuyển đề tài, lại trực tiếp động tới cầu đường Tỉnh Tương, Diệp Thiên Nam liền cảm giác giống như đang đi trên đám mây mềm, lại đột nhiên bước vào khoảng không, từ đầu đến chân liền rơi tự do đột ngột. Hạ Tưởng thật là to gan lớn mật, mới đến Tỉnh Tương vài ngày đã dám công khai khiêu chiến với cầu đường Tỉnh Tương. Hắn là điên hay là ngốc vậy? Hạ Tưởng vừa không điên lại không ngốc, tài nắm chắc thời cơ khiến Phó Tiên Phong cũng phải khâm phục và tự cảm thấy không bằng hắn chấm CSO nên tất cả những ai chưa từng so chiêu trực diện với Hạ Tưởng đều sẽ mặc nhiên cho rằng Hạ Tưởng có lúc ra chiêu hồ đồ. Thật ra sau khi sự việc xảy ra mới hiểu được, Hạ Tưởng mỗi lần ra chiêu đều phải tỉ mỉ suy tính rồi mới ra tay. Cầu đường Tỉnh Tương và vụ án Trần Công Phương là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập lại làm một được. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hà Chí liền tỏ thái độ, y và Diệp Thiên Nam cùng một lập trường, không nằm ngoài dự kiến của Hạ Tưởng. Hôm nay họp là hội ý thảo luận về việc xử lý Trần Công Phương, không liên quan đến cầu đường Tỉnh Tương. Hà Chí Năng 52 tuổi, đến từ thành phố Hạ Giang, cách nói chuyện nhỏ giọng tinh tế, diện mạo cũng rất lạnh, giọng điệu nói chuyện cũng giống như nước nguội. Lương Hạ Ninh đưa tay ra sau đầu chỉnh mái tóc. Đề nghị của chủ nhiệm Hạ cũng không phải là không có lý, về phía ủy ban kỷ luật suy cho cùng cũng nắm được bao nhiêu chứng cớ, đoán chừng trong lòng chủ nhiệm Hạ đều biết. Tuy ngoài mặt việc điều tra cầu đường Tỉnh Tương và ý kiến xử lý Trần Công Phương không có liên hệ trực tiếp, trên thực tế, nếu không phải cầu đường Tỉnh Tương nhận xây dựng cầu Thần Đông gặp chuyện không may, cũng sẽ không đào ra sự thật Trần Công Phương tham ô nhận hối lộ, cho nên muốn nói. Điều tra cầu đường Tỉnh Tương cũng được, có lỗi thì sửa, không có thì biết lần sau tránh, có phải vậy không?
Lời của Lương Hạ Ninh dường như có ý giảng hòa, trên thực tế nghe kỹ vẫn là nghiêng về phía Hạ Tưởng một ít. Cuối cùng là Trịnh Hải Kỳ lên tiếng, Trịnh Hải Kỳ là quan hệ ruột thịt với Trịnh Thịnh, ý kiến của y thường chính là noi theo ý kiến của Trịnh Thịnh. Trịnh Hải Kỳ đầu tiên là cười, sau lại cảm thấy vấn đề thảo luận hôm nay rất nghiêm túc, không thích hợp để cười, liền thu lại nụ cười. Chỉ thị tinh thần của bí thư Trịnh rất khách quan, rất toàn diện, chủ tịch tỉnh phó nhìn xa trông rộng, có trình độ, đương nhiên, ý kiến của bí thư Diệp cũng cần phải chú trọng, xem xét lại từ trên xuống dưới, chủ nhiệm Hạ lên tiếng đặc biệt có liên hệ thực tế, lại vừa có ý nghĩa, có tầm nhìn lâu dài, tôi cho rằng, bất cứ việc gì cũng cần xem xét ở cả hai phương diện. Trịnh Hải Kỳ nói một đống lời nói khách sáo, lại chỉ có một hai câu là có ích, tuy nhiên cũng có thể hiểu được, dù sao y cũng là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, phải chú ý tới cảm xúc các bên, tất nhiên phải nói nhiều một ít. Nói tóm lại thái độ của y chính là thừa nhận Trịnh Thịnh, đồng ý Phó Tiên Phong, cuối cùng trọng điểm là tán thành cách nói của Hạ Tưởng. Diệp Thiên Nam và Hạ Chí Năng âm thầm liếc nhau, trong ánh mắt có một chút lo lắng. Quả nhiên, Trịnh Thịnh nhạy bén ý thức được thời cơ đến, lúc này nói. Cách nhìn nhận vấn đề của chủ nhiệm Hạ quả thật đáng để suy nghĩ thêm, đồng chí Trần Công Phương có sai thì xử phạt, nhưng với cầu đường tỉnh tương nếu thật sự có chuyện trông coi không nghiêm, không lo quản lý và một loạt vấn đề khác, có phải cũng cần điều tra rõ ràng không? Kế hoạch trăm năm, chất lượng là trên hết, hiện giờ có nhiều lời nghi ngờ về cầu đường tỉnh tương, vụ án Trần Công Phương là một cơ hội, hy vọng phía ủy ban kỷ luật sẽ theo dõi toàn diện, điều tra rõ chân tướng sự việc, cho dân chúng một lời giải thích. Phó Tiên Phong chưa tỏ thái độ gì, Diệp Thiên Nam không thể lên tiếng, y liếc mắt Phó Tiên Phong một cái đầy thâm ý. Việc Phó Tiên Phong gặp mặt Diệp Địa Bắc, Đường Gia Thiếu đương nhiên là Diệp Thiên Nam biết rõ trong lòng, tuy rằng hắn biết chắc rằng Phó Tiên Phong không thể cùng hai hậu sinh tiểu bối này cùng dùng bữa thì sẽ thế nào, nhưng y vẫn là chờ mong ở phía Phó Tiên Phong. Không ngờ Phó Tiên Phong chỉ khẽ gật đầu, không có thao thao bất tuyệt, chỉ nói một câu. Tôi cảm thấy đề nghị của chủ nhiệm Hạ rất có lý. Diệp Thiên Nam đành bất đắc dĩ buông một tay. Vấn đề thảo luận hôm nay, dường như thảo luận xử lý đồng chí Trần Công Phương đồng chí. Sao lại biến thành ủy ban kỷ luật điều tra cầu đường tỉnh tương? Lạc đề rồi. Diệp Thiên Nam cũng không đơn giản, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ gạt đề nghị của Hạ Tưởng sang một bên, không còn là mục tiêu chung trong hội ý bí thư nữa. Về cơ bản, Hạ Tưởng đã rõ tỷ lệ lực lượng trước mắt, trong hội ý bí thư tổng cộng có 6 người, Trịnh Thịnh và Trịnh Hải Kỳ là cùng một ý, hắn và Phó Tiên Phong ý kiến gần giống nhau, Lương Hạ Ninh cũng có khuynh hướng cùng lập trường với hắn. Nhưng Phó Tiên Phong và Lương Hạ Ninh không phải là đồng minh vững chắc của hắn, mà Diệp Thiên Nam và Hà Chí Năng lại cùng một chiến tuyến. Nói trắng ra, tỷ lệ lực lượng trước mắt, hắn vẫn là một kẻ thế lực đơn độc, mỏng manh. Nhưng Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, hắn vận dụng thủ đoạn mượn thế mượn sức chẳng những thành thạo, còn thường xuất thần nhập hóa. Đúng là có chút lạc đề. Hạ Tưởng tiếp lời Diệp Thiên Nam nói, tiến vào giai đoạn so tài thứ hai. Tuy nhiên gần đây ủy ban kỷ luật quả thật có thu được không ít thư tố cáo cầu đường tỉnh tương, vừa đúng lúc lại có liên quan đến vụ án của Trần Công Phương, thật ra mà nói cũng không hẳn là lạc đề. Từ góc độ biện chứng mà nhìn nhận vấn đề, cầu đường tỉnh tương chắc chắn có liên quan với Trần Công Phương. Ý kiến của tôi là, trước tiên cách chức chức vụ phó thị trưởng của đồng chí Trần Công Phương, các trách nhiệm khác thì đợi ủy ban kỷ luật tiếp tục điều tra xong rồi đưa ra kết luận. Nếu đồng chí Trần Công Phương có thể cung cấp các chứng cứ có liên quan đến cầu đường tỉnh tương, lập công giúp điều tra cầu đường tỉnh tương, có thể suy xét giữ lại thân phận đảng viên. Đề nghị của Hạ Tưởng chẳng những làm ý đồ của Diệp Thiên Nam không đạt được, còn trực tiếp để lại một cái đuôi thật to, vì cầu đường tỉnh tương chôn xuống không ít tai họa ngầm. Đề nghị của hắn khiến Trịnh Thịnh rất hài lòng. Trịnh Thịnh trong lòng mừng rỡ, lần đầu tiên cảm thấy Hạ Tưởng lại đáng yêu như vậy, có trí tuệ chính trị như vậy. So sánh qua, Trịnh Hải Kỳ quả thật kém hơn hắn một chút. Hà Chí Năng còn muốn nói thêm gì đó, thì Phó Tiên Phong kịp thời chen vào nói. Tôi thấy ý kiến của chủ nhiệm Hạ cũng rất đúng trọng tâm, bản thân tôi đồng ý. Trịnh Thịnh thấy có chuyển biến tốt, lý nào lại thấy tốt mà không thu về, cũng liền theo vào. Tôi cũng đồng ý với đề nghị của chủ nhiệm Hạ. Lương Hạ Ninh cũng gật đầu nói. Tôi cũng đồng ý. Diệp Thiên Nam và Hà Chí Năng liếc nhau. Đều bất đắc dĩ hiểu được đại thế đã mất, không ngờ Hạ Tưởng lần đầu ra tay, lại thuận lợi nắm được tiết tấu của cuộc họp hội ý bí thư. Hơn nữa,
làm cho Diệp Thiên Nam liền hiểu được, Hạ Tưởng quả nhiên là một điểm tựa tốt nhất, nếu không có hắn, giữa Phó Tiên Phong và Trịnh Thịnh cho dù liên kết, cũng sẽ bằng mặt không bằng lòng, hiện tại thì hay rồi, Hạ Tưởng trở thành một mảnh đất hỏa hoãn tốt nhất, còn nữa, kéo Lương Hạ Ninh và Hạ Tưởng gần nhau hơn. Trong lòng Diệp Thiên Nam đột nhiên hiểu rõ một sự thật, kể từ lúc này trở đi, đối thủ bây giờ của y chính là Hạ Tưởng. Cuối cùng cuộc họp hội ý bí thư đạt được kết luận chung không phải cùng một nhận thức, dưới sự kiên trì của Phó Tiên Phong, dưới sự ủng hộ của Hạ Tưởng, Lương Hạ Ninh và Trịnh Hải Kỳ tán thành, Trịnh Thịnh đập bàn cuối cùng, chiếu theo luật, trước tiên cách chức chức vụ Phó Thị trưởng của Trần Công Phương, tạm thời giữ lại thân phận đảng viên, đồng thời sẽ do Ủy ban Kỷ luật điều tra sâu vấn đề cầu Đường Tỉnh Tương. Nhưng phải căn cứ thực tế và không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của công ty cầu Đường Tỉnh Tương. Tiến hành điều tra bên ngoài trong phạm vi nhỏ. Bởi vì Diệp Thiên Nam và Hà Chí Năng 5 lần 7 lượt khăng khăng không cho phép ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của cầu Đường Tỉnh Tương. Cầu Đường Tỉnh Tương là doanh nghiệp nhà nước lớn của Tỉnh Tương. Số thuế hàng năm đóng vào thật khiến người khác kinh ngạc. Nếu chẳng may có tin tức xấu truyền ra, sẽ gây ra cho Tỉnh Tương tổn thất kinh tế nghiêm trọng. Trịnh Thịnh cuối cùng quyết định vẫn là nhượng bộ thích hợp. Sau khi tan họp, Hà Chí Năng đi vào văn phòng của Diệp Thiên Nam. Hai người đang định trao đổi tìm kế sách tiếp theo, bởi vì cả hai đều ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, Hạ Tưởng đến, so với Phó Tiên Phong, dường như càng có sức uy hiếp và sức phá hoại. Bỗng nhiên, Lâm Hoa Kiến gõ cửa tiến vào, vẻ mặt vui mừng nói. Trần Công Phương đã mở miệng. Chương 1294, bất ngờ nhỏ, ảnh hưởng lớn. Trong văn phòng của Diệp Thiên Nam, khói thuốc bay mù mịt. Nghe xong hai tin tốt và tin xấu mà Lâm Hoa Kiến mang tới, tâm trạng Diệp Thiên Nam vô cùng nặng nề, cơn giận dữ trong lòng bốc cháy, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu mất kiểm soát. Sao lại thế này, y luôn luôn vững vàng, điềm tĩnh, sao lại không thể át được cơn giận như thế? Y vốn rất vui khi Trần Công Phương mở miệng, bởi vì Trần Công Phương chẳng những thừa nhận tội tham ô, nhận hối lộ, còn lôi vào Phó Thị trưởng Thường trực Mai Hiểu Lâm của thành phố Tương Giang. Trần Công Phương và Mai Hiểu Lâm đều là quan hệ ruột thịt với Trịnh Thịnh. Bởi vậy, bắt Mai Hiểu Lâm, sẽ khiến Trịnh Thịnh ở tỉnh Tương mất hết thể diện, danh vọng hạ thấp, ý định tạo dựng sự nghiệp trong một nhiệm kỳ ở tỉnh Tương sẽ thất bại. Về lâu dài mà nói, việc Trịnh Thịnh muốn mượn tỉnh Tương làm bàn nhảy tiến vào bộ chính trị sẽ bị cản trở, sau cùng sẽ phải ngậm hờn tại Tương Giang. Nếu Trịnh Thịnh không thể vào bộ chính trị, lúc đó người của mình có thể thừa cơ mà lên, chiếm được vị trí có lợi, hai năm sau trong nhiệm kỳ mới còn có hy vọng gia tăng lực lượng. Nhiệm kỳ mới hai năm sau quá là quan trọng, quyết định sự mất mát, trường tồn của tỷ lệ lực lượng giữa các phe phái lớn, chỉ có điều tâm trạng vui vẻ của y lập tức bị một tin tức khác phá hỏng, thậm chí còn khiến y phừng phừng lửa giận, đều bởi tại Hạ Tưởng. Thứ nhất là Lý Tòng Đông ra mặt gặp gỡ Vương Hổ. Âm thầm điều tra chân tướng của vụ sập cầu Thần Đông, dường như còn gạt được những tiến triển nhất định. Hai là Nghiêm Tiểu thì thừa dịp Đường Gia Thiếu không phòng bị, lén chụp ảnh ít tài liệu cơ mật của cầu Đường Tỉnh Tương. Không cần nghĩ cũng biết việc Lý Tòng Đông điều tra và Nghiêm Tiểu thì chụp ảnh lén, tất cả đều là bút tích của Hạ Tưởng, khẳng định là do Hạ Tưởng sai khiến. Căm phẫn trong lòng Diệp Thiên Nam khó tiêu tan. Hạ Tưởng vừa đến Tỉnh Tương, sao lại gây khó dễ cho cầu Đường Tỉnh Tương như vậy được? Có phải cầu Đường Tỉnh Tương không biết làm việc, có chỗ nào đã đắc tội với chủ nhiệm Hạ? Diệp Thiên Nam nhìn Lâm Hoa Kiến, nhưng lại cất lời hỏi Hà Chí Năng. Không có, bên công ty cầu đường cũng rất biết điều, cấp bậc lễ nghĩa cũng làm đủ rồi, còn mở tiệc chiêu đãi chủ tịch tỉnh phó, cũng cho người mời chủ nhiệm Hạ nhưng chủ nhiệm Hạ từ chối. Hà Chí Năng lắc đầu. Cách đối nhân xử thế của chủ nhiệm Hạ rất khó nắm bắt, tôi nghe nói, quan hệ giữa anh ấy và Nghiêm Tiểu thì có chút. Ha ha, người trẻ tuổi thôi mà, có thể hiểu được. Lâm Hoa Kiến nghĩ ngợi. Tôi cho rằng chủ nhiệm Hạ quá liều lĩnh, quan mới nhận chức như ngồi trên đống lửa, hắn nóng lòng muốn mở ra cục diện, liền bắt đầu ra tay từ công ty cầu đường tỉnh Tương. Diệp Thiên Nam lắc đầu. Hoa Kiến, ngươi nhìn vấn đề quá đơn giản rồi, con người Hạ Tưởng không nông cạn như vậy đâu, chắc chắn hắn biết rõ ai đứng sau lưng cầu đường tỉnh Tương, đừng có mà luôn nghĩ người khác quá ngây thơ. Nếu không sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Lâm Hoa Kiến gật đầu, tỏ vẻ tán thành cách nói của Diệp Thiên Nam. Thật ra trong lòng lại không cho là đúng, bởi vì trong mắt y, Hạ Tưởng chẳng những dễ bị chi phối, hơn nữa còn quá trẻ dễ kích động, từng bị y âm thầm bày trò, đến giờ còn chưa phát hiện ra,
như vậy đã nói lên hành động âm thầm điều tra cầu đường tỉnh tương của Hạ Tưởng cũng chỉ là kết quả lúc nóng vội mà thôi. Lâm Hoa Kiến kiên quyết cho rằng, Hạ Tưởng chắc chắn sẽ va chạm đến đầu rơi máu chảy. Tức giận trong lòng Diệp Thiên Nam cũng dần dần lắng xuống, lại cùng Hà Chí Năng, Lâm Hoa Kiến thảo luận đối sách tiếp theo, cuối cùng cho ra kết luận, Hạ Tưởng muốn động vào cầu đường tỉnh tương chắc chắn sẽ không thành công, bởi vì cầu đường tỉnh tương chẳng những có thế lực khổng lồ, hơn nữa còn có mối quan hệ ghê gớm liên quan tới nhiều nhân vật, không đụng vào được, một khi đụng vào sẽ bị bắn mạnh trở ra. Năm đó, ngay cả Trịnh Thịnh muốn làm tan rã thế lực căn bản của cầu đường tỉnh tương nhưng mọi cố gắng đều không thành công. Cho đến bây giờ, với sự chí tôn của Đường Đường bí thư tỉnh ủy còn không làm gì được cầu đường tỉnh tương, Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, thứ bậc còn không bằng Diệp Thiên Nam, hắn có thể có bao nhiêu năng lượng. Nếu phân tích tỉ mỉ hơn nữa, quan hệ giữa Hạ Tưởng và Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong cũng không chặt chẽ, xuất thân từ thế lực gia tộc, bên trên lại có nhãn mác của Đoàn Hệ Nhãn, ngay cả như vậy, Thủ tướng còn muốn tranh thủ một chút. Diệp Thiên Nam cảm thấy Hạ Tưởng là một tên ba phải, không đáng để Thủ tướng vì hắn mà lo lắng. Đợi Lâm Hoa Kiến cùng Hà Chí Năng đi khỏi, y lo nghĩ, cầm lấy điện thoại gọi cho Thủ tướng. Thưa Thủ tướng, tôi muốn báo cáo với ngài về công việc và tâm đắc gần đây, còn cả về hướng đi của Hạ Tưởng ở tỉnh Tương. Một cuộc họp hội ý bí thư, thổi đến tỉnh ủy tỉnh Tương một cơn gió xuân đầy rung chuyển và bất an. Ở trong văn phòng, cùng lúc với việc Diệp Thiên Nam và Lâm Hoa Kiến, Hà Chí Năng gặp mặt, thì Trịnh Thịnh và Trịnh Hải Kỳ, trưởng ban tuyên giáo Tạ Tín Tài tiến hành đóng cửa hội đàm. Cũng cùng lúc đó, Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng cũng ở văn phòng tiến hành một cuộc nói chuyện lâu dài. Sự kiện cầu đường tỉnh Tương vừa được đề xuất chính thức, lập tức bão táp nổi lên, khiến thế cục tỉnh Tương rung chuyển không nhỏ. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng các bên hội tụ cùng nhau, thảo luận sách lược đối phó, bởi vì họ đều hiểu rõ, nếu Ủy ban kỷ luật thật sự xâm nhập điều tra, cầu đường tỉnh Tương phản kích lại với lực lượng chắc chắn sẽ kinh người. Phải phòng ngừa chuyện có thể liên quan đến bản thân mới được. Sau khi tan tầm, Hạ Tưởng cùng với Nghiêm Tiểu thì gặp mặt. Không gặp mặt không được, Nghiêm Tiểu thì đang cầm chứng cứ xác thực trong tay, muốn tự mình giao cho hắn. Cảnh sắc ở Tương Giang đã nồng đượm ý xuân, xe cộ đi lại đông đúc, cảm nhận được ý xuân ấm áp phả vào mặt, nhìn dòng người tươi cười qua lại, tâm tình Hạ Tưởng trong nháy mắt cũng tốt lên. Tương Giang đối với hắn mà nói là một thành phố xa lạ, nhưng thật may, ở Tương Giang có Mai Hiểu Lâm, có Nghiêm Tiểu Thì, Lương Hạ Ninh, thậm chí có thể tính cả Phó Tiên Phong, phía nam tỉnh Yến ai nói không có cố nhân. Từ giây phút hắn đến Tương Giang trở đi, chưa từng cảm thấy Tương Giang có chút gì xa lạ. Tới tỉnh Tương được vài ngày, Hạ Tưởng cũng dần dần nhìn rõ đường đi, trong lòng đã nắm được phương hướng cần đi. Hắn thả đi bộ còn hơn, chắp tay sau lưng, không mang theo thư ký. Cũng không dùng xe công, chậm rãi đi bộ, hít thở không khí tươi mới sau cơn mưa, nhìn các loại hoa hai bên đường đua nhau nở rộ, tâm trạng vô cùng thoải mái. Cuối tuần mà, hắn cũng khó có được một khắc nhàn nhã như vậy. Về công việc ở Ủy ban kỷ luật mà nói, so với việc chủ trì công việc toàn diện của nhân vật số một đảng chính phủ thì thoải mái hơn một ít. Ít nhất ngày lễ, ngày nghỉ có thể nghỉ ngơi, đương nhiên là chỉ khi không có vụ án lớn nào phải xử lý. Đi đến chỗ rẽ vào đường Xuân Dương, một chiếc xe thể thao màu vàng chạy lướt qua, kéo theo những giọt nước trên mặt đất bắn tung tóe vào người Hạ Tưởng. Trên xe là cô gái tuổi còn trẻ, tóc dài tung bay, đeo kính râm, mặt trái xoan, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu. Chỉ thoáng nhìn, trông cô hào hứng đầy vẻ thanh xuân, khóe miệng cười phóng khoáng, cùng tiếng cười không chút e dè, liền để lại cho Hạ Tưởng một ấn tượng sâu sắc. Cô gái cũng ý thức được là đã làm bắn nước lên người khác, đưa tay duỗi ra ngoài, cũng không quay đầu lại mà hô to một tiếng. Rất xin lỗi chú, vui vẻ một chút đi, đừng để ở trong lòng. Sau đó chỉ vang lại tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc, nghênh ngang mà đi. Chú, Hạ Tưởng lắc đầu, cô gái vừa rồi tuổi chắc cũng xấp xỉ với Tống Nhất Phàm, gọi hắn là chú chẳng khác nào tự hạ thân phận, có người tình nguyện làm thế hệ con cháu thì cứ làm là được rồi. Khiêm tốn cũng là phẩm chất tốt. Địa điểm hẹn với Nghiêm Tiểu thì không xa, đi bộ hơn 10 phút sau, Hạ Tưởng đã tới Cẩn Trà Quán. Chưa tới cửa, liền đã thấy một cô gái mặc váy dài, đang nở nụ cười duyên dáng yêu kiều, thanh mảnh đứng ở cửa chính là Nghiêm Tiểu thì. Nghiêm Tiểu thì càng ngày càng xinh đẹp quyến rũ, cô chỉ là đứng đó thôi, cả người trên dưới đều toát ra vẻ đẹp đến kinh người,
liền khiến người ta phải nhìn chằm chằm vào, quả là vẻ đẹp trời sinh, người đẹp hoàn mỹ. Hạ Tưởng đi đến trước mặt Nghiêm Tiểu Thì, đưa tay ra. Đồng chí Tiểu Thì, cô quá khách khí rồi, có chuyện thì trực tiếp đến văn phòng của tôi, cần gì tới quán trà. Nghiêm Tiểu Thì liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Đáng ghét, chức quan càng làm càng lớn, giọng quan càng nói càng thành thạo, ở trước mặt tôi cũng muốn ra vẻ ta đây. Hạ Tưởng cười ha hả. Không phải tôi sĩ diện, là cô giờ quá giỏi giang, bản lĩnh càng lúc càng lớn. Hai người vừa nói vừa cười, đang muốn đi vào trong, bỗng có một người theo sát bên cạnh, tranh vào cửa trước một bước. Tranh vào cũng không có gì, có điều Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì đã tới cửa rồi, cô nàng còn muốn cứng đầu cố chen vào, hấp tấp như một cơn gió. Hạ Tưởng cách cửa chưa tới nửa mét, cô bỗng nhiên xuất hiện, Hạ Tưởng không kịp dừng bước chân nên va vào người cô. Kết quả, liền xuất hiện một cảnh tượng rất chướng tai gai mắt, cô bị Hạ Tưởng đẩy phía sau mông, cả người cô bị kẹt ở cửa, dường như là bị Hạ Tưởng dùng sức mạnh đùa giỡn cô. A, đồ lưu manh! Cô sợ hãi kêu một tiếng, quay người lại đẩy Hạ Tưởng ra. Giữa ban ngày ban mặt, ông dám cưỡng bức tôi, ông quá vô liêm sỉ rồi. Á, sao lại là ông chú? Hạ Tưởng cũng nhận ra cô gái trước mắt chính là người đã đi xe thể thao làm bắn tung tóe nước lên người hắn, không khỏi mỉm cười. Thật là oan ra ngõ hẹp, vừa rồi trên đường, cô tăng tốc làm bắn nước tung tóe lên người tôi, giờ lại tranh đi trước, cản đường của tôi, kết quả còn bị chửi ngược lại. Cháu gái lớn, cô nên học tập nhiều một chút về đức tính truyền thống tốt đẹp kính dạ yêu trẻ mới được. Một câu, cháu gái lớn, nói ra, khiến cô gái tóc dài đứng trước mắt kinh ngạc mở to hai mắt. Có lầm hay không, ai là cháu gái lớn của ông? Thật quá đáng. Cô gọi tôi là chú, tôi đương nhiên phải gọi cô là cháu gái lớn rồi. Là cô tự nguyện muốn làm thế hệ con cháu, tôi là tôn trọng ý nguyện của cô. Còn nữa, hai chuyện hôm nay đều là do cô sai trước, đúng ra cô phải nhận lỗi với tôi mới phải. Hạ Tưởng hôm nay có tâm trạng tốt, liền muốn so đo cao thấp với cô một chút. Cô gái sửng sốt một lúc lâu, bỗng khoát tay áo. Thôi đi, không chấp nhặt với người già, coi như cho ông được tí lợi. Tuy nhiên nể tình bộ dạng ông nhìn cũng không tồi, tôi cũng sẽ không so đo, vừa rồi có chút tiếp xúc, cũng không tính là chịu thiệt được. Nói xong, cô cười ha hả, phất phất tay, nghênh ngang mà đi, thật là có một chút cảm giác của phong cách tomboy. Nghiêm Tiểu Thì lặng lẽ đỡ Hạ Tưởng. Đừng nhìn, người đã đi xa rồi. Lại dùng tay nhéo nhéo tay hắn. Vừa rồi em đều thấy cả. Tay anh đặt trên mông người ta, có phải bây giờ vẫn còn chút dư vị? Thôi rồi, khi phụ nữ không còn nghĩ đến cái sai cái phải, chuyện gì cũng ghen được. Hôm nay thật không tốt, một lúc bị đến hai cô gái cố tình gây sự, Hạ Tưởng liền sờ sờ lên mũi. Đã lên chức chú già rồi, lại không phải thanh niên ít tuổi. Cũng phải. Nghiêm Tiểu Thì không định buông tha, vào phòng rồi cô vẫn còn nói không ngừng. Mỹ nữ bên cạnh anh nhiều như nêm. Người vừa rồi anh sẽ không nhìn lọt mắt. Nhưng lại nói, phụ nữ bên cạnh anh, chưa có người nào có tính cách giống kiểu tomboy, hay là hãy thu nạp người đó cho rồi. Hạ Tưởng hết chỗ nói. Đừng nói linh tinh nữa, nói chuyện chính đi. Cái em đang nói chính là chuyện chính. Nghiêm Tiểu Thì ngược lại cũng không vừa. Anh có biết phong cách tomboy vừa rồi là ai không? Chắc chắn là anh không biết rồi, cô ấy tên là Dương Diêu Nhi, là con gái của Dương Hằng Dịch. Hạ Tưởng ngây ngẩn cả người. Chương 1295, đằng sau bức màn. Dương Hằng Dịch là ủy ban chính trị pháp luật tỉnh kiêm giám đốc sở, là một trong những nhân vật lớn có đủ thực quyền ở tỉnh Tương, từ sau khi Hạ Tưởng tới tỉnh Tương, cũng chưa từng tiếp xúc với nhân vật mấu chốt này. Cô gái vừa rồi đúng là Dương Diêu Nhi, đúng là ứng với câu hắn vừa nói, oan ra ngõ hẹp. Hạ Tưởng hiểu rất rõ, hắn và Dương Hằng Dịch tuy còn chưa từng có qua lại, nhưng khẳng định không phải người cùng một đường. Dương Hằng Dịch chính là một trong bốn nhân vật đứng phía sau cầu đường tỉnh Tương, là cha đẻ của một trong bốn thiếu gia có danh tiếng lẫy lừng tại tỉnh Tương, cha của Dương Diêu Nhi. Dương Diêu Nhi là một cô gái có tính cách sôi động kiểu tomboy, mới tiếp xúc, dường như cũng có mặt đáng yêu, nhưng cô và Diệp Địa Bắc, Hồ Quân do cùng với Lâm Tiểu Viễn chính là tứ thiếu ghê gớm ở tỉnh Tương, cũng có thể dùng một câu để hình dung chính là, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Hạ Tưởng tạm thời không nghĩ nữa, chờ sau khi trà và điểm tâm được mang lên, mới nói tới vấn đề chính. Tiểu Thì, anh xin khuyên em một câu,
tránh xa Đường Gia Thiếu, không cần nhúng tay vào sự việc của cầu Đường Tỉnh Tương. Việc em lén chụp ảnh, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác phát hiện. Hạ Tưởng cũng biết rõ, điều tra cầu Đường Tỉnh Tương là một bước đi cực kỳ nguy hiểm, nhưng có ba lý do khiến hắn phải nhận lấy khó khăn mà tiến lên. Đầu tiên, đây là chức trách của hắn. Ủy ban kỷ luật tỉnh chính là một chức vụ đắc tội với người, trước khi ẩn giật, cũng phải giơ cao kiếm sắc, trảm vài tên tham quan. Đương nhiên, người thức thời chỉ bắt cá con tép nhỏ, không bắt cá lớn, bởi vì cá lớn chẳng những lươn lẹo, còn có khả năng có sức lực lớn kéo hắn xuống nước. Nếu bơi không tốt, thậm chí có thể chết đuối. Tiếp theo, cũng là nhận định khi thời cơ đến tất nhiên sẽ ra tay. Cầu Đường Tỉnh Tương ở Tỉnh Tương có thế lực đuôi to khó vẫy, ngay cả Trịnh Thịnh cũng không làm gì được, hơn nữa lại không có quan hệ với thế lực gia tộc, ra tay với cầu Đường Tỉnh Tương, thứ nhất có thể cùng lúc thể hiện thiện ý với Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong, thứ hai có thể mượn cơ hội khuấy động thế lực thâm căn cố đế bản địa ở Tỉnh Tương, mới có thể làm cho các phe ở Tỉnh Tương xáo lại lực lượng. Cuối cùng, cũng là cái đánh đòn gió của Hạ Tưởng. Sở dĩ cao giọng đề nghị điều tra cầu Đường Tỉnh Tương, chính là muốn toàn thể cầu Đường Tỉnh Tương đều trở nên khẩn trương, vừa hay có lợi cho hắn âm thầm ra tay từ phía phụ. Chấm, mưu kế tỉ mỉ của Hạ Tưởng quả thật không chê vào đâu được, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, vẫn gặp phải nhiều biến số, cũng khiến cho sự kiện cầu Đường Tỉnh Tương sau này trở thành vụ án lớn tác động lên Tỉnh Tương, gây chấn động cả nước, từ đó về sau, tạm thời không đề cập tới. Cảm ơn chủ nhiệm Hạ quan tâm, lòng tôi xin nhận. Nghiêm Tiểu thì nửa đùa nửa thật, trên thực tế không để tâm tới lời nhắc nhở của Hạ Tưởng. Lúc chụp ảnh tôi rất cẩn thận, chắc chắn Đường Gia Thiếu sẽ không phát hiện, anh cứ yên tâm đi. Vừa nói, cô vừa rút ra một cái thẻ giao cho Hạ Tưởng. Ảnh chụp đều ở bên trong, đều là cơ mật, anh phải tạ ơn tôi nhiều nhiều đấy. Được, hôm nay tôi mời khách. Hạ Tưởng rất rộng rãi vung tay lên. Muốn ăn cái gì, gọi thoải mái. Nghiêm Tiểu thì oán trách nói. Thật không có thành ý, mời tôi ăn cơm là xong việc. Tôi thiếu chút nữa là hy sinh cả nhan sắc, bây giờ vẫn còn sợ tới mức tim đập chân run, không tin anh sợ thử. Nghiêm Tiểu thì một tay khẽ vuốt ngực, giống như tây thi nắm tim, hai mắt như có nước nhìn về phía Hạ Tưởng, tấm lòng mỹ nhân, nhìn không sót chút nào. Trong gian phòng, hương thơm lượn lờ, lại mơ hồ có tiếng đàn tranh vọng đến, ngoài cửa sổ có rừng trúc sa bà, trước mắt có mỹ nhân đẹp như ngọc, cách đó không xa có một tấm quý phi nằm, tình cảnh này, mờ ám cùng kiều diễm, là lúc dễ dàng phát sinh. Hạ Tưởng sao lại không biết tâm ý của Nghiêm Tiểu thì? Chỉ có điều, hiện giờ thân phận hắn đã khác, sao có thể tùy tiện ở bên ngoài sằng bậy, đành nói. Tiểu thì, phụ nữ tự cho là mình hiểu đàn ông, thật ra lại chẳng hiểu gì, lòng của nam nhân, người phụ nữ vĩnh viễn cũng không đoán ra trong lòng người đàn ông nghĩ gì, cho nên không nên lợi dụng ưu thế thân hình mạo hiểm trước mặt đàn ông. Còn nữa, em cũng không nên nghĩ có được lợi nhuận gì ở cầu Đường Tỉnh Tương. Có một số loại tiền, chạm tay vào chính là phiền phức. Vẻ mặt ửng đỏ của Nghiêm Tiểu thì dần dần phai nhạt, cô nhẹ nhàng cười. Tôi là giúp anh đi trước mở đường, anh có biết cầu Đường Tỉnh Tương kiếm tiền bằng rất nhiều cách, không phải chỉ trông vào việc tiếp nhận công trình. Nghiêm Tiểu thì cũng không đơn giản, không biết sao lại nghe được rất nhiều tin tức, thật ra cũng không thể hoàn toàn nói là tin tức, sợ là không ít người ở Tương Giang đều biết, nhưng người từ ngoài đến như Hạ Tưởng, đúng là lần đầu tiên nghe được. Tên cúng cơm của Diệp Địa Bắc gọi là Đại Vương, trước kia lúc Diệp Thiên Nam vẫn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thành ủy Tương Giang, y bắt đầu nhúng tay vào tất cả các hạng mục công trình trọng đại trong thành phố Tương Giang, tuy nhiên lúc ấy còn chưa trực tiếp tham dự, chỉ thông qua quan hệ. Mỗi khi thành phố Tương Giang có hạng mục công trình trọng đại, Diệp Địa Bắc sẽ tìm lãnh đạo chủ quản, đặc biệt khách khí mời đối phương ăn cơm, sau đó sẽ đề xuất với y là có một bằng hữu muốn nhận công trình, mong lãnh đạo giơ cao đánh khẽ, chiếu cố cho, hơn nữa công ty bằng hữu là một công ty có chí lực cùng lực lượng kỹ thuật hùng hậu, vân vân, dù sao cũng sẽ không khiến lãnh đạo khó xử, chỉ cần lãnh đạo đi đúng trình tự, công ty bằng hữu khẳng định sẽ trúng thầu. Công tử của ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thành ủy tự mình ra mặt, giới thiệu công ty, hơn nữa lại là công ty rất có danh tiếng và thực lực, lãnh đạo có liên quan, người nào không cảm thấy được cấp thêm vài phần sĩ diện. Diệp Địa Bắc ở giữa giật dây, cùng lúc giới thiệu hai, ba công ty, mặc kệ công ty nhà ai trúng thầu, y đứng ở giữa thu được 8% tổng giá trị công trình. 8% là một khoản không nhỏ,
nhưng bởi vì Diệp Địa bắt chiêu số nhiều, thủ đoạn cao, có mấy công ty thử lách qua y, kết quả là không thể trúng thầu. Dần ra, người trong ngành đều hiểu rằng không nên đắc tội Diệp Địa Bắc, một khi có công trình hạng mục quan trọng đều tới cửa cầu y. Diệp Địa Bắc cũng có nguyên tắc, y chỉ tìm công ty có thực lực, có danh tính, công ty chỉ có vẻ bề ngoài cấp ra tiền bâu ơ cao tới đâu, y cũng sẽ không bị liên lụy. Bởi vậy tuy y đứng giữa dùng thủ đoạn chặn ngang, lấy phí giới thiệu rất xa xỉ, nhưng thanh danh cũng không tồi, việc không thành không thu tiền. Nhưng bởi vì y mặc kệ là công trình gì đều chắc chắn thu hoa hồng 8% không thay đổi, hơn nữa tên cúng cơm của y là Đại Vương, nên mọi người đặt cho hắn một ngoại hiệu, Vương Bát. Lâm Tiểu Viễn tốt nghiệp trường đại học hệ công trình đầy danh tiếng, xuất thân từ một nhà thiết kế, bởi vậy sau khi nhúng tay vào các hạng mục công trình, lại như cá gặp nước. Y và Diệp Địa Bắc quen biết trong một lần tranh đoạt người đẹp chủ trì nhân, kết quả không đánh nhau thì không quen nhau, cuối cùng không ngờ thành bạn tốt. Đương nhiên người đẹp chủ trì nhân sau khi bị Diệp Địa Bắc chơi chán, liền một cước đá văng. Dương Diêu Nhi sau khi du học ở nước ngoài, vốn luôn ăn không ngồi rồi tại thủ đô, tính câu một chàng rể giàu sang, cuối cùng bị một công tử giả mạo quan lớn đánh lừa thật thảm hại, đành phải về thành phố Tương Giang. Sau không biết thế nào lại cùng Hồ Quân Tử sống chung, hình như hai người còn yêu nhau một thời gian, nhưng cũng không có kết quả, tuy nhiên Dương Diêu Nhi lại được Hồ Quân Tử giới thiệu với Diệp Địa Bắc, Lâm Tiểu Viễn, bởi vậy hình thành cục diện bốn thiếu gia ở tỉnh Tương. Về phần Đường Gia Thiếu coi như là con cháu quan lớn, nhưng không đủ tư cách đứng trong bốn thiếu gia. Cha y là một quan lớn cấp phó giám đốc sở đã về hưu, rút lui quá sớm, không có nhiều lực ảnh hưởng, cho nên Đường Gia Thiếu vẫn cố gắng tiến về phía tầng lớp trên, sau cũng quen biết với Dương Diêu Nhi, lại được Dương Diêu Nhi giới thiệu với Diệp Địa Bắc, Hồ Quân từ tâm đầu ý hợp nên trở thành bạn bè. Không phải cường điệu nói chứ, bốn thiếu gia ở tỉnh Tương sở dĩ trở thành bốn thiếu gia như ngày nay, tất cả đều bởi bàn tay thúc đẩy của một người, cô chính là Dương Diêu Nhi. Hạ Tưởng thầm giật mình, thật nhìn không ra, Dương Diêu Nhi tính cách hấp tấp như tomboy, không ngờ lại là người khởi xướng lên bốn thiếu gia tại tỉnh Tương, tuy có thể nói cô có chút nhan sắc, nhưng có thể chu toàn đứng giữa ba người đàn ông, cũng không phải là đơn giản. Ngoài ra, Hạ Tưởng cũng không ngờ Nghiêm Tiểu thì lại có thể hiểu biết tỉ mỉ như thế đối với chuyện của bốn thiếu gia tỉnh Tương, trà hôm nay, hương vị cũng không tồi. Lại nói trong bốn thiếu gia tỉnh Tương, Diệp Địa Bắc là nhân vật trung tâm, Lâm Tiểu Viễn phụ trách kỹ thuật, Hồ Quân Từ có lẽ xem như thuốc kết dính, mà Dương Diêu Nhi chính là nhân vật linh hồn. Bốn thiếu gia tỉnh Tương, một tổ hợp kỳ quái, lại đều dựa vào thế lực sau lưng, chống đỡ một cầu đường tỉnh Tương khổng lồ, đồng thời hùng bá tỉnh Tương. Tỏa sáng toàn quốc, không thể không nói nếu tách khỏi những nguyên nhân sâu xa, năng lực bốn người cũng mật thiết không thể tách rời. Bốn thiếu gia tỉnh Tương cũng không phải hạng hư danh, nếu không cũng không thể đem cầu đường tỉnh Tương phát triển khắp cả nước. Năm gần đây, cầu đường tỉnh Tương dừng chân ở tỉnh Tương, mặt hướng ra cả nước, ngoài tỉnh cũng tiếp nhận không ít công trình lớn. Trong lòng Hạ Tưởng có chút tính toán, sợ là điều tra cầu đường tỉnh Tương, khó khăn rất lớn, chỉ riêng bốn tên. Hậu sinh tiểu bối, đã khó đối phó rồi. Tiểu thì, thành phố Tương Giang có triển vọng phát triển rất rộng, em muốn đến Tương Giang đầu tư, anh sẽ giới thiệu em với Mai Hiểu Lâm. Hạ Tưởng cũng là lòng tốt, ý định ban đầu là muốn Nghiêm Tiểu thì rời xa Đường Gia Thiếu, phòng ngừa những rắc rối phát sinh từ cầu đường tỉnh Tương. Thật tốt, có thể quen biết phó thị trưởng thường trực Tương Giang, là vinh hạnh của em. Nghiêm Tiểu thì nghiêm trang nói, che miệng mà cười. Tuy nhiên lại có ý trêu ghẹo. Em đã sớm nghe nói, phó thị trưởng Mai là quan lớn giới nữ đẹp nhất tỉnh Tương. Trước kia, Nghiêm Tiểu Thì và Mai Hiểu Lâm cũng từng gặp nhau, cũng coi như có quen biết, nhưng không thân. Hạ Tưởng cũng nhìn ra Nghiêm Tiểu Thì không nghe lọt những lời hắn nói, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, liền chuyển đề tài. Bóng đêm đã dần đần xuống, thời gian không còn sớm, Hạ Tưởng nói. Anh đi về trước. Ngày mai còn có việc gấp cần phải làm. Nghiêm Tiểu thì cũng không nói gì, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên nghe được tiếng ồn ào từ ngoài cửa vọng vào, một giọng nam vang lên từ bên ngoài. Có phải phòng này không? Sau đó liền đập cửa đùng đùng. Mở cửa, có bản lĩnh ức hiếp người thì ra mở cửa, tôi muốn nói rõ ràng với anh. Uống trà cũng có người tự tìm phiền phức, Hạ Tưởng đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra, thấy ngoài cửa có một người trẻ tuổi không cao. Lùn tùn, anh ta hẳn là đã uống rượu, một tay mang theo bình rượu, một tay cầm khăn mặt, bình rượu dùng để uống,
khăn mặt dùng để lau mồ hôi, thật là buồn cười. Người trẻ tuổi này là ai? Hạ Tưởng không biết, nhưng người đứng phía sau anh ta chỉ liếc mắt một cái Hạ Tưởng đã nhận ra, chính là cô gái vừa rồi hắn đã hai lần gặp mặt, Dương Diêu Nhi. Dương Diêu Nhi cười ác ý. Chú hai, ngại quá, bạn trai trước kia của tôi uống rượu, nghe nói ông lợi dụng tôi, nên anh ta muốn tìm ông tính sổ. Đúng rồi, tôi còn muốn nói cho ông biết, bạn trai hiện giờ của tôi cũng sẽ lập tức xuất hiện, anh ấy cũng muốn trừng trị ông một chút. Nếu ông sợ, thì chạy mau đi, bây giờ chạy, có thể còn trốn kịp. Hạ Tưởng sao có thể là người bỏ chạy. Chỉ là Hạ Tưởng còn chưa tỏ thái độ gì, lại có một người chạy tới, vừa đi vừa mắng. Con mẹ nó, ai dám bắt nạt bạn gái tao, thật là chán sống rồi. Nói chưa dứt lời đã tới trước mặt Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì. Vừa ngẩng đầu, liền sững sờ ngay tại chỗ. Chương 1296, tai vạ. Người đến không phải là ai khác, chính là Đường Gia Thiếu. Hạ Tưởng và Đường Gia Thiếu đã có gặp qua một lần, đương nhiên có biết nhau, lại càng không phải nhắc đến là Đường Gia Thiếu và Nghiêm Tiểu Thì đã quen thuộc. Dương Diêu Nhi còn không để ý tới vẻ mặt ngượng ngùng của Đường Gia Thiếu, vẫn lôi kéo Đường Gia Thiếu, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Này, Gia Thiếu, thấy không? Người đàn ông đứng trước mặt cậu vừa rồi chính là có ý đồ bất lịch sự với tôi. Hơn nữa còn giở trò háo sắc với tôi. Cậu mau thay tôi dạy dỗ ông ta một chút, nếu không cậu không phải là đàn ông. Đường Gia Thiếu vẻ mặt rất đặc sắc, xấu hổ, tức giận, ghen ghét. Trong chốc lát tất cả đều hiện ra. Ngày thường là một người rất lanh lợi, đột nhiên thành kẻ có miệng mà khó trả lời. Kẻ trẻ tuổi có tướng ngũ đoản vừa rồi vốn là phô trương thanh thế, khi bị Dương Diêu Nhi kích tướng, bất đắc dĩ mới tìm Hạ Tưởng chiến đấu một mình. Vốn muốn nói vài câu độc địa hù dọa đối phương cho xong chuyện, không ngờ đối phương không sợ. Hiện tại Đường Gia Thiếu đến, gã liền cảm thấy trên mặt không nén được giận, liền dùng rượu tăng thêm can đảm, liền giơ chai rượu lên đập vỡ chỉ về phía Hạ Tưởng. Đàn ông dễ thất thố nhất trong hai tình huống, một là sau khi uống rượu, một là trước sắc đẹp. Cho nên nói rượu tăng thêm can đảm cho người và háo sắc làm liều là không hề sao chút nào. Chai rượu vừa mới giơ lên, Đường Gia Thiếu thấy hoảng, muốn đoạt lấy cũng đã muộn. Trong tình thế cấp bách y rất nhanh nhảy lên, đột nhiên lao lên người có tướng ngũ đoản. Bởi vì dùng sức quá mạnh, nên bỗng chốc làm cho người có tướng ngũ đoản bị ngã xuống đất. Mà Đường Gia Thiếu cũng thu thế không được. Thoáng cái đã ngồi lên trên mình người ngũ đoản. Vị trí ngã của hai người bất thường, vừa khéo ở ngay cửa của một phòng. Người trong phòng nghe thấy tiếng động liền đẩy cửa đi ra. Không để ý dưới chân có người, lại bị vấp và cũng ngã xuống đất. Hay thật, ba người ngã xuống đất, lăn lộn thành một đống, hỗn loạn không chịu nổi. Lại có một người từ trong phòng đi ra, đầu chọc, mặc một bộ vest thời trang, mặt tròn, mắt to, diện mạo xấu xí. Vẻ mặt u ám, nhìn thấy trước mắt loạn thành một đống quát lớn một câu. Sao mà náo loạn thế này, tưởng đây là chỗ ẩu đả à? Ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy Hạ Tưởng liền sửng sốt, lại thấy Nghiêm Tiểu Thì bên cạnh Hạ Tưởng, vẻ mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Chuyển sắc mặt như không có gì vội vã đi nhanh lên phía trước, vẻ mặt tươi cười. Nếu tôi đoán không sai, anh hẳn là chủ nhiệm hát, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Dương Diêu Nhi vẫn ở bên cạnh. Mặt mày hớn hở, bị tình cảnh ban nãy kích động thực muốn dậm chân tán thưởng. Cô muốn không phải là có thể đánh ngã Hạ Tưởng hay không, chẳng qua chỉ muốn gây lộ chút, đúng lúc lửa cháy đổ thêm dầu. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Anh là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng phớt lờ Dương Diêu Nhi, cũng không để ý đến gã đàn ông chọc đầu mặc âu phục, quay đầu lại cười với Nghiêm Tiểu Thì. Tiểu Thì, Tương Giang cũng không yên ổn, chốc nữa anh và chủ nhiệm Dương sẽ bàn chuyện. Uống chút trà lại có thể gây ra một đống tai vạ. Chủ nhiệm Dương theo như lời Hạ Tưởng nói, đương nhiên là chỉ chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật tỉnh Dương Hằng Dịch. Nghiêm Tiểu Thì hiểu Hạ Tưởng cũng là giả vờ tức giận. Với sự độ lượng của Hạ Tưởng sẽ không chấp nhặt với bốn cậu ấm tỉnh Dương trước mặt. Nhưng cần phải làm ra vẻ, để diệt cái oai của bọn họ. Có một câu nói rất hay, có một số người nếu anh xem y là người, y sẽ bắt anh là chim. Anh coi y là chim. Y liền lập tức túm lấy anh coi anh là người. Sau khi nói chuyện cùng chủ nhiệm Dương, đừng quên gọi nói chuyện với thị trưởng Mai. Dù sao cũng là địa bàn thành phố Tương Giang, lời của thị trưởng Mai, dù sao cũng có người phải nghe. Nghiêm Tiểu Thì cũng rèn sắt khi còn nóng, nhắc đến Mai Hiểu Lâm.
phó thị trưởng thường trực quyền hạn không nhỏ, nhất là ở khu vực Tương Giang, gần như nói là xong. Tên đầu chọc mặc Âu phục vẻ mặt nhã nhặn cười. Thật xấu hổ, chủ nhiệm Hạ, đều là sự hiểu lầm. Hạ Tưởng khoát tay. Là hiểu lầm thì tốt rồi. Hắn liếc nhìn Dương Diêu Nhi một cái. Nếu khi nào tôi gặp Dương Hằng Dịch, cũng muốn nói với ông ấy. Ông ấy thật là có một cô con gái thông minh lanh lợi. Đúng là mở mang kiến thức. Nói xong Hạ Tưởng cũng không thèm nhìn mấy người bọn họ một cái, chắp tay sau lưng nghênh ngang mà đi, để lại mấy người kinh ngạc đến ngây người ngay tại trận, ngơ ngác nhìn nhau. Trong hội nghị thường vụ Hạ Tưởng xếp hạng cao hơn so với Dương Hằng Dịch. Bởi vậy tuy là Dương Hằng Dịch so với hắn lớn hơn 10 tuổi, nhưng hắn vẫn gọi thẳng tên cũng là chuyện bình thường. Từ đầu chí cuối, Hạ Tưởng cũng không hỏi mấy người đó là ai. Hơn nữa không để cho Diệp Địa Bắc có cơ hội bắt tay giảng hòa. Ra vẻ ta đây và cao ngạo chẳng khác nào phơi khô bọn họ cả buổi. Kẻ đầu chọc mặc Âu phục đúng là Diệp Địa Bắc. Nhìn thấy Hồ Quân Do, Đường Gia Thiếu và Lâm Tiểu Viễn vẫn còn ngã trên mặt đất, Diệp Địa Bắc giận tím mặt. Mọi người vì chúng mày mà mất mặt hết cả rồi. Thật con mẹ nó vớ vẩn hồ đồ. Thế này chúng mày đã bằng lòng chưa? Đắc tội với Hạ Tưởng, không phải tự mình đánh cuộc với chính mình sao? Hắn đang muốn diệt chúng ta, chúng mày hay lắm, tự mình đưa mình đụng độ với họng súng. Anh ta chính là Hạ Tưởng. Thật không ngờ, thật là trẻ, thật đẹp trai. Dương Diêu Nhi vẻ mặt mê muội nhìn bóng dáng Hạ Tưởng. Sau một lúc lại hừ một tiếng. Có gì đặc biệt hơn người, cũng là một tên đàn ông xấu xa, sớm muộn gì cũng làm cho hắn lên giường của mình, dám chắc phải ngoan ngoãn nghe lời mình thôi. Diệp Địa Bắc hung hăng trừng mắt nhìn Dương Diêu Nhi một cái, mặc dù y cũng biết Dương Diêu Nhi chưa hẳn sợ hắn. Nhưng hôm nay lần đầu tiên gặp Hạ Tưởng rất hỗn loạn, quá mất mặt. Đường Đường là bốn cậu ấm tỉnh tương, hai người thì ngã trên mặt đất, một thì vu cho Đường Đường chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh là đùa giỡn là du côn. Vui đùa quá trớn, còn y vẫn bình thường, vốn định mượn cơ hội làm quen với Hạ Tưởng, sẽ lấy danh nghĩa nhận lỗi để mời Hạ Tưởng uống trà, vui vẻ kết bạn. Không ngờ Hạ Tưởng một chút cơ hội cũng không cho, rất kiêu căng bỏ đi trong chớp mắt, khiến Địa Bắc vừa sốt sắng vừa giận. Lúc này là lúc xáo trộn tình hình, Ủy ban Kỷ luật tỉnh trực tiếp điều tra tổ cầu Đường tỉnh tương, lại cố ý đắc tội với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, quả thật là gặp năm vận tháng hạn. Tuy nhiên, Dương Diêu Nhi trời sinh sẵn thói lẳng lơ. Nếu cô chủ động quyến rũ Hạ Tưởng lên giường được, cũng vẫn có thể xem là diệu kế. Dù sao cô cũng không bị tổn thất gì. Hạ Tưởng là đàn ông thanh niên trẻ tuổi, Dương Diêu Nhi chủ động lại mạnh dạn, có cơ hội thật dám cởi sạch quần áo, lại khiêu khích quyến rũ, Hạ Tưởng lại không chịu sao? Không chịu thì không phải là đàn ông. Nghĩ đến lễ này, Diệp Địa Bắc trong lòng đang rối bời, cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Y cũng không để ý mấy người trên mặt đất, nói với Dương Diêu Nhi. Diêu Nhi, qua đây bàn bạc một chút. Đường Gia Thiếu đứng lên, ánh mắt bốc lửa nhìn Nghiêm Tiểu thì theo sát phía sau Hạ Tưởng. Trông giống như con chim nhỏ nép vào người. Cảm xúc ước ao, ghen ghét, hận thù đồng thời nổi lên trong lòng. Nghiêm Tiểu thì có thể chụp ảnh lén tài liệu của gã, lừa gạt tình cảm hồn nhiên mà chân thành của gã. Gã liền ngầm thề nhất định phải chiếm được Nghiêm Tiểu thì chà đạp mới hả được mối hận trong lòng. Hình ảnh cái mông tròn trịa của Nghiêm Tiểu thì đã để lại trong mắt Đường Gia Thiếu một hình tượng vĩnh viễn không phai. Thứ hai vừa vào làm, trụ sở tỉnh ủy tỉnh Tương lại ních đầy bầu không khí căng thẳng. Bởi vì chỗ nào cũng đồn đại Trần Công Phương không chỉ nhận tội rồi, mà còn khai ra rất nhiều người. Thậm chí liên quan tới lãnh đạo tỉnh, người người đều cảm thấy bất an, cũng ngấm ngầm tự tính toán xem có cùng Trần Công Phương có qua lại trên vấn đề kinh tế gì không, hoặc là có đắc tội với người nào hay không. Đừng vì vụ án Trần Công Phương mà bị liên lụy. Nếu nói vụ án Trần Công Phương chỉ khiến cho một nhóm người lo lắng đề phòng, thì một tin tức khác khiến cho càng nhiều người hoảng sợ. Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Kỷ luật tỉnh chính thức kết hợp thành lập tổ công tác, lại một lần nữa điều tra sự cố sập cầu Thần Đông. Đồng thời Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng tự mình thành lập tổ điều tra, khởi động toàn bộ trình tự điều tra tổ cầu Đường tỉnh Tương. Tổ cầu Đường tỉnh Tương ở tỉnh Tương chiếm cứ nhiều năm, chưa từng gặp qua vấn đề ngoài mặt. Chủ nhiệm Hạ vừa lên đảm nhiệm liền đẩy mạnh tiến hành điều tra hai vụ song song. Quả nhiên thủ đoạn cương quyết, chẳng lẽ thật muốn tổ cầu Đường tỉnh Tương xảy ra chuyện. Tuy nhiên, cũng có người phản đối, cho rằng Hạ Tưởng chính là phô trương thanh thế, để làm ra chiến tích, lấy tiếng tăm mà thôi.
bởi vì nếu thật muốn điều tra tổ cầu đường tỉnh Tương, dám chắc sẽ lặng yên không một tiếng động mà tiến hành. Sao lại có thể gióng trống khua chiêng? Nếu cao giọng tuyên bố điều tra, khẳng định có mục đích chính trị ám muội sâu bên trong. Hoặc chính là điều tra kiểu đầu voi đuôi chuột, chẳng những mượn việc này tranh thủ lấy tiếng là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật có thủ đoạn mạnh mẽ, còn có thể từ giữa thu được nhiều lợi ích của tổ cầu đường tỉnh Tương, nhất cử lưỡng tiện, chủ nhiệm Hạ thủ đoạn rất cao minh. Hoặc chính là mượn cơ hội đánh động tình hình tỉnh Tương, tạo áp lực với một phương nào đó. Tất nhiên là muốn hướng về phía nào khác biểu thị làm thân. Liên tưởng đến nhãn hiệu đoàn hệ trên đầu Hạ Tưởng, thì hành động này nhất định là đòn mượn sức chèn ép tổ cầu đường tỉnh Tương, hết sức hướng về Trịnh Thịnh thể hiện thiện chí. Hoặc là có thể nói, là Trịnh Thịnh tiếp ý, Hạ Tưởng thực thi cụ thể một lần phản kích hay không. Giữa lúc tất cả mọi người đều suy đoán bất định, hội nghị công việc bí thư triệu tập một cuộc họp điều chỉnh nhân sự quan trọng. Một lần nữa mâu thuẫn gay gắt ở tỉnh Tương lại được đặt ngửa lên trên bàn. Nguyên thị trưởng thành phố Tương Giang Lý Dương được điều đi nhận chức ở tỉnh khác. Việc chọn thị trưởng liền lập tức trở thành tiêu điểm tranh đua ở khắp nơi. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đề cử Mai Hiểu Lâm. Không cần phải nói, là nói lên ý chí của Trịnh Thịnh. Mà Diệp Thiên Nam thì đề cử phó bí thư thành ủy Tương Giang Từ Tấn. Nếu chỉ có hai người Trịnh Thịnh và Diệp Thiên Nam đề cử vẫn còn đỡ một chút. Quan trọng vẫn là không ngờ Phó Tiên Phong cũng đề cử, là Phó Thị trưởng Thường trực thành phố Thần Đông Tất Bằng. Ba ứng cử viên, xét về kinh nghiệm lý lịch Từ Tấn thâm niên lâu năm nhất, kinh nghiệm lý lịch sâu nhất. Thậm chí Tất Bằng ở vị trí Phó Giám đốc Sở so với thời gian Mai Hiểu Lâm cũng dài hơn. Tuần tự đảm nhiệm qua hai nhiệm kỳ Phó Thị trưởng Ủy viên Thường vụ. Nói về tuổi tác, Từ Tấn tuổi lớn nhất, sự chiếu cố có phần nhiều hơn. Tất Bằng thứ hai, vẫn là Mai Hiểu Lâm nhỏ nhất. Tổng hợp so sánh lại, tình hình đối với Mai Hiểu Lâm rất không có lợi. Còn có một điểm, thân là phụ nữ lên chức, cũng tương đối ở vào tình thế không thuận lợi. Hạ Tưởng không nói câu nào, khi nghe xong Lương Hạ Ninh báo cáo tình hình, lại lơ đãng mà liếc nhìn Phó Tiên Phong một cái. Nghĩ thầm chẳng lẽ nói Mai Thái Bình không báo cho Phó Tiên Phong, làm sao Phó Tiên Phong lại bất ngờ đề cử Tất Bằng. Tất Bằng là người thế nào Hạ Tưởng cũng không rõ lắm. Nhưng cũng biết Phó Tiên Phong chắc chắn sẽ không chọn người đề cử bậy bạ. Tất Bằng dám chắc cùng họ Phó có quan hệ gắn bó. Nếu như ở thành phố Tương Giang đề cử ứng cử viên lên, Phó Tiên Phong ủng hộ đề cử của Trịnh Thịnh thì sự việc cũng dễ xử lý hơn. Hiện tại Phó Tiên Phong chặn ngang một tay, cũng như là đưa cho hắn một vấn đề khó không nhỏ. Xét một cách công bằng, hắn đương nhiên phải ủng hộ Mai Hiểu Lâm. Ủng hộ Mai Hiểu Lâm cũng không có gì. Nhưng nếu bị Phó Tiên Phong xem như hắn từng bước hướng về phía đoàn hệ diễn thử dựa dẫm cũng là không tốt. Mời các vị lãnh đạo phát biểu một chút về quan điểm. Lương Hạ Ninh báo cáo xong, khép tài liệu kẹp vào tay. Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam hiển nhiên đều ủng hộ người mình đề cử. Sau khi ba người bày tỏ thái độ, Trịnh Thịnh và Diệp Thiên Nam cũng không nhìn Hạ Tưởng. Phó Tiên Phong lại là vẻ mặt thản nhiên cười, nhìn thẳng Hạ Tưởng. Rõ ràng gã rất chờ mong Hạ Tưởng ủng hộ đề cử của gã. Hạ Tưởng hơi trầm tư, mở miệng nói. Chương 1297, công tác chuẩn bị. Theo quan điểm cá nhân tôi, đồng chí Mai Hiểu Lâm còn trẻ quá, kinh nghiệm lý lịch còn kém. Hạ Tưởng nói xong, bất chợt dừng lại quan sát phản ứng của mọi người. Trịnh Thịnh không động đậy, Phó Tiên Phong trong mắt hơi có chút mừng. Bởi vì gã xem ra Hạ Tưởng không ủng hộ Mai Hiểu Lâm. Dám chắc sẽ ủng hộ đề cử của gã. Quả nhiên không ủng hộ dự định đề cử của Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam vẻ mặt thản nhiên, không để lộ một chút cảm xúc nào. Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, đồng chí Từ Tấn tuổi tác cũng hơi lớn một chút. Đồng chí Tất Bằng dường như lại có chút không đủ. Ai cũng thật không ngờ là Hạ Tưởng vậy mà phủ quyết một mạch đề cử của cả ba người. Hắn lại rất thản nhiên cười cười, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mấy người. Tôi ngược lại cảm thấy đồng chí Lý Tòng Đông các phương diện điều kiện đều khá cân bằng. Để đồng chí ấy đảm nhiệm thị trưởng thành phố Tương Giang là một lựa chọn thích hợp. Hạ Tưởng vừa nói xong, hội trường im lặng như tờ. Từ một phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh trực tiếp vượt qua, đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố thuộc tỉnh. Tuy là cấp bậc không thay đổi, nhưng khoảng cách quá lớn, gần như chưa từng có tiền lệ. Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong còn được, chỉ hơi hơi kinh ngạc. Lương Hạ Ninh và Trịnh Hải Kỳ gần như chết lặng người. Lương Hạ Ninh không hiểu,
chủ nhiệm Hạ làm sao vậy, biết rõ đề cử Lý Tòng Đông không có một chút hy vọng, lại muốn khuấy đục nước lên, là có dụng ý gì? Bí thư, chủ tịch tỉnh và phó bí thư mỗi người đề cử một người đã đủ rối loạn rồi. Lại thêm một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh cũng có đề cử. Tốt thôi, bốn nhân vật hàng đầu của tỉnh ủy mỗi người đều có đề cử, có trò hay để xem. Hơn nữa càng thêm bắt bí Lương Hạ Ninh chính là, y rốt cuộc muốn ủng hộ đề cử của ai? Ủng hộ Trịnh Thịnh, thì y thực sự cho là Mai Hiểu Lâm tư cách và sự từng trải chưa đủ. Ủng hộ Phó Tiên Phong, y đối với Tất Bằng cũng không mấy cảm tình. Chung quy lại Từ Tấn quả thực là người thích hợp nhất. Y và Diệp Thiên Nam lại có quan hệ là đồng nguyên. Nhưng ủng hộ Từ Tấn lên thì sẽ vì vậy mà đắc tội đồng thời với nhân vật số 1, số 2. Mất nhiều hơn được. Phiền toái, rất phiền toái. Hạ Tưởng phát biểu xong, đến Lương Hạ Ninh phát biểu, Lương Hạ Ninh không muốn bày tỏ thái độ cũng không được. Đành phải ngập ngừng một lát, bất chấp khó khăn nói một câu. Xét trên quan điểm lý lịch đồng chí Từ Tấn rất thích hợp. Xét theo nguyên tắc trẻ hóa cán bộ thì đồng chí Mai Hiểu Lâm điều kiện bản thân lại ưu tú nhất. Tuy nhiên lại nói đồng chí Tất Bằng luôn luôn làm việc ở cửa chính quyền, kinh nghiệm nghiệp vụ phong phú. Vì vậy đồng chí đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Tương Giang cũng là một lựa chọn không tồi. Mấy đồng chí trên điều kiện mọi mặt đều rất nổi trội. Thật sự là quyết định không dễ. Được, cùng nhau nói chuyện cả buổi như bỏ đi, chẳng khác nào không hề nói gì cả. Cũng chỉ là gạt bỏ đề cử Lý Từ Đông của Hạ Tưởng ra ngoài. Đối với ba người khác, không biểu lộ ra bất cứ khuynh hướng gì, ánh mắt Trịnh Thịnh đầy ý tứ sâu xa, trong khi ánh mắt Phó Tiên Phong rõ ràng là thể hiện một chút không kiên nhẫn. Ngược lại Diệp Thiên Nam hơi hơi ngửa về phía sau, không nói lời nào, chỉ dùng ngón tay khẽ gõ vào tay vịn ghế sofa. Vẻ mặt thể hiện như cười như không. Theo Hạ Tưởng, ngược lại Diệp Thiên Nam so với Trịnh Thịnh càng giống nhân vật số một tỉnh Tương hơn. Thú vị, quả thực là cục diện thật thú vị. Phó Bí Thư từ trước đến giờ đều là một vị trí vừa xấu hổ lại tinh tế xếp hạng 3 ở tỉnh ủy. Nhiệm vụ quản lý đảng và quần chúng cùng việc nhân sự. Nếu nói khó nghe, trên thực tế là phân chia quyền lực trong tay Bí Thư. Bởi vậy quan hệ giữa Phó Bí Thư và Bí Thư tinh tế nhất dễ phát sinh xung đột nhất. Diệp Thiên Nam và Trịnh Thịnh bất hòa, Hạ Tưởng ban đầu tới tỉnh Tương thì đã nhìn thấy rất rõ ràng. Còn Diệp Thiên Nam sức ảnh hưởng lớn thế nào ở tỉnh Tương, có thể kiềm chế Trịnh Thịnh trong bao nhiêu việc lớn, bây giờ vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Nhưng trong lòng Hạ Tưởng luôn có một chút suy nghĩ, Diệp Thiên Nam tự phụ là dày kinh nghiệm lý lịch, hậu trường chắc chắn nên dường như với Trịnh Thịnh cũng không kính nể. Lương Hạ Ninh phát biểu ý kiến xong, trong chốc lát cuộc họp lại tẻ ngắt. Sau một lúc lâu, Diệp Thiên Nam kéo dài giọng cắm chen vào một câu. Hạ Ninh, ban tổ chức cán bộ cuối cùng phải đưa ra một ý kiến. Không thể ba phải. Lương Hạ Ninh bị Diệp Thiên Nam nói thẳng trước mặt, sắc mặt hơi đỏ. Lời của tôi thực ra còn chưa nói xong. Ba đồng chí Mai Hiểu Lâm, Tất Bằng và Từ Tấn cũng không tồi. Nhưng tôi cho là, đồng chí Lý Tòng Đông nhiều năm làm công tác có hệ thống tại ủy ban kỷ luật, tính tình kiên định, công tác chăm chỉ. Để đồng chí ấy đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Tương Giang cũng là một ý nghĩ mới mẻ không tồi. Có một câu không phải nói, không nên chọn nhân tài theo khuôn mẫu. Lương Hạ Ninh nói chuyện thích trích dẫn kinh điển, thao thao bất tuyệt. Một khi mở miệng thì rõ ràng đâu ra đấy. Gã trong thời gian chưa tới 2 phút đưa Lý Tòng Đông ca tụng tới một độ cao mà mọi người không sánh kịp. Giống như Lý Tòng Đông đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Tương Giang thì đúng là may mắn cho nhân dân thành phố Tương Giang. Đối với tỉnh Tương, là nơi khơi mào trên toàn quốc khởi xướng việc đổi mới trong cách dùng người. Có thể vì quy chế dùng người về sau viết ra một trang sử mới. Lương Hạ Ninh phát biểu càng lâu, vẻ mặt đầy thâm ý của Trịnh Thịnh càng nhiều. Vẻ mặt không kiên nhẫn của Phó Tiên Phong lại càng rõ. Mà ngón tay Diệp Thiên Nam gõ vào tay vịn ghế sofa tốc độ càng nhanh. Vẻ tươi cười trên mặt Hạ Tưởng càng lúc càng rực rỡ. Trịnh Thịnh trong lòng bất mãn càng ngày càng nhiều. Vớ vẩn hồ đồ, từ lúc nào lại có tiền lệ phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh giữ chức của thị trưởng. Rõ ràng là tấu hài, muốn nói kiểu ăn không nói có. Lương Hạ Ninh càng ngày càng xảo quyệt. Tuy nhiên Trịnh Thịnh trong lòng cũng hiểu rõ, hành động này của Lương Hạ Ninh thực ra thực hiện một cách bất đắc dĩ. Cho dù ủng hộ một phía nào thì y làm mất lòng bên khác. Bởi vậy, trái lại không ủng hộ một ai để mọi nơi đều hiểu hắn không còn cách nào khác, Trịnh Thịnh thầm thở dài. Trưởng ban tổ chức cán bộ và y không phải một lòng.
Phó bí thư lại dã tâm hừng hực, bí thư tỉnh ủy này như y, làm được tốt không phải thoải mái như thế. Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam đương nhiên cũng rõ được dụng ý của Lương Hạ Ninh. Chỉ có điều là hai người đều không rõ ý định của Hạ Tưởng. Rốt cuộc thêm phiền toái để cử Lý Tòng Đông, chính là tính toán cái gì? Cuối cùng hội nghị công việc bí thư trên vấn đề chọn người không đạt được sự đồng thuận nào. Gần như chẳng khác nào ai nói lời người ấy. Trịnh Thịnh đề cử Mai Hiểu Lâm, chỉ có Trịnh Hải hùa theo đề nghị. Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam chia nhau đề cử Tất Bằng và Từ Tấn. Chỉ có chính bọn họ tán thành. Ngược lại Hạ Tưởng đề cử Lý Tòng Đông, còn có Lương Hạ Ninh tỏ thái độ tán thành. Một lần hội nghị công việc bí thư cực kỳ thất bại. Nhưng đạt được một nhận thức chung khác, chính là phải thảo luận thêm nữa trên hội nghị thường vụ. Trên hội nghị thường vụ thảo luận có nghĩa là biểu quyết và quyết chiến. Vốn không có chỗ cho việc cò kè. Nếu Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong đều tán thành dưới tình huống phân kỳ nghiêm trọng thảo luận trên hội nghị thường vụ, đủ thấy cũng là quyết tâm muốn đem mâu thuẫn đặt ngửa lên bàn. Diệp Thiên Nam cũng không phản đối. Hạ Tưởng liền thuận nước đẩy thuyền cũng đồng ý. Tình hình tình tương vì việc bổ nhiệm thị trưởng thành phố Tương Giang lại bắt đầu có khói thuốc súng. Sau khi tan họp, Hạ Tưởng chưa trở lại phòng làm việc đã bị Trịnh Thịnh gọi vào văn phòng nói chuyện. Chủ nhiệm Hạ, trước khi anh chưa tới tỉnh Tương, Hiểu Lâm nhiều lần nói với tôi về anh. Sau khi tới Tương Giang, anh chưa từng gặp mặt Hiểu Lâm. Trịnh Thịnh bắt đầu thì đi thẳng vào vấn đề nhắc tới Mai Hiểu Lâm. Không đề cập tới việc bổ nhiệm, chỉ nói về quan hệ cá nhân. Rõ ràng đang ngầm chỉ trích Hạ Tưởng tại hội nghị công tác bí thư không nói lời thiên vị Mai Hiểu Lâm. Hạ Tưởng cười ha hả. Được bí thư Trịnh quan tâm, hôm trước vừa mới gặp Hiểu Lâm uống trà một lần. Bạn chí cốt gặp lại uống trà ngắm cảnh, quả thực rất vui. Cảnh sắc Tương Giang rất đẹp, trà cũng rất ngon. Trịnh Thịnh hơi chau mày. Hạ Tưởng dở võ trốn tránh, không thẳng thắn trả lời câu của gã. Ngược lại làm cho gã không thể nào hạ thủ được. Trước kia còn tưởng rằng Hạ Tưởng tuổi trẻ cấp tiến, nhìn chung những gì đã làm ở thành phố Lang và thành phố Tần Đường, Trịnh Thịnh còn tưởng rằng Hạ Tưởng lần này tới tỉnh Tương, cũng rất dễ dàng bị ông ta thao túng. Không ngờ cũng là dầu muối không trộn vào nhau, nói chuyện và làm việc rất cẩn thận. Cho dù là từ việc điều tra tô cầu đường của tỉnh Tương, hay là việc đề cử Mai Hiểu Lâm, cách làm của Hạ Tưởng giữ rất kín đáo, làm cho người ta không dễ gì thăm dò phương hướng. Rốt cuộc Hạ Tưởng ở tỉnh Tương có lập trường như thế nào? Trịnh Thịnh cảm thấy hơi nhức đầu. Nếu như không có Phó Tiên Phong, gã nắm chắc bổ nhiệm đề cử Mai Hiểu Lâm, đạt được sự thông qua ở hội nghị thường vụ. Nhưng hiện tại Phó Tiên Phong bất ngờ đề cử người khác, hơn nữa còn có Diệp Thiên Nam ở giữa gây khó dễ, cũng đề cử một người. Tình hình càng tăng thêm nhiều biến số. Mà căn cứ vào cảnh tượng trong cuộc họp, Trịnh Thịnh càng hiểu rõ hơn là đã tranh thủ được sự ủng hộ của Hạ Tưởng. Cũng như tranh thủ được ủng hộ của hai người Hạ Tưởng và Lương Hạ Ninh, sẽ nắm chắc được thắng lợi. Chỉ có điều khiến gã không rõ là Hạ Tưởng làm sao lại không ủng hộ Mai Hiểu Lâm. Về công về tư, hắn đều không có lý do gì để đề cử một người không có khả năng thu được sự thông qua Lý Tòng Đông. Cùng Hạ Tưởng nói chuyện với nhau vài phút, cuối cùng là không nhận được đáp án như Trịnh Thịnh muốn. Lập trường của Hạ Tưởng ở tỉnh Tương vẫn là ba phải, cái nào cũng được làm cho người ta khó có thể đoán. Nhìn bóng dáng Hạ Tưởng rời đi, Trịnh Thịnh sửng sốt một lát, sau đó quay số điện thoại gọi cho Cổ Thu Thật. Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc, còn chưa vào đến cửa chợt nghe thấy tiếng nói chuyện quen thuộc, hắn lắc đầu cười. Không ngoài dự đoán, Phó Tiên Phong cũng tới đây. Một sự đề danh ứng cử viên thị trưởng thành phố Tương Giang, lập tức thổi gió làm xôn xao mặt ao ngày xuân. Phó Tiên Phong đã có đề cử, y nhất định muốn tới tranh thủ sự ủng hộ của hắn. Không đến mới là lạ. Hạ Tưởng vừa vào cửa thì cười ha hả. Chủ tịch tỉnh phó đến vừa đúng lúc tôi muốn đi gặp anh báo cáo. Vào tới trong phòng, Hạ Tưởng đích thân pha trà mời Phó Tiên Phong. Về việc điều tra tổ cầu đường tỉnh Tương, tôi cho rằng về mặt chính quyền cần phải tiếp tục tăng cường phái người làm, tăng thêm sức nặng. Phó Tiên Phong cười đầy ẩn ý, y biết rõ Hạ Tưởng muốn chuyển đề tài, không đề cập tới việc chọn người. Tuy nhiên y muốn xác định rõ nên ngay trước mặt chỉ ra. Chủ nhiệm Hạ, tôi rất ủng hộ công việc của anh. Cũng hy vọng anh ủng hộ tôi làm việc mới đúng. Bất chợt dừng lại, còn nói. Tôi vừa mới nhận được điện thoại của Thái Bình. Mai Thái Bình gọi điện thoại tới là đúng rồi, Hạ Tưởng hứng thú nói. Phó Bí Thư Mai và Chủ tịch tỉnh Phó thật là bạn hữu lâu năm.
Phó Tiên Phong cười ha hả. Anh và Thái Bình, Hiểu Lâm cũng là bạn bè lâu năm. Hai người đều là vì việc đề cử, lại vẫn không vạch trần, còn nói tới tổ cầu giường tỉnh tương. Ý tứ Phó Tiên Phong là sau khi tổ công tác kết hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Kỷ luật hoạt động, không thu được tiến triển mới. Để không ảnh hưởng tới danh tiếng của tổ cầu đường tỉnh tương, y đề nghị thu hồi tổ công tác. Điều làm cho Phó Tiên Phong thật không ngờ chính là Hạ Tưởng lại hoàn toàn bằng lòng. Sau khi Phó Tiên Phong đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, lúc nói chuyện cùng Hạ Tưởng không còn tùy tiện như trước. Lời nói luôn luôn có 3 phần hàm xúc, 7 phần ám chỉ. Tuy nhiên Hạ Tưởng vài ba lần để y không nắm được thái độ, cuối cùng cũng khiến y không kìm được, trực tiếp hỏi một câu. Chủ nhiệm Hạ, cách làm của anh tôi thấy không hiểu. Hạ Tưởng lại nói. Chủ tịch tỉnh Phó, tôi muốn hỏi một câu, đường cao tốc đoạn qua tỉnh Tương, có thể giao cho tổ cầu đường tỉnh Tương hay không? Chương 1298, tình hình đột nhiên biến đổi. Vấn đề của Hạ Tưởng trực tiếp có sức mạnh, hơn nữa chỉ thẳng vào bản chất vấn đề. Không ngờ làm cho Phó Tiên Phong bỗng chốc cứng họng. Xét một cách công bằng, hạng mục công trình cao tốc cuối cùng giao cho công ty của ai, Phó Tiên Phong còn chưa hạ được quyết tâm. Ngược lại không phải cầu đường tỉnh Tương không đưa ra điều kiện hậu hĩnh, mà là đối với y mà nói, lợi ích chính trị thu được còn chưa đạt tới kỳ vọng của y. Phó Tiên Phong cũng không trông chờ vào việc từ cầu đường tỉnh Tương thu được bao nhiêu hoa hồng. Nhà họ Phó sản nghiệp lớn, cũng không thiếu tiền, đương nhiên tiền có nhiều, cũng không ai thấy khó khăn khi kiếm tiền. Cầu đường tỉnh Tương đương nhiên sẽ không trực tiếp ra giá với chủ tịch tỉnh, nhưng y vẫn nhận được gợi ý. Con số cũng đủ để Phó Tiên Phong hơi bị động lòng. Nhưng y vẫn không nói ra, bởi vì tình hình tỉnh Tương rất phức tạp, Phó Tiên Phong cũng hiểu rõ y không có khả năng nói một lời mà quyết định được. Còn có một vấn đề, cầu đường tỉnh Tương chỉ đưa ra lợi ích kinh tế, không có trao đổi lợi ích chính trị. Không có giao dịch chính trị, y khẳng định sẽ không vì tiền mà gật đầu. Quan trọng hơn một chút là, tỉnh Tương có Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Quả thật, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh không có quyền điều tra vấn đề kinh tế của chủ tịch tỉnh. Nhưng có quyền đem cầu đường tỉnh Tương ra điều tra một cách chi tiết. Hơn nữa hiện tại Hạ Tưởng lại đề xuất muốn điều tra toàn diện cầu đường tỉnh Tương, thì như đem lưỡi kiếm treo trên không. Cũng không thể không khiến Phó Tiên Phong luôn luôn cảnh giác. Bởi vì y thực sự không rõ những gì Hạ Tưởng làm cuối cùng là kiếm chỉ nơi nào. Hạ Tưởng vừa hỏi đến, thật đúng là làm cho y rất khó xử. Hạ Tưởng sau khi đến tỉnh Tương, thực có thể coi như ôn hòa, so với thủ đoạn của hắn ở thành phố Lang và Tần Đường, trên cơ bản xem như tác phong khiêm tốn thêm chín chắn. Nhưng có một điều, Hạ Tưởng chẳng những lập trường bất định, hơn nữa phong cách làm việc cũng hình như thay đổi lớn, khiến người ta đoán không ra đích thực hắn đang có dụng ý gì. Nhưng lại không thể không thừa nhận là, Hạ Tưởng quả thật so với ngày trước trong chính trị càng thành thục hơn, cũng có phong cách cá nhân hơn. Phó Tiên Phong trong lòng hiểu rõ, nếu y muốn để Hạ Tưởng vì y sử dụng, chẳng những phải gia tăng đầu tư, dùng nhiều thủ đoạn, còn muốn coi trọng thêm về sách lược. Còn chưa có chủ ý, anh cũng biết quyền quyết định cuối cùng ở Cục Quản lý Đường Cao Tốc. Phó Tiên Phong nói đại khái. Cục trưởng Cục Quản lý Đường Cao Tốc tỉnh Tương Lý Vạn Cương mặc dù không phải trực hệ của Phó Tiên Phong, nhưng cho dù gã là người của ai thì đường cao tốc vẫn là một công trình lớn. Nhất định phải được Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh thảo luận nghiên cứu, sau đó Cục Quản lý mới có thể tiếp thu tinh thần của hội nghị mà ra điều kiện, tiến hành đấu thầu. Bởi vậy không nhận được chỉ thị ngầm của Phó Tiên Phong mà bất chấp đưa công trình giao cho cầu đường tỉnh Tương, trừ phi là Lý Vạn Cương điên mất rồi, nếu không không thể xảy ra. Hạ Tưởng cũng biết Phó Tiên Phong nói đùa, cũng liền cười ha hả. Tổ công tác trước hết rút lui. Tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật sẽ tiếp tục điều tra thêm một thời gian rồi hãy nói. Vấn đề cầu đường tỉnh Tương không điều tra rõ, cũng không thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho nhân dân toàn tỉnh. Lời nói của Hạ Tưởng có điều ám chỉ, Phó Tiên Phong nheo mắt, lẽ nào Hạ Tưởng thật sự muốn bắt cầu đường tỉnh Tương không buông tha? Gã liền hàm xúc một chút. Đại khái là được rồi. Làm ồn ào hãy thu màn, thực sự không bắt được cá nhỏ tép nhỏ, cũng xem như không bận rộn vô ích. Thái độ của Phó Tiên Phong đã trong dự kiến của Hạ Tưởng. Chứng minh xuất phát từ suy nghĩ ổn định tình hình chung. Y là chủ tịch tỉnh, cũng không muốn vừa lên đảm nhiệm liền lung lay nền móng của cầu đường tỉnh Tương. Hạ Tưởng liền gật gật đầu.
Tinh thần chỉ thị của chủ tịch tỉnh phó, tôi sẽ kịp thời truyền đạt xuống. Sau đó chuyển đề tài. Vừa mới nhận được điện thoại của Tiên Tiên, cô ấy cũng muốn đến Tương Giang. Phó Tiên Phong thấy Hạ Tưởng không muốn tiếp đề tài cầu đường tỉnh Tương thêm nữa, cũng không nói thêm. Trong việc đối đãi với cầu đường tỉnh Tương, thái độ giữa y và Hạ Tưởng dần dần có phần khác nhau. Cũng khiến y mơ hồ có một chút lo lắng không yên. Nếu đã nhắc tới Phó Tiên Tiên, giữa y và Hạ Tưởng vẫn là có cơ sở hợp tác, liền tháo bỏ vẻ giả tạo. Hạ Tưởng, hiện tại tôi không phải là chủ tịch tỉnh, anh cũng không phải chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, chúng ta khôi phục quan hệ bạn bè trước kia. Tôi thì chân thành mà trao đổi với anh, tôi ủng hộ đề cử Mai Hiểu Lâm, anh ngừng điều tra cầu đường tỉnh Tương. Phó Tiên Phong nói xong, vẻ mặt cười yếu ớt nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không nói lời nào, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái này thực đúng chính xác là hình tượng tiểu nhân của Phó Tiên Phong đã trở lại. Nói thật, Hạ Tưởng thêm chuyện đề cử Lý Tòng Đông, thực ra chính là vì quấy rối tầm mắt, để đưa việc đề cử thảo luận trên hội nghị thường vụ. Vừa lên hội nghị thường vụ, sự tình liên quan đến kế hoạch bổ nhiệm thị trưởng thành phố Tương Giang, khắp nơi lực lượng thật đối lập sẽ thu hết trong tầm mắt. Đến lúc đó hắn có thể hoàn toàn thấy rõ thế cục tỉnh Tương. Nhưng không nghĩ là Phó Tiên Phong vội vã muốn bảo vệ cầu đường tỉnh Tương, ngược lại làm cho hắn có thêm vấn đề khó khăn. Theo mặt ngoài điều tra cầu đường tỉnh Tương, không thể có đột phá gì. Hạ Tưởng vài lần xuất thủ, thực ra là hư chiêu. Tiếp hay không tiếp chiêu của Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng trong nháy mắt lại củng cố quyết tâm. Chính trị là chính trị, cũng như tình cảm mãi mãi tốt hơn quyền lợi. Ân tình cũng không thể thay thế chân tướng sự việc. Nếu như thực có một ngày, Phó Tiên Phong muốn dốc sức bảo vệ cầu đường tỉnh Tương, Hạ Tưởng cũng sẽ không ngại cùng y đánh một trận. Bởi vì công trình của cầu đường tỉnh Tương mấy năm qua tần suất xảy ra sự cố đã nói lên một điểm. Cầu đường tỉnh Tương tuyệt đối là một công ty vô lương tâm, chỉ biết đến lợi nhuận bất chấp chất lượng. Trong mấy năm qua, cầu mà công ty cầu đường tỉnh Tương nhận xây dựng sập 3 chỗ. Đường cao tốc đại tu khắp nơi, bởi vì cầu sụp đổ làm cho nhiều người chết. Sau khi khánh thành đường cao tốc, vì mặt đường không bằng phẳng và sụt lún nên tai nạn giao thông xảy ra hơn 10 vụ, chết 7 người. Hoàn toàn là một công trình của công ty ác tâm tạo ra chết chóc. Nhưng khó hiểu là, cho dù các hạng mục mà cầu đường tỉnh Tương nhận xây dựng gặp nhiều sự cố lớn, sau khi sự việc xảy ra đều có thể yên bình hoặc là không có thông tin gì. Hoặc là được chính quyền địa phương liều mạng đè xuống. Dù sao trong mấy năm sự cố liên tiếp nhưng sự phát triển của cầu đường tỉnh Tương chưa bao giờ ngừng nghỉ. Hơn nữa dường như không chịu qua một chút ảnh hưởng tiêu cực nào. Thật sự là một sự kỳ lạ. Cần phải đi theo trình tự mới được. Hạ Tưởng cũng nói một lời khách sáo, lập tức nhảy qua đề tài. Chờ Tiên Tiên tới đây, chúng ta cùng nhau ngồi. Ha ha, đồ ăn của tỉnh Tương không tồi, Tiên Tiên nhất định thích. Phó Tiên Phong thấy Hạ Tưởng né tránh vấn đề, cũng không tiếp tục nắm không tha, đành phải cười ha ha, cũng tán gẫu, lại ngồi thêm vài phút liền cáo từ ra về. Trước đây hai người không làm việc chung cùng một chỗ, không có xung đột quyền lợi trực tiếp. Hiện tại lại khác, cùng làm quan ở tỉnh Tương lại có lập trường không giống nhau, khoảng cách giữa hai bên lại bị kéo xa ra một chút. Giữa Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng dần dần nảy sinh tai họa ngầm. Không ngoài dự tính của Hạ Tưởng, không đến một giờ liền nhận được điện thoại của Mai Thái Bình. Bí thư Hạ, Hiểu Lâm ở tỉnh Tương được mấy năm rồi. Thực không dễ dàng gì, cơ hội trước mắt lại càng hiếm thấy, cậu là bạn bè tốt của nó. Mai Thái Bình giọng điệu nửa đùa nửa thật, vừa có việc công vẫn có vẻ việc tư. Chừng mực giữ thật sự khéo léo. Hạ Tưởng chỉ biết Mai Thái Bình đối với hắn cũng không tràn đầy sức mạnh như trước đây. Hắn nhẹ nhàng cười. Bí thư Mai, việc của Hiểu Lâm tôi đã để tâm, không cần suy nghĩ nhiều. Tình hình tỉnh Tương hơi phức tạp, dự đoán chắc chắn có khó khăn. Hiểu Lâm vừa rồi có gọi điện cho tôi, muốn tôi không mở lời với anh. Nó nghe nói nội dung cuộc hội ý, có thể hơi suy nghĩ đối với cậu. Mai Thái Bình cuối cùng mỉm cười, có lẽ nghe ra Hạ Tưởng vẫn là Hạ Tưởng ngày trước, cuối cùng thở phào một cái. Trong quan trường nhiều người một khi đã giàu thì vẻ mặt liền thay đổi. Ông và Hạ Tưởng lại có quen biết, cũng không dám khẳng định Hạ Tưởng không có một chút thay đổi nào. Khi có quyền lợi chính trị trước mắt, phần lớn mọi người sẽ thay đổi. Tôi sẽ giải thích cho cô ấy sau. Hạ Tưởng cũng đã hiểu tâm tư của Mai Hiểu Lâm. Hắn nếu như không ủng hộ cô lên chức, cô trong bụng chắc chắn không chấp nhận được. Nhưng có một số lời nói lại không thể thể hiện rõ,
đành phải tạm thời để cô hờn dỗi vậy. Mai Thái Bình cũng thành thật, chỉ nói hai câu liền cúp điện thoại. Cũng không biết là ông ta tin Hạ Tưởng, hay là hiểu rõ tình hình Tỉnh Tương quả thực khá phức tạp. Hạ Tưởng mới vừa đến, cũng không phải rất có quyền lên tiếng. Đề cử thị trưởng thành phố Tương Giang, tuy là đã quyết định thảo luận trên hội nghị thường vụ. Nhưng cụ thể khi nào tổ chức hội nghị thường vụ còn phải chờ Trịnh Thịnh quyết định. Với tình hình hiện tại mà suy đoán, khẳng định sẽ kéo thêm một khoảng thời gian nữa. Kéo dài càng lâu đối với Trịnh Thịnh càng có lợi. Chớp mắt đã qua một tuần, tổ chức hội nghị thường vụ còn xa chưa thấy hẹn. Kỳ lạ là Trịnh Thịnh không đề cập tới, Phó Tiên Phong không thúc giục, ngay cả Diệp Thiên Nam cũng dường như trở thành người ngoài cuộc, cũng không chủ động nhắc tới chuyện này. Chí ít cho tới bây giờ, ai cũng không chắc chắn trên hội nghị thường vụ đạt được sự ủng hộ của quá nửa ủy viên thường vụ. Chờ đến khi ai nắm chắc đạt được thông qua trên hội nghị thường vụ, người đó sẽ chủ động đề xuất tổ chức hội nghị thường vụ. Dù sao thị trưởng thành phố Tương Giang lệnh điều đi còn chưa thông báo, vẫn còn hòa hoãn 1-2 tháng nữa. Thành phố Tương Giang gần đến tháng 4, sắc xuân vẫn nồng nàn. Khí hậu mùa hè đã về gần, cùng một cơn gió nam thổi tới, chính là vụ án Trần Công Phương có tiến triển mới. Đầu tháng 4, tổ chức hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố Thần Đông. Theo pháp luật, bãi miễn chức vụ phó thị trưởng của Trần Công Phương, nhưng sau hội nghị Hội đồng Nhân dân, thành ủy thành phố Thần Đông cũng không khai trừ đảng viên của Trần Công Phương, dù không ít người suy đoán. Sợ là Trần Công Phương bị xử lý nhẹ, mang theo thẻ đảng viên chính là kim bài miễn tử. Nhưng Hạ Tưởng lại biết Trần Công Phương chạy trời không khỏi nắng. Bởi vì lúc hắn đang nghe Lâm Hoa Kiến báo cáo công tác, cùng xem xét hồ sơ Trần Công Phương thì phát hiện Trần Công Phương đã phạm một sai lầm chết người. Chẳng những lập trường không kiên định, nhận hết tội lỗi, còn cắn người lung tung. Tuy rằng Trần Công Phương không dám cắn Trịnh Thịnh một cái, nhưng trong lời khai nói là từng cùng Mai Hiểu Lâm có giao dịch. Kỳ thực cũng không tính là giao dịch phía sau và là giao dịch chính trị gì. Mà là khi ở thành phố Thần Đông đầu tư dự án cầu Thần Đông, Mai Hiểu Lâm đã từng lấy tư cách là phó thị trưởng thường trực thành phố Tương Giang, tiến cử công ty cầu đường Tương Giang với Trần Công Phương. Chỉ là một lời giới thiệu bình thường. Nhưng Trần Công Phương lại một mực chắc chắn là Mai Hiểu Lâm nhận hối lộ của công ty cầu đường Tương Giang, cho nên mới nói vì công ty cầu đường Tương Giang, còn tố giác Mai Hiểu Lâm có mấy chỗ bất động sản ở thành phố Tương Giang, cũng nói là công ty cầu đường Tương Giang đút lót. Tình tiết vụ án quan trọng, Lâm Hoa Kiến không dám che giấu, ngay lập tức báo cáo cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tức nổi giận, cho dù Trần Công Phương là chó điên cắn người vẫn là bị người sai khiến. Những gì y đã làm đã không khống chế được, còn động chạm tới gián điệp của y. Hạ Tưởng gần như có thể đoán được, Trần Công Phương điên lên cắn Mai Hiểu Lâm một cái, cùng với việc bổ nhiệm thị trưởng nhất định có liên quan. Thậm chí có thể rút ra kết luận, là có người ngầm gợi ý Trần Công Phương gì đó. Trách những người này làm quá. Càng khiến cho Hạ Tưởng không ngờ là, ngay lúc hắn chuẩn bị bắt tay xử lý sự việc Mai Hiểu Lâm, lại có tin xấu khác truyền đến. Nghiêm Tiểu thì lại xảy ra chuyện. Hạ Tưởng đập bàn đứng dậy. Chương 1299, bước đầu nắm bắt đại cục. Lâm Hoa Kiến khép na khép nép đứng trước mặt Hạ Tưởng. Cũng giống như thường ngày, lúc y đến đây báo cáo công tác, thái độ hết sức khiêm tốn, làm việc đặc biệt chăm chú. Thái độ nghiêm chỉnh này, thái độ khiêm tốn quả thực là làm cho người ta không thể bắt bẻ được. Nếu như không phải ngay từ đầu y hay dùng sự kiện Trần Công Phương để chơi Hạ Tưởng, Hạ Tưởng vẫn thực sự nghĩ rằng Lâm Hoa Kiến không những có thể sử dụng, mà còn có thể là tâm phúc. Nhưng vẻ bề ngoài Lâm Hoa Kiến kính cẩn và khiêm tốn, ẩn giấu một dã tâm thủ đoạn thế nào? Hạ Tưởng chỉ nhìn lời khai khẩu cung của Trần Công Phương vài lần, liền trong lồng ngực cảm thấy phẫn nộ. Hoàn toàn dùng phương pháp vô liêm sỉ cứng rắn kéo Mai Hiểu Lâm xuống nước. Cho dù có phải thực sự là chuyện lạ hay không, dù sao cũng cắn một cái đã, tạt cho người toàn thân lấm nước bẩn rồi hay nói sau. Hạ Tưởng tại hội nghị công việc bí thư không biểu hiện ra là ủng hộ Mai Hiểu Lâm, nhưng hắn có diệu kế cẩm nang của hắn, cũng không cho phép có người chụp mũ linh tinh lên đầu Mai Hiểu Lâm. Cầm tập tài liệu nặng nề vung lên, vẻ mặt Hạ Tưởng tức giận. Càn quấy, Trần Công Phương cắn người linh tinh sao được, ví dụ không thích hợp, nếu chẳng may y khi nào đó vô tội cho bí thư Diệp, có được không? Hoa Kiến, anh chủ trì việc bắt phụ Trần Công Phương, muốn làm một vị quan tốt phải tập trung vào mục tiêu. Làm sao có thể làm ẩu làm càn. Bí thư Hạ,
Trần Công Phương một mực khẳng định thị trưởng Mai và cầu đường Tương Giang có vấn đề. Tôi cũng không dám giấu giếm, liền trực tiếp báo cáo lên. Xử lý thế nào, còn phải chờ anh cho ý kiến. Lâm Hoa Kiến thấy Hạ Tưởng tức giận, trong lòng thầm cười, vẫn là tuổi trẻ mất kiểm soát. Một khi có chuyện liền không khống chế được, Bí Thư Diệp vẫn rất coi trọng hắn, thực sự là không có con mắt rồi. Hạ Tưởng phất tay. Tôi nghĩ trước hết cần triệu tập hội nghị thường vụ để nghiên cứu một chút. Lâm Hoa Kiến gật đầu rút lui, trở lại văn phòng của mình. Y đốt một điếu thuốc, rót một chén trà, nhẫn như rít một hơi thuốc và nhìn một giống tài liệu về Mai Hiểu Lâm trên bàn, mỉm cười đắc ý. Hạ Tưởng lại không cười khi Lâm Hoa Kiến vừa đi, hắn lập tức lấy lại bình tĩnh, bảo Tằng Trác thông báo Lý Tòng Đông, Đào Hà Giang đến. Một vài phút sau Lý Tòng Đông và Đào Hà Giang trước sau vội vàng chạy đến. Lý Tòng Đông và Đào Hà Giang đã nghe được vụ án Trần Công Phương liên lụy tới Mai Hiểu Lâm. Hai người vẻ mặt đều kinh ngạc, khó tin. Hơn nữa càng làm cho mọi người tức giận là toàn bộ nội bộ ủy ban kỷ luật đã bàn bạc sôi nổi rồi. Theo lý thuyết vụ án còn đang trong bước đầu điều tra, phải hết sức giữ bí mật, thế mà các thông tin đã truyền ra. Dụng ý không cần nói cũng biết, chính là cho dù có phải sự thật hay không, điều muốn chính là làm mất thanh danh của Mai Hiểu Lâm trước đã. Thủ đoạn thật vô liêm sỉ, nhưng rất có hiệu quả. Hạ Tưởng tức giận, sau khi trực tiếp giải thích cho Đào Hà Giang và Lý Tòng Đông vài câu, lập tức đề xuất triệu tập hội nghị thường vụ Ủy ban Kỷ luật. Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tương tổng cộng có 4 phó chủ nhiệm. Tính cả Hạ Tưởng và 4 phó chủ nhiệm tổng cộng có 11 ủy viên thường vụ, có quyết sách cơ cấu nội bộ cho nên nói Ủy ban Kỷ luật có tính độc lập riêng. Không bao lâu, bên trong hội trường Ủy ban Kỷ luật đã có không ít người ngồi. Khi Hạ Tưởng tới thì lại phát hiện vẫn thiếu 2 người, toàn bộ mấy ủy viên thường vụ tập trung đông đủ, 4 phó chủ nhiệm thứ nhất tiên là Lâm Hoa Kiến, cuối cùng là Lý Tòng Đông đã an vị, còn phó chủ nhiệm thứ 2 và thứ 3 Du Hoa, Thương Giang vẫn chưa xuất hiện. Du Hoa tuổi hơn 40, lúc bước đi thích chắp tay sau đít mỉm cười. Cũng không biết y cười cho ai nhìn, dù sao cũng chính là thấy ai thì cười gật đầu với người đó. Thương Giang hơi trẻ hơn một chút, vừa mới qua tuổi 30. Xem như là nhóm người trẻ trong ủy ban kỷ luật, gã và Du Hoa hoàn toàn đối lập, bất kể khi nào cũng đều xa sầm mặt, vẻ mặt nghiêm trọng dường như xem ai cũng đều là phần tử tham ô. Hạ Tưởng cũng đã từng tiếp xúc với hai người, ấn tượng đối với hai người này bình thường, chưa thể nói là hiểu sâu. Sau khi hắn đến tỉnh Tương, có quan hệ với hắn có thể coi như không xa không gần, việc chung làm chung chứ không có quan hệ cá nhân. Lâm Hoa Kiến liền hỏi ý kiến của Hạ Tưởng. Chủ nhiệm Hạ, có phải đợi phó chủ nhiệm Dư và phó chủ nhiệm Thương không? Không đợi. Hạ Tưởng vung tay mạnh, rất dứt khoát nói. Tôi tuyên bố vấn đề kỷ luật, về sau tổ chức hội nghị thường vụ, cứ đồng chí nào đến muộn sẽ không được tham gia. Nếu liên tục đến muộn 2 lần, hủy bỏ tư cách bình chọn đảng viên ưu tú hàng năm. Loảng xoảng một tiếng, ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật Lã Quốc Trung bỗng chốc cầm chén trà không chuẩn, đánh rơi trên bàn. Thì cũng giống như vì phát biểu của Hạ Tưởng làm ra lời chú giải đúng lúc, không ít người sợ đến mức nhảy dựng lên. Chủ nhiệm Hạ trước nay đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật luôn luôn mềm mại, làm sao đột nhiên lại có khí phách thế? Không ít người nghi ngờ khó hiểu. Quyết định vừa rồi, tôi sẽ báo cáo với Bí Thư Trịnh, xin ủng hộ của tỉnh ủy. Ánh mắt Hạ Tưởng đảo qua, phát hiện ra Du Hoa đứng ở cửa, thò đầu nhìn ngó đang tiến vào. Hắn liền không nể mặt mà lấy tay chỉ. Đồng chí Du Hoa, anh hôm nay đến muộn, không được tham gia hội nghị. Du Hoa vẻ mặt vốn tươi cười rất ôn hòa rất bình tĩnh, Hạ Tưởng trước mặt mọi người làm cho y bị bẽ mặt, vẻ mặt y liền lập tức nặng xuống. Chủ nhiệm Hạ, tôi vừa giờ đến muộn là có nguyên nhân khách quan. Chuyện gì có thể quan trọng hơn hội nghị thường vụ? Hạ Tưởng thầm cười nhạt, sợ là Lâm Hoa Kiến dẫn theo thời khắc tốt đẹp. Làm cho người của ủy ban kỷ luật đều cảm thấy hắn dễ bắt nạt. Du Hoa ỷ thế ở ủy ban kỷ luật là có thâm niên, Hạ Tưởng so với hắn trẻ hơn 10 tuổi. Nói không coi nhẹ là giả vờ. Quản lý dù là trên thương trường hay là trong quan trường, đều có tốt người cũng tự nhận kinh nghiệm lý lịch lâu năm không tuân thủ. Hơn nữa Du Hoa vốn thân cận với Lâm Hoa Kiến hơn một chút, đối với Hạ Tưởng thì lại càng không thể nào tôn kính được. Thấy Hạ Tưởng trước mặt mọi người không nể mặt, y cũng sẽ không âm không dương mà cười khẽ một tiếng. Vừa mới nhận được điện thoại của phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương, nói chuyện công việc một chút.
tốt thôi, lấy ủy ban kỷ luật trung ương áp chế hắn, Hạ Tưởng ngược lại mỉm cười. Vị phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương nào vậy? Phó chủ nhiệm thôi, ồ, đúng rồi, phó chủ nhiệm thôi đã không còn nữa rồi. Một câu vừa nói xong, Du Hoa cứng rắn dùng mình một cái, bỗng chốc y nhớ tới Hạ Tưởng hiện nay chính là đã trải qua cuồng phong bão táp ở ủy ban kỷ luật trung ương mà vẫn không ngã trước những nhân vật yêu quái. Thậm chí ngay cả phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương Thôi Hướng điều tra hắn, sau khi về thủ đô lại đột nhiên lâm bệnh nặng mà chết. Hắn hiện tại ở trước mặt chủ nhiệm Hạ đề cập tới ủy ban kỷ luật trung ương, chẳng những không có hiệu quả gì, ngược lại là tự làm bẽ mặt. Tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm, không ít người thậm chí ngược lại hít phải một hơi khí lạnh. Cũng vừa nhớ tới năm đó phát sinh vở kịch lớn ở Tần Đường. Người đang ngồi vị trí chủ tọa của ủy ban kỷ luật tỉnh là nhân vật số một, nếu ai xem thường hắn trẻ tuổi, người đó tất yếu sẽ bị thiệt thòi lớn. Bởi vì ngay cả phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương va chạm trước mặt hắn cũng phải đầu rơi máu chảy. Thử hỏi mọi người đang ngồi ở đây ai lại có bản lĩnh phi thường có thể dám cùng chủ nhiệm Hạ đương đầu. Đang lúc mọi người cho là Hạ Tưởng nhiều ít cũng cho thể cho Du Hoa một chút thể diện, không ngờ Hạ Tưởng lại lạnh lùng mà nói một câu. Điện thoại của ủy ban kỷ luật trung ương quan trọng, cũng không quan trọng bằng hội nghị thường vụ của ủy ban kỷ luật tỉnh. Phải phân rõ nặng nhẹ, phải biết rằng anh là đang làm việc tại ủy ban kỷ luật tỉnh tương, không phải làm việc ở ủy ban kỷ luật trung ương. Câu nói này rất có sức nặng, trực tiếp đánh cho Du Hoa cứng họng. Một câu phản bác cũng không nói nên lời. Cũng không phải là anh sẽ vênh váo, không lấy ủy ban kỷ luật trung ương đè người. Có bản lĩnh điều tới ủy ban kỷ luật trung ương đi, đừng ở ủy ban kỷ luật tỉnh tương làm việc nữa. Ngụ ý của Hạ Tưởng chính là miễn là anh ở ủy ban kỷ luật tỉnh tương một ngày, anh phải nghe chỉ thị của hắn. Hạ Tưởng lần đầu tiên thể hiện ra sự mạnh mẽ âm vang đanh thép. Trực tiếp khai đao với phó chủ nhiệm thứ hai của ủy ban kỷ luật tỉnh, dụng ý rất rõ ràng, giết gà dọa khỉ. Du Hoa đứng ở cửa, sắc mặt từ xanh chuyển sang tím, trên mặt vẻ tươi cười biến mất không thấy, chỉ thấy tức giận đến mức toàn thân run lên. Nhưng trong quan trường chính là quan lớn hơn một bậc đè anh chết. Y run lên hồi lâu, không dám nói ra câu nói ngạo mạn nào nữa, giẫm chân một cái xoay người bỏ đi. Du Hoa mới vừa đi, Thương Giang đã đến. Thương Giang đương nhiên thấy tất cả mọi cảnh tượng xảy ra ban nãy. Gã do dự đứng trước cửa, muốn nói cái gì, đúng là vẫn còn không dám mở miệng. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Mọi người thấy cũng lạnh trong lòng. Thương Giang luôn luôn dám nói dám làm, dưới cơn giận dữ dội của Hạ Tưởng không ngờ sợ hãi như vậy. Hay cho một chủ nhiệm Hạ không lên tiếng thì thôi, gáy lên một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hạ Tưởng rất rõ ràng là một Thương Giang nằm trong nhóm người trẻ trong ủy ban kỷ luật. Quan hệ với Lâm Hoa Kiến cũng không thân cận lắm, ngược lại gã là thuộc hạ có quan hệ với Trịnh Thịnh. Nhân vật khác nhau thì phải có sự đối xử khác nhau. Hắn vừa rồi không phải không khống chế được tức giận mà là bước đầu lấy uy và thua quyền của ủy ban kỷ luật. Đồng chí Thương Giang, anh lại có nguyên nhân đến muộn gì, không phải là tiếp điện thoại của ủy ban kỷ luật trung ương chứ? Hạ Tưởng hỏi một câu tuy mấu chốt vẫn là ham dọa, nhưng giọng điệu rõ ràng có dấu hiệu dịu đi. Thương Giang sao có thể không nghe thấy cách cư xử khác biệt của chủ nhiệm Hạ đối với gã? Gã hơi chút chần chừ, hết sức thành khẩn nói. Thực sự xin lỗi chủ nhiệm Hạ, tôi vừa rồi đang sắp xếp một phần tài liệu, quá nhập tâm liền hơi chậm trễ vài phút. Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Mặc dù có nguyên nhân khách quan, nhưng đến hội nghị muộn là không tôn trọng đối với toàn thể ủy viên thường vụ. Anh hôm nay có thể tham dự hội nghị, nhưng chỉ có thể ngồi nghe, không được phát biểu. Lâm Hoa Kiến ánh mắt chớp chớp, trong mắt phun ra lửa. Hạ Tưởng khinh người quá đáng, hoàn toàn là phương pháp chuyên quyền độc đoán. Rất đáng xấu hổ, trước kia còn tưởng rằng hắn yếu ớt có thể bắt nạt, hóa ra là luôn luôn giả vờ. Thương Giang dù sao cũng không thể đồng ý. Nếu là một gã đàn ông, có thể đã đi trong chớp mắt cũng không thể chịu kiểu lạnh nhạt như thế. Hạ Tưởng lại có thể vì một chuyện nhỏ này cách chức của anh, Lâm Hoa Kiến quả tim nhảy lên cổ họng, bởi vì Thương Giang khuất phục có nghĩa là kế sách của Hạ Tưởng đã đạt được. Phân hóa các ủy viên thường vụ, sẽ làm cho Hạ Tưởng có quyền uy tuyệt đối trong ủy ban kỷ luật. Lâm Hoa Kiến suýt nữa muốn buột miệng nói lời khuyên nhủ Thương Giang. Thương Giang dường như rất khó khăn mà mở miệng. Tôi xin tiếp thu phê bình của chủ nhiệm Hạ, cam đoan lần sau sẽ không tiếp tục đến muộn nữa.
vừa nói, vừa đi đến, ngồi xuống ghế. Xin đồng chí cứ cho tiến hành bắt đầu cuộc họp không thì muộn rồi. Lâm Hoa Kiến chỉ cảm thấy trước mắt một mảng u tối, trong lòng vô cùng xót xa. Du Hoa bị quát mắng, Thương Giang ngược lại, có nghĩa là Hạ Tường ở ủy ban kỷ luật, cú đánh ban đầu vào tình hình chung thực sự đạt uy danh của nhân vật số một nói sao làm vậy. Thực sự không ngoài sở liệu của Lâm Hoa Kiến, tiếp theo khai mạc hội nghị thường vụ hết sức thuận lợi, tất cả đề nghị của Hạ Tường đều được thông qua. Hội nghị thông qua ba nghị quyết, một là về việc Trần Công Phương chỉ trích Mai Hiểu Lâm và cầu đường Tương Giang là tin đồn vô căn cứ, là việc không có chứng cứ chính xác. Bất cứ ai cũng không được truyền bá và nêu ra. Người nào vi phạm một khi phát hiện ra, sẽ dựa theo điều lệ của Ủy ban kỷ luật xử phạt nghiêm khắc. Hai là xét thấy đồng chí Lâm Hoa Kiến công việc bận rộn, công việc thẩm tra xử lý vụ án Trần Công Phương tiếp tục giao cho đồng chí Lý Tòng Đông toàn quyền phụ trách. Ba là xét thấy tổ trưởng tổ điều tra cầu đường tỉnh Tương đồng chí Du Hoa có sắp xếp làm việc khác, tổ trưởng tổ điều tra tạm thời giao quyền cho Thương Giang. Ba nghị quyết, tất cả đều là hành động thu quyền. Hạ Tưởng sau khi vừa mới trở lại phòng làm việc, lại nhận được điện thoại khẩn, Nghiêm Tiểu thì nhập viện. Chương 1300, bắt đầu có bão. Uy quyền vừa mới xây dựng trong ủy ban kỷ luật, hưng phấn của Hạ Tưởng còn chưa tiêu tan, lại nhận được tin dữ, khiến cho hắn trong lòng tức giận, hết sức mãnh liệt. Lúc Hạ Tưởng đang chuẩn bị đi ra, đúng lúc thư ký của Phó Tiên Phong đẩy cửa bước vào, y rất cung kính nói. Chủ nhiệm Hạ, Chủ tịch tỉnh Phó mời anh qua gặp mặt. Chủ tịch tỉnh dù sao cũng là nhân vật số 2 của tỉnh ủy, lại bảo thư ký tự mình đến mời, cũng coi như rất nể mặt Hạ Tưởng. Không ngờ Hạ Tưởng rất tùy tiện vung tay lên, thuận miệng nói. Nói với Chủ tịch tỉnh Phó tôi tạm thời không rảnh, chờ tôi xử lý xong việc sẽ đi tìm ông ấy. Vừa nói xong cũng không nói thêm với Hải Phong câu gì, xoay người nhanh chóng bỏ đi. Hải Phong ngây người tại chỗ, hồi lâu cũng chưa phản ứng lại. Hay cho chủ nhiệm Hạ, đối với chủ tịch tỉnh cũng rất không tôn trọng, quả thực là ngay cả quyền uy của chủ tịch tỉnh cũng không coi ra gì. Chỉ có đơn giản vung tay lên nói đi là đi, ngay cả một cái cớ cũng không đưa ra, thật là quá đáng. Hải Phong trong lòng hơi có chút bực bội, trở lại phòng làm việc của chủ tịch tỉnh, đem việc vô phép của Hạ Tưởng thêm mắm dặm muối mà báo cáo với Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong lại không bực bội như tưởng tượng của Hải Phong, mà là bình thản một lát, bỗng nhiên cười ha hả. Hạ Tưởng hay lắm, cuối cùng cũng đã lấy lại được hợp lực trước kia. Bỗng nhiên lại trầm sắc mặt xuống, y khiển trách Hải Phong một chút. Về sau không được nói xấu chủ nhiệm Hạ trước mặt tôi. Hải Phong, chỉ có lần này thôi, lần sau không được thế nữa. Hải Phong vội vàng cuống quýt trả lời, bởi vì sắc mặt Phó Tiên Phong u ám muốn dọa người. Y chỉ biết chủ tịch tỉnh Phó thực sự tức giận, không phải bởi vì Hạ Tưởng vô lễ mà tức giận, mà là vì hắn lắm lời. Khiến cho Hải Phong gắt gao nhớ kỹ trong lòng, sau này trước mặt chủ tịch tỉnh Phó không thể nhắc lại nửa câu nói xấu chủ nhiệm Hạ. Lúc Hạ Tưởng chạy một mạch tới bệnh viện, Nghiêm Tiểu thì đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Trên đường đi, Hạ Tưởng đã biết đầu đuôi sự tình. Sự việc là do Nghiêm Tiểu thì sinh lòng tham và Đường Gia Thiếu sinh tà tâm xen lẫn với nhau, cuối cùng gây ra đại họa. Cầu đường tỉnh Tương cố gắng giải quyết vấn đề khó khăn nhất. Nghiêm Tiểu thì cũng có quan hệ qua lại với Phó Tiên Phong, đồng thời vẫn vạch kế hoạch cho Đường Gia Thiếu. Vừa cùng bốn cậu ấm tỉnh Tương ngồi thảo luận làm sao có thể vững chắc và an toàn hơn để nhận được công trình đường cao tốc. Sau vài lần tiếp xúc, Nghiêm Tiểu thì tự cho là đã tạm thời trở thành đồng minh với bốn cậu ấm tỉnh Tương. Bị Đường Gia Thiếu ngoa ngôn xảo ngữ cùng Diệp Địa Bắc hứa hẹn khoản lợi nhuận cách xù mê mẩn tâm trí. Toàn tâm toàn ý cho là giữa cô và bọn họ chỉ đơn giản là quan hệ một lần hợp tác. Ai ngờ, Diệp Địa Bắc thâm hiểm xảo trá, chẳng những nhận ra Hạ Tưởng đặc biệt để ý đến Nghiêm Tiểu Thì, rõ ràng hơn Đường Gia Thiếu đối với Nghiêm Tiểu Thì thèm muốn lộ liễu đã lâu. Hơn nữa y không tin Nghiêm Tiểu Thì chỉ vì cầu tài, mà cho là Nghiêm Tiểu Thì muốn mượn thời cơ làm gián điệp thương mại. Vì Hạ Tưởng mà đi mở đường, tới thăm dò nội bộ cơ mật của cầu đường tỉnh Tương. Lần trước sự kiện chụp ảnh lén còn chưa tính toán, bây giờ còn dám ngông nghênh tới thỏ cái đuôi cáo. Nghiêm Tiểu Thì, đừng quá thông minh, Diệp Địa Bắc mặt ngoài đối với Nghiêm Tiểu Thì thêm niềm nở, nhưng lại ngầm xúi dục Đường Gia Thiếu bắt Nghiêm Tiểu Thì, đem gạo nấu thành cơm, đảm bảo Nghiêm Tiểu Thì quyết một lòng theo sát gã. Đường Gia Thiếu đã sớm mê muội sắc đẹp, lại thêm Diệp Địa Bắc miệng lưỡi khéo léo như vàng mà giật dây.
gã liền càng không thể chờ đợi được. Hơn nữa thái độ của Nghiêm Tiểu thì ham muốn không cự còn hoan nghênh thực sự rất lôi kéo người. Gã gần như không kiềm chế được, tìm mọi cơ hội để đẩy ngã Nghiêm Tiểu thì. Cơ hội rốt cục cũng đã tới. Ngày hôm qua đúng dịp sinh nhật Nghiêm Tiểu thì. Nghiêm Tiểu thì vốn định gợi ý một chút với Hạ Tưởng, không ngờ Hạ Tưởng không nhận điện thoại của cô. Đúng lúc đang buồn bực Đường Gia Thiếu lại gọi điện thoại tới, hơn nữa người cũng đã tới dưới nhà chờ đón cô. Nghiêm Tiểu thì chính là bực bội với Hạ Tưởng, vừa thấy Đường Gia Thiếu trong xe tươi như hoa, trong lòng muốn chọc giận Hạ Tưởng liền lên xe của Đường Gia Thiếu. Đường Gia Thiếu hẹn Diệp Địa Bắc, Dương Diêu Nhi để chúc mừng sinh nhật Nghiêm Tiểu thì. Tiệc sinh nhật tổ chức thực sự rất náo nhiệt, Đường Gia Thiếu chu đáo còn gọi vài người bạn đại học của Nghiêm Tiểu thì tới, đặt mình vào với bạn học và bạn cũ. Nghiêm Tiểu thì nhiều năm phiêu bạt, trong lòng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cô đã rất vui vẻ, và đã uống hơi nhiều. Sau đó Đường Gia Thiếu đưa cô về nhà. Giữa đường thì gã lại nói đi tới một biệt thự. Thấy Nghiêm Tiểu thì quả thực rất say, Đường Gia Thiếu bắt đầu động tay động chân. Không ngờ Nghiêm Tiểu thì ý thức đề phòng rất mạnh mẽ, hết sức chống lại. Đường Gia Thiếu lại thay đổi sách lược, nói lời xin lỗi, nói là bao nhiêu năm nay vẫn chờ đợi cô. Mong muốn được cưới cô làm vợ, mong cô hồi tâm. Sẵn lòng vì cô vứt bỏ tất cả vv, dù sao cũng là nói ra tình thân ý thiết, ngàn hoa bay loạn, cũng không biết có phải tự mình bị mình làm xúc động không. Gã còn khóc bao nhiêu nước mắt nước mũi. Nghiêm Tiểu thì bất động một chút, vẫn khuyên Đường Gia Thiếu từ bỏ, cô và gã vĩnh viễn không thể. Bản lĩnh đàn ông bị Nghiêm Tiểu thì đả kích làm cho thương tích đầy mình, Đường Gia Thiếu phẫn nộ. Vừa mắng to Nghiêm Tiểu thì đúng là gái đi giả bộ trong sạch, thà để cho Hạ Tưởng ngủ miễn phí, thà làm nhân tình của Hạ Tưởng cũng không muốn làm vợ hắn. Đúng là đê tiện, vừa như con sói giữ vồ lấy, xé rách váy Nghiêm Tiểu thì. Đừng thấy Nghiêm Tiểu thì ngày thường xinh đẹp, vẻ bên ngoài long lanh thì nghĩ cô là một mỹ nhân yếu đuối. Thực ra không phải thế, cô tính tình bướng bỉnh mà bảo thủ. Nếu một người cố thủ nhiều năm như vậy, tính cách sẽ kiên cường không như thường. Làm sao để Đường Gia Thiếu thực hiện được, cô vừa cắn vừa đá vừa kêu, vẫn rút ra được lọ xịt phòng thân phun lên mặt Đường Gia Thiếu. Đường Gia Thiếu hoàn toàn giận điên lên, mất đi lý trí. Với Nghiêm Tiểu thì tay đấm chân đá, đánh cho Nghiêm Tiểu thì hoa mày chóng mặt, mình đầy thương tích nằm bất tỉnh. Đường Gia Thiếu thấy chút nữa là mất mạng người, cũng tỉnh rượu, sợ đến mức hồn bay phách lạc. Lập tức cũng cố không cần xem Nghiêm Tiểu thì sống chết thế nào. Suốt đêm lái xe chạy trốn. Nghiêm Tiểu thì khi được người ta cứu đưa đến bệnh viện thì dung nhan như hoa đã không còn thần sắc. Trên người còn dính đầy máu, tình trạng vô cùng thê thảm. Lúc Hạ Tưởng chạy tới, Nghiêm Tiểu thì đã tỉnh lại, trên mặt quấn nhiều băng gạc, trên người cũng bọc kín. Đã không còn bộ dạng xinh đẹp quyến rũ trước kia. Chỉ nhìn thoáng qua, lửa giận trong lòng Hạ Tưởng cũng ngút trời. Từ khi hắn biết Nghiêm Tiểu thì cho tới nay, chưa bao giờ thấy cô thảm hại như thế này. Bởi vì cô từ trước tới giờ đều là một cô gái vô cùng đẹp đẽ, như một bức họa hoàn mỹ, làm người ta chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đến gần. Hiện giờ, bức họa bị người ta hủy hoại như vậy, Hạ Tưởng lần đầu tiên vì Nghiêm Tiểu thì mà cảm thấy đau lòng. Đã thương vì bản thân cô bị trọng thương, lại còn thương cô không nghe khuyên bảo, muốn cùng đám người Đường Gia Thiếu đánh đu, hối hận thì đã muộn. Nghiêm Tiểu thì nhìn thấy Hạ Tưởng, chỉ còn từ hai mắt không bị băng, rơi ra hai hàng lệ, cũng không nói gì chống đỡ. Hạ Tưởng tiến đến gần, trong phòng bệnh không có người ngoài, hắn cũng không quan tâm được nhiều, cầm tay Nghiêm Tiểu thì, nhẹ nhàng nói. Tiểu thì, em để anh nói thế nào em mới chịu. Nghiêm Tiểu thì môi khẽ giật giật nhẹ, Hạ Tưởng biết rằng cô muốn nói, liền đi đến gần hơn. Chỉ nghe Nghiêm Tiểu thì giọng nói cực thấp. Em chết cũng không cho gã, em cả đời chỉ có một mình anh. Giữ thân như ngọc. Một câu khiến sự giận dữ của Hạ Tưởng đối với cô biến mất, tất cả sự đau lòng và tiếc hận, toàn bộ tan thành mây khói, hóa thành nồng đậm tình yêu và ấm áp trong lòng. Hắn cay cay mũi, nước mắt chỉ trực rơi xuống. Nghiêm Tiểu thì dù có phạm sai lầm, dù có lòng tham, trong nháy mắt hắn hoàn toàn tha thứ cho những gì cô đã làm. Một người con gái nhiều năm kiên trì, cô vì hắn chờ đợi tất cả, bất luận là người đàn ông nào đều vì cô mà lấy lại công bằng. Cho dù là một người không quyền không thế, cũng sẽ dần thường một khi nổi giận, máu chảy thành sông. Hạ Tưởng giận dữ, vừa giấy lên bão táp sấm dậy gì ở tỉnh Tương. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, ủy viên thường vụ tỉnh ủy đích thân tới bệnh viện,
viện trưởng luống cuống vội vàng đến gặp Hạ Tưởng. Không ngờ chậm một bước, Hạ Tưởng đã rời đi rồi, vốn không ở lại bệnh viện. Viện trưởng chỉ biết Nghiêm Tiểu thì lai lịch không nhỏ, vội vàng tổ chức lực lượng tốt nhất của bệnh viện tiến hành chữa trị. Cũng may Nghiêm Tiểu thì bị thương không nghiêm trọng, đều là ngoại thương, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian. Xe riêng của Hạ Tưởng cũng không quay về tỉnh ủy mà trực tiếp đi đến thành phố Tương Giang. Xe vừa vào tòa nhà thành ủy thì có người ra đón, là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Tương Giang Ninh Hải Thâm. Ninh Hải Thâm trước đó cũng không biết Hạ Tưởng muốn tới thành ủy. Tuy nhiên y dù sao cũng ở Tương Giang nhiều năm, ở ủy ban kỷ luật tỉnh cũng có quan hệ. Hạ Tưởng khi đi được nửa đường có người đã gọi điện cho y trước. Ủy ban kỷ luật có tính độc lập nhất định. Việc bổ nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố, ủy ban kỷ luật tỉnh cũng có quyền đề xuất, thậm chí về phía tỉnh ủy còn đặc biệt tôn trọng ý kiến của ủy ban kỷ luật tỉnh. Huống hồ Hạ Tưởng thân là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bởi vậy hắn đối với vận mệnh của Ninh Hải Thâm là có quyền quyết định. Hơn nữa ở ủy ban kỷ luật tỉnh vừa xảy ra một chuyện, Ninh Hải Thâm cũng nghe được trước tiên. Chỉ biết chủ nhiệm Hạ hiện tại uy danh ở ủy ban kỷ luật tỉnh đã như mặt trời ban trưa. Bởi vậy đặc biệt cần phải xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp giữa cấp trên và cấp dưới. Hạ Tưởng lại đối với Ninh Hải Thâm không khách sáo lắm. Chỉ đơn giản nắm chặt tay. Đồng chí Hải Thâm, anh có chuyện đi trước đi. Tôi đến tìm thị trưởng Mai. Nếu như người ta, chắc chắn sẽ biết điều khẩn trưởng biến đi. Ninh Hải Thâm thì không, Hạ Tưởng đang sải bước về phía trước, y thân thiết theo phía sau. Một mặt cười theo, vừa nói. Không có việc gì. Tôi không sao, không vội. Nếu chẳng may chủ nhiệm Hạ cần phải có người làm việc, tôi cũng sẽ nhiệt tình hỗ trợ. Chia tay không đánh người có gương mặt tươi cười, huống chi Ninh Hải Thâm còn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố, ủy viên thường vụ thành ủy. Hạ Tưởng cũng không nên tiếp tục khách khí đuổi y đi, liền để y cùng đi phía sau. Một mạch tiến vào văn phòng của Mai Hiểu Lâm. Với cấp bậc của Hạ Tưởng, nếu như chính thức lấy thân phận ủy viên thường vụ tỉnh ủy đến thành ủy thành phố Tương Giang, Bí thư thành ủy Tương Giang ủy viên thường vụ tỉnh ủy Cổ Kiến Hiên cũng nhất thiết phải ra mặt tiếp đón. Tuy nhiên hôm nay Hạ Tưởng là lấy thân phận cá nhân, bởi vậy khi hắn sải bước đi trên hàng lang của thành ủy, tất cả mọi người không ngừng kinh ngạc. Không biết người thanh niên này là ai, bộ dạng thật lớn khiến đường đường chủ nhiệm ủy ban kỷ luật ủy viên thường vụ thành ủy Ninh Hải Thâm như người hầu. Chẳng lẽ hắn là thái tử đảng của quan lớn nào đó ở thủ đô? Không ít người không nhận ra Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lập tức đi tới văn phòng Mai Hiểu Lâm. Khi gõ cửa vào bên trong, Mai Hiểu Lâm đang cùng một phó thị trưởng nói chuyện công việc. Tưởng ai, ngẩng đầu thấy là Hạ Tưởng, không khỏi kinh ngạc. Còn chưa mở miệng, Hạ Tưởng đã nói. Thị trưởng Mai, Nghiêm Tiểu thì đã bị tổn thương thân thể nghiêm trọng. Hung thủ bây giờ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, tôi đề nghị dốc toàn lực thành phố Tương Giang đuổi bắt hung thủ. Ngay lúc Hạ Tưởng đích thân ra mặt tạo áp lực với thành phố Tương Giang, điện thoại bí mật trên bàn của bí thư thành ủy Tương Giang Cổ Kiến Hiên cũng rồn rập vang lên, là điện thoại ở thủ đô. Cổ Kiến Hiên cầm lấy điện thoại, trong nháy mắt, còn không biết đã xảy ra việc lớn gì. Chương 1301, chính thức bày bố cục. Nghe điện xong, sắc mặt Cổ Kiến Hiên thoáng chốc trở nên u ám. Cân nhắc một lát, y cho thư ký Hạ Phát lập tức thông báo cho thị trưởng Lý Dương. Bí thư đảng ủy ban chính trị pháp luật kiêm cục trưởng công an Trần Tập Minh đến mở họp, thư ký lập tức gọi điện thoại, sau khi buông điện thoại lại đến báo cáo. Bí thư Cổ, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hạ cũng đang ở thành ủy, đang ở văn phòng của phó thị trưởng Mai. Cổ Kiến Hiên hơi trầm ngâm, đại khái đã đoán được vài phần. Mời chủ nhiệm Hạ và phó thị trưởng Mai cùng tham dự hội nghị. Mệnh lệnh vừa truyền đi, điện thoại trên bàn nối thẳng với tỉnh ủy lại vang lên. Cổ Kiến Hiên khẽ nhíu mày, Nghiêm Tiểu thì là người thế nào mà lại kinh động các thế lực. Y cầm lấy điện thoại, truyền đến là giọng nói của Trịnh Thịnh, quen thuộc mà lại trầm thấp. Kiến Hiên, cần phải bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho người bị hại. Buông điện thoại, Cổ Kiến Hiên không hiểu sao lại cảm giác như có lực ngàn cân đè nặng trên vai, đồng thời cũng nhạy bén phát hiện một điều, cầu Đường Tình Tương có phải bị Hạ điều tra ra điều gì mà tạm thời chưa nói ra. Đường ra thiếu sợ là chạy trời không khỏi nắng. Suy nghĩ một lát, Cổ Kiến Hiên sờ sờ đỉnh đầu ngày càng thưa thất tóc, bỗng nhiên lại kín đáo mỉm cười, gió nổi lên cho bèo tấm co lại, đấu tranh chính trị, có khi long trời lở đất, có khi rồi lại trở thành một sự kiện bé nhỏ không đáng kể đến. Tại văn phòng tỉnh ủy,
Trịnh Thịnh mới châm một điếu thuốc, chỉ rít một hơi rồi lại dụi tắt, đứng dậy đi qua đi lại vài vòng trong phòng, hồi tưởng lại cuộc điện thoại mà Phạm Duệ Hằng vừa gọi tới. Suy nghĩ giọng điệu Phạm Duệ Hằng cố kìm chế phẫn nộ, ông liền hiểu được, dù thế nào cũng nên nể mặt Phạm Duệ Hằng một chút. Trên thực tế, cho dù Phạm Duệ Hằng không gọi điện thoại tới, ông cũng sẽ tự mình đến hỏi việc này. Cũng dễ thể hiện tấm lòng vì dân của ông, đương nhiên, cũng là bởi vì sự kiện này là một cơ hội đặc biệt hiếm có. Thưa Bí Thư Trịnh, đồng chí Hạ hiện vắng mặt, đã đi thành ủy thành phố Tương Giang. Thư ký Đồng Phàm trở về báo cáo. Trịnh Thịnh vừa rồi yêu cầu Đồng Phàm tự mình đi mời Hạ Tưởng qua thảo luận một chút. Không ngờ Hạ Tưởng làm việc nhanh nhẹn như vậy, lại trực tiếp đi thành ủy thành phố Tương Giang. Trịnh Thịnh gật gật đầu, ra hiệu cho Đồng Phàm đi ra ngoài. Ông ta sau khi ngồi xuống, âm thầm tán thưởng việc Hạ Tưởng nhận định tình hình chính xác, ra tay đúng lúc. Hạ Tưởng quả nhiên là người tinh danh, ra tay cực chuẩn, chỉ có điều đáng tiếc là Nghiêm Tiểu Thì, nghĩ đến Nghiêm Tiểu Thì, ánh mắt Trịnh Thịnh theo thói quen lại nheo lại, không cần đoán, Nghiêm Tiểu Thì khẳng định là hồng nhan chi kỷ của Hạ Tưởng. Dâm, một tiếng, Trịnh Thịnh cũng không biết nghĩ đến cái gì, đập bàn một cái thật mạnh, tự nhủ một câu. Được, Hạ Tưởng, tôi sẽ phối hợp với cậu diễn vở tuồng này, xem cậu có thể gây sức ép đa dạng đến mức nào. Ngay trong lúc tỉnh ủy và thành ủy tăng tốc hành động, tứ thiếu tỉnh Tương cũng tụ họp cùng nhau, thảo luận sách lược ứng phó. Lúc Diệp Địa Bắc vừa nghe được tin tức xác thực, tức giận đến mức đá một đá bay cả cái ghế, lớn tiếng mắng Đường Gia Thiếu là đồ con lừa, ngay cả cưỡng bức cũng không làm được như vậy, đúng là ngốc đến khó tin. Không làm được thì thôi, đã chơi thì phải chấp nhận thua, còn đánh cho Nghiêm Tiểu thì mình đầy thương tích thì gọi gì là bản lĩnh. Mẹ nó, thật vô tích sự. Dạng đàn ông mà đánh đàn bà là y khinh thường nhất. Sau lại nghe nói Đường Gia Thiếu hoảng sợ trốn đi, càng khiến Diệp Địa Bắc thêm khinh miệt. Tốt xấu cũng Đường Đường là nhân vật số một của cầu đường tỉnh Tương, gây ra chuyện có thể dẹp yên thì dẹp, xử lý không được thì gánh lấy, lại giống tên vô lại phẩy mông chạy lấy thân, chẳng những không giống những gì mà nhân vật số một của cầu đường tỉnh Tương đã làm, lại càng chẳng giống một thằng đàn ông. Diệp Địa Bắc, Dương Diêu Nhi, Hồ Quân Do và Lâm Tiểu Viễn bốn người vừa gặp nhau, liền lập tức thảo luận cho ra một kết quả, nếu không được thì hy sinh Đường Gia Thiếu, mặt khác bồi dưỡng một người đảm nhiệm trọng trách đứng đầu cầu đường tỉnh Tương. Nhưng vấn đề là, Đường Gia Thiếu biết quá nhiều bí mật của cầu đường tỉnh Tương, nếu tình thế cấp bách y khai hết toàn bộ, cầu đường tỉnh Tương khó giữ được, e là tứ thiếu tỉnh Tương cũng trở thành lịch sử thôi. Các ngươi không cần phải xen vào, tôi sẽ ra mặt thu phục Hạ Tưởng, kéo hắn xuống nước. Dương Diêu Nhi cười một cách kỳ lạ. Đều nói đàn ông hơn 30 tuổi, kinh nghiệm rất tốt, sức lực đạt đến độ chín, tôi lại muốn đại chiến cùng Hạ Tưởng một phen. Diệp Địa Bắc mặt nhăn mày nhíu, không nói gì. Hồ Quân Do vẻ mặt phẫn uất, muốn nói cái gì đó cuối cùng cũng không nói ra được, còn Lâm Tiểu Viễn khoanh hai tay, chẳng nói câu nào. Lâm Tiểu Viễn thấy Dương Diêu Nhi mê trai thì rất không vừa mắt, nhưng do là quan hệ hợp tác, đành phải bịt mũi nén nhịn. Đàn ông thích phụ nữ chủ động một chút, nhưng không thích phụ nữ chủ động đến mức nhìn thấy đàn ông là đi không vững. Bốn người thương lượng nửa buổi, cuối cùng đã đi tới nhận định chung, Dương Diêu Nhi sẽ ra mặt kéo Hạ Tưởng xuống bùn chỉ là phụ, cách giải quyết chính diện vẫn là nên phát động lực lượng, giảm ảnh hưởng từ sự kiện của Đường Gia Thiếu xuống mức thấp nhất, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng cho Đường Gia Thiếu, tốt nhất khuyên hắn tự thú, đánh người bị thương không phải chuyện lớn lao gì, không khép tội được, không cần phải chạy trốn. Tại văn phòng thành ủy Tương Giang, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hạ Tưởng, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Tương Giang Cổ Kiến Hiên, thị trưởng thành phố Tương Giang Lý Dương, phó thị trưởng thường trực Mai Hiểu Lâm, bí thư ủy ban chính trị pháp luật kiêm cục trưởng công an Trần Tập Minh, vài nhân vật có tầm quan trọng tề tụ, chỉ vì sự kiện Nghiêm Tiểu thì bị đánh, dường như có phần chuyện bé xé ra to. Trên thực tế, những người đang ngồi đều biết rằng, một chút cũng không phải là chuyện bé xé ra to, hơn nữa sự tình cũng vừa mới bắt đầu, đây chỉ là đợt sóng tấn công thứ nhất. Đương sự hai bên cũng không là người bình thường, nếu là dân chúng bình thường, đánh người đánh ra óc chó cũng không kinh động tới cục trưởng, càng không nói đến kinh động cả ủy ban kỷ luật tỉnh và thành ủy Tương Giang. Chuyện Nghiêm Tiểu thì là cháu ngoại của bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, những người đang ngồi cũng không có mấy người biết được, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ đều như lâm trận chiến lớn. Căng như dây đàn, bởi vì ủy ban kỷ luật tỉnh đích thân tới đã thể hiện rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Hơn nữa ngay từ đầu bí thư Cổ trực tiếp nhấn mạnh,
lãnh đạo tỉnh ủy, lãnh đạo ủy ban kỷ luật tỉnh đặc biệt chú ý tới vụ án Nghiêm Thiểu thì bị làm hại. Lãnh đạo ủy ban kỷ luật tỉnh không cần phải nói chính là Hạ Tưởng, vậy thì lãnh đạo tỉnh ủy càng không cần phải nói, chính là Trịnh Thịnh, kinh động đến nhân vật số một của toàn tỉnh thì dù là chuyện con kiến cũng sẽ trở thành sự kiện chính trị động trời. Vậy Nghiêm Thiểu thì rốt cuộc là ai, không cần phải xen vào, cũng không cần hỏi nhiều, còn hỏi có khi lại rước họa vào thân. Thân là cấp dưới, chỉ cần duy trì mức độ xa gần nhất định là được rồi. Trong thời gian diễn ra hội nghị, Hạ Tưởng không nói một lời, chỉ ngồi yên lắng nghe. Nhưng chỉ cần hắn ngồi bên cạnh, liền thể hiện tính chất của toàn bộ hội nghị đã khác hẳn, dù sao có lãnh đạo tỉnh tham dự, tính chất sự việc đã không còn bình thường rồi. Cuối cùng hội nghị nhất trí nghị quyết, Phó Thị trưởng Mai đích thân giám sát vụ án, Trần Tập Minh toàn quyền phụ trách vụ án này, gia hạn thời hạn phá án, cần phải bắt được Đường Gia Thiếu. Cổ Kiến Hiên định đoạt tính chất vụ việc, đây là vụ án cố ý gây thương tích rồi bỏ chạy trốn tội. Gần như cùng một lúc, lực lượng cảnh sát cục công an thành phố Tương Giang liền nhanh chóng hành động, bắt đầu bày ra thiên la địa võng nhằm bắt được Đường Gia Thiếu. Mai Hiểu Lâm thân là phó thị trưởng thường trực, được phân công quản lý hệ thống, Trần Tập Minh và Mai Hiểu Lâm cũng có quan hệ cá nhân khá, cộng thêm lại là lãnh đạo tỉnh ủy đích thân quan tâm tới vụ án, đương nhiên Trần Tập Minh cố gắng hết sức để thể hiện bản lĩnh. Trong một thời gian ngắn, phân nửa lực lượng cảnh sát cục công an thành phố Tương Giang đã được điều động. Hạ Tưởng lễ độ bắt tay từ biệt Cổ Kiến Hiên, lại cùng Lý Dương và mấy người lãnh đạo thành phố Tương Giang nói lời tạm biệt, sau đó cũng không trực tiếp về tỉnh ủy, mà lại đi tới văn phòng Mai Hiểu Lâm. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Ninh Hải Thâm còn muốn cùng ở lại với Hạ Tưởng, Hạ Tưởng thấy có chút phiền chán, liền trầm tư, gọi Ninh Hải Thâm qua một bên, hạ giọng nói. Hải Thâm, ủy ban kỷ luật tỉnh cần anh phối hợp công tác một chút. Ninh Hải Thâm vừa nghe lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Xin chủ nhiệm Hạ ra chỉ thị. Có thể được Hạ Tưởng đích thân ra chỉ thị tinh thần, là biểu hiện Hạ Tưởng tín nhiệm y. Hạ Tưởng hiện tại đang ở địa vị cao, đã quen với đủ loại cấp dưới, hắn không có ý kiến gì mấy về sự nhiệt tình hơi quá đà của Ninh Hải Thâm, có người thích thể hiện ở trước mặt lãnh đạo, có lẽ chỉ là thói quen cho phải phép, không hẳn là thật lòng đi theo hắn, chỉ coi như là việc công ta cứ làm là được. Hải Thâm, Ủy ban kỷ luật tỉnh đang điều tra vụ án Trần Công Phương. Trần Công Phương khai oan người khác lung tung, vu cáo hãm hại Phó Thị trưởng Mai và công ty cầu đường Tương Giang có quan hệ về kinh tế. Hạ Tưởng rất rõ, sự việc Trần Công Phương cắn loạn không giấu giếm được bao nhiêu người, càng không giấu được cả hệ thống Ủy ban kỷ luật thành phố, liền nói thẳng thừng ra. Ủy ban kỷ luật tỉnh bước đầu đã điều tra rõ, bản nhân Phó Thị trưởng Mai là trong sạch, là cán bộ đảng viên ưu tú vượt qua được các cuộc thử thách. Đồng thời, tôi cũng tin tưởng cầu đường Tương Giang cũng là một công ty quản lý chuẩn mực, công ty kinh doanh hợp pháp. Hạ Tưởng nói một nửa, sau đó liền nhìn Ninh Hải Thâm đầy thâm ý. Ninh Hải Thâm lập tức ngầm hiểu. Cầu đường Tương Giang là xí nghiệp trọng điểm của thành phố Tương Giang, lời nói của Trần Công Phương là vô căn cứ. Hạ Tưởng tuy nhỏ hơn Ninh Hải Thâm hơn mười mấy tuổi, nhưng hắn dù sao cũng là lãnh đạo tỉnh. Thân thiết vỗ vỗ bả vai Ninh Hải Thâm, xoay người rời đi. Dù sao hắn đã ám chỉ rồi, Ninh Hải Thâm cũng tỏ vẻ ngầm hiểu, về phần Ninh Hải Thâm cuối cùng có thể đem sự việc phát triển thành thế nào, thì phải xem thủ pháp cùng năng lực của y, Hạ Tưởng không hề quan tâm. Mai Hiểu Lâm đang ngồi ở văn phòng đợi Hạ Tưởng vừa tiến vào, cô liền lo lắng. Tiểu thì cũng thật không cẩn thận, làm sao có thể ở cùng cầm thú chứ? Một cô gái sao có thể nhảy múa cùng sói dữ? Bây giờ có oán trách cũng không thay đổi được gì, huống chi Hạ Tưởng cũng đã tha thứ cho Nghiêm Thiểu thì nhất thời nổi lòng tham, hắn liền trực tiếp nói vào trọng điểm. Hiểu Lâm, anh chưa từng cầu xin chuyện gì, lúc này đây, xin em phát động lực lượng lớn nhất lùng bắt Đường Gia Thiếu. Dù sao phụ nữ vẫn là phụ nữ, Mai Hiểu Lâm sắc mặt buồn bã. Anh đối với Nghiêm Thiểu thì thật là có lòng, không ngại mà mở miệng cầu xin em. Với thân phận của anh, có thể trực tiếp lấy tư cách là lãnh đạo tỉnh ra lệnh cho em lẽ nào dám không nghe lời? Hạ Tưởng nghiêm mặt. Hiểu Lâm, anh hiện tại lấy thân phận là bạn bè nói chuyện với em, khi em suy xét vấn đề, phải có cái nhìn đại cục. Bắt giữ Đường Gia Thiếu, không chỉ là thay Tiểu thì đòi lại công bằng, cũng là lo nghĩ cho em. Em hiểu rõ, em là biết anh sẽ ủng hộ em. Mai Hiểu Lâm bỗng nhiên đỏ mặt, liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái thật sắc bén. Anh hung dữ cái gì mà hung dữ,
không cho phép em thi thoảng làm cô gái nhỏ bé một chút sao? Hạ Tưởng bó tay, đàn bà thì khi nào cũng là đàn bà, nhưng có đôi khi đứng trên phương diện chính trị, thật là không thể có lòng dạ đàn bà. Sau khi trở lại tỉnh ủy, Hạ Tưởng liền gặp Phó Tiên Phong, nói chuyện đại khái hơn mười mấy phút, từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào bù lại sự rạn nứt giữa hai người, cứ coi như là một cuộc nói chuyện không vui mà chia tay. Nhưng sau đó Hạ Tưởng lại cùng Trịnh Thịnh hội đàm chưa tới 5 phút đồng hồ, nhưng lại trong sự hàm xúc, thăm dò bên trong đạt được nhận định chung. Bởi vậy, lần đầu tiên Hạ Tưởng ra tay ở tỉnh Tương, liên kết toàn diện cùng đoàn hệ bắt đầu đợt sóng tấn công thứ nhất. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng liền ra tay, điều khiến tất cả mọi người đều không dự đoán được chính là, Ủy ban kỷ luật tỉnh trực tiếp bắt ra một nhân vật mà không ai tưởng tượng được. Chương 1302, phát bắn thứ nhất. Hạ Tưởng ra tay, làm cho Phó Tiên Phong vô cùng căm tức, hơn nữa còn làm y mất hết thể diện, khiến y vô cùng uất nghẹn. Chuyện khởi nguồn từ một lần y và Hạ Tưởng hội đàm riêng với nhau. Phó Tiên Phong sốt ruột tìm Hạ Tưởng, vốn là để nói về chuyện Phó Tiên Tiên đến Tương Giang, nhưng vừa đúng lúc xảy ra sự kiện Nghiêm Tiểu thì, y liền biết là hỏng việc rồi. Đối kháng với Hạ Tưởng, không được để Hạ Tưởng nắm được bất cứ lỗ hổng nào. Một khi để Hạ Tưởng nắm được thời cơ, nắm được thế chủ động, Hạ Tưởng nhất định sẽ không thuận theo, không bỏ qua, đánh cho đối thủ không chết thì không thôi. Đối với việc Hạ Tưởng lấy cầu đường tỉnh Tương làm điểm đặt móng, chuẩn bị lấy cầu đường tỉnh Tương khai đao đầu tiên, Phó Tiên Phong cũng rất không tán thành. Bởi vì, ông ta là chủ tịch tỉnh, cầu đường tỉnh Tương hàng năm đều nộp lên khoản thuế thu nhập kếch xù, là nhà giàu nộp thuế, nếu cầu đường tỉnh Tương xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc thu thuế. Đương nhiên thu nhập từ thuế chỉ là điểm xuất phát bé nhỏ để Phó Tiên Phong suy xét vấn đề, chủ yếu chính là, cầu đường tỉnh Tương là điểm tựa của lực lượng các phe, thế lực quá mức khổng lồ, thâm căn cố đế, động tới cầu đường tỉnh Tương, là động tới bánh ngọt của rất nhiều người. Thật ra nói đi rồi nói lại, Phó Tiên Phong là người ra sao, ông ta mới không sợ làm to chuyện, cũng không phải e ngại thế lực sau lưng cầu đường tỉnh Tương, y biết rõ cầu đường tỉnh Tương sau lưng có những ai, Diệp Thiên Nam, Hồ Định, Lâm Hoa Kiến cùng Dương Hằng Dịch, bốn nhân vật đại biểu cho thế lực bản địa, tuy rằng cây lớn dễ sâu, nhưng vẫn không đủ để làm y sợ hãi. Lý do Phó Tiên Phong không muốn động vào cầu đường tỉnh Tương nhất chính là, cầu đường tỉnh Tương đối lập với Trịnh Thịnh, là mảnh đất hòa hoãn giữa ông ta và Trịnh Thịnh, y hoàn toàn có thể mượn thế lực của cầu đường tỉnh Tương, bức Trịnh Thịnh nhượng bộ một chút, gió Tây áp đảo gió Đông, do đó thiết lập quyền uy chủ tịch tỉnh của y ở tỉnh Tương. Giờ Hạ Tưởng động tới cầu đường tỉnh Tương, mặc kệ là xuất phát từ cái gì, đối với ông ta đều là bất lợi lớn. Bởi vậy, ông ta muốn khuyên Hạ Tưởng tạm thời thu tay lại, tạm hoãn điều tra cầu đường tỉnh Tương, chờ một thời cơ khác. Không ngờ, Hạ Tưởng lại không nể mặt y. Đêm đó, Phó Tiên Phong lấy tư cách cá nhân mời Hạ Tưởng dự tiệc, với lý do Phó Tiên Tiên tới Tương Giang. Đương nhiên Hạ Tưởng vui vẻ nhận lời, nếu không phải nể mặt Phó Tiên Tiên. Nếu chỉ là lời mời của một mình Phó Tiên Phong, thì đang lúc Nghiêm Tiểu thì gặp chuyện không may, Hạ Tưởng chắc cũng sẽ không đi. Chỉ có điều rất không đúng lúc, Phó Tiên Tiên lựa chọn đúng vào lúc này đến Tương Giang, Hạ Tưởng dù trong lòng không vui, cũng phải ra mặt tiếp đãi. Địa điểm đón tiếp là ở quán Vọng Giang. Đặt một phòng trang nhã ở trên tầng, Phó Tiên Phong cũng không mang thế chủ tịch tỉnh bày vẽ nhiều, dù sao cũng là mời em mình, Hạ Tưởng lại không thích bị một đám người vây kín. Nên chỉ có ba người, lái xe và nhân viên hộ tống dùng cơm ở gian phòng bên cạnh. Phó Tiên Tiên gầy hơn trước, có lẽ là do phải bôn ba dọc đường, vẻ mặt cũng có chút tiều tụy. Cô vừa đến liền nghe được Nghiêm Tiểu thì xảy ra chuyện thì vô cùng đau lòng, muốn đi thăm hỏi Nghiêm Tiểu thì trước. Hạ Tưởng gọi điện thoại tới bệnh viện, được biết Nghiêm Tiểu thì đã ngủ, hơn nữa có người nhà của cô chăm sóc, nên Phó Tiên Tiên mới bỏ ý định. Nhưng Phó Tiên Tiên vẫn là chưa tiêu cơn giận. Không cần nhằn Hạ Tưởng điều gì, ngược lại đã quở trách Phó Tiên Phong một trận, nói y không chăm sóc Nghiêm Tiểu thì cho đàng hoàng, khiến Phó Tiên Phong có chút bất đắc dĩ, đành cười mà không nói. Uy nghiêm chủ tịch tỉnh, trước mặt Phó Tiên Tiên lại không hề có tác dụng. Phó Tiên Tiên cũng không ngại Phó Tiên Phong ngồi cạnh mà kéo Hạ Tưởng đến bên, hỏi han sự tình của Nghiêm Tiểu thì hồi lâu. Sau khi biết được chân tướng sự việc, cô thở dài một tiếng, cũng không nói gì thêm. Chỉ hy vọng Hạ Tưởng nhất định chăm sóc Nghiêm Tiểu thì cho tốt. Cô còn khẽ nói bên tai Hạ Tưởng. Em biết anh cũng có ý với Nghiêm Tiểu thì, cô ấy cũng luôn luôn chờ anh,
dù sao hai người cũng là tình chàng ý thiếp. Em mặc kệ, cô ấy vẫn vì anh giữ thân như ngọc, thà chết không nghe theo, anh không nên bạc đãi cô ấy mới đúng. Chỉ cần em không nhìn thấy là được, thích thế nào thì thế ấy là được. Suy nghĩ một hồi, chắc là cảm thấy hơi thiệt, lại to nhỏ nói tiếp. Em cũng vẫn chờ anh, nếu anh phụ em, xem em có giết anh không. Đàn bà đúng là đàn bà, việc gì cũng đều có thể lôi tình cảm vào. Hạ Tưởng không nói gì. Tuy nhiên cảm nhận được Phó Tiên Tiên đã nói trắng ra tâm tư của cô, cùng với hơi thở thơm như hoa lan ở cô, tuy hơi gầy yếu nhưng vẫn thơm dịu dàng của nét thanh xuân. Hạ Tưởng vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng cô. Anh sẽ không bạc đãi những người bạn đã dành công sức cho anh. Phó Tiên Phong ngồi một bên, làm bộ không thấy Phó Tiên Tiên và Hạ Tưởng đang thì thầm to nhỏ, ít nhiều có hơi ngượng ngùng. Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên lại ngồi về vị trí, thuận miệng nói đến việc kinh doanh của Phó Tiên Tiên ở Tần Đường, sau đó liền tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất. Nguyên tắc của Hạ Tưởng là, trong những lần gặp mặt mang tính cá nhân, nhất là ở trước mặt Phó Tiên Tiên thì không nói chuyện trong quan trường, bởi vì cô không có hứng thú với chính trị. Nhưng Phó Tiên Phong có lẽ là nhìn thấy Hạ Tưởng rất hào hứng, nên luôn vô tình cố ý nói về đề tài thế cục ở tỉnh Tương, Hạ Tưởng không muốn tiếp lời, lại sợ làm mất mặt Phó Tiên Phong, nên chỉ ứng phó vài câu, nhưng hắn thật sự không muốn ngay trước mặt Phó Tiên Tiên, cùng Phó Tiên Phong đem vấn đề cầu đường tỉnh Tương ra cò kè mặc cả. Đối với vấn đề cầu đường tỉnh Tương, Hạ Tưởng cũng biết rõ, hắn và Phó Tiên Phong có một hố sâu ngăn cách càng lúc càng lớn, càng lúc càng xa. Lúc này thế cục tiến triển rất khẩn trương, lúc Nghiêm Tiểu thì bị thương, hắn đã âm thầm bố trí xong kế hoạch, không ngờ Phó Tiên Phong còn muốn hắn tạm thời giơ cao tay tha cho cầu đường tỉnh Tương một lần, lửa giận trong lòng Hạ Tưởng ngày càng nhiều hơn, sao có thể như thế? Đúng vậy, tuyệt đối không thể. Không đề cập tới sự cố đầy máu của cầu đường tỉnh Tương, chính là thế lực đằng sau cầu đường tỉnh Tương đầu tiên là hãm hại Mai Hiểu Lâm, sau lại đả thương Nghiêm Tiểu thì, gần như là người người oán trách. Với tính cách của Hạ Tưởng, nếu giơ cao tay bỏ qua thì hắn sẽ không còn là Hạ Tưởng, hắn hổ thẹn với chức vị của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Chủ tịch tỉnh Phó, hôm nay tôi và Tiên Tiên gặp mặt nên đặc biệt rất vui, tôi không muốn nhắc tới một vài vấn đề không thoải mái. Hạ Tưởng thật sự không thể nhịn được nữa. Hắn cũng biết Phó Tiên Phong là lo lắng hắn ra tay quá nhanh quá độc, sẽ làm rối bước đi tranh chấp cao thấp của chủ tịch tỉnh, nhưng vấn đề là, xuất phát từ chính nghĩa cũng tốt, từ lợi ích bản thân cũng tốt, hắn cần phải ra tay với cầu đường tỉnh Tương. Có một số việc, hay là chờ tới lúc đi làm quay lại tỉnh ủy nói thì hay hơn. Giọng Hạ Tưởng rất uyển chuyển, nhưng lời thì rất thẳng thắn. Phó Tiên Tiên, dầm, một tiếng buông chiếc đũa. Phó Tiên Phong. Không muốn cho em ăn cơm sao? Cô luôn luôn không gọi Phó Tiên Phong là, anh, phỏng chừng cũng là một trong số rất ít người dám đối mặt Phó Tiên Phong gọi thẳng tên. Phó Tiên Phong khoát tay, cười. Được rồi, không đề cập thì không đề cập, nghe lời Tiên Tiên vậy. Vẻ mặt yêu thương và khoan dung, hắn vẫn là thật lòng yêu quý Phó Tiên Tiên. Giữa lúc ba người nói vài đề tài thoải mái để che giấu sự bằng mặt không bằng lòng, thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Phó Tiên Phong sắc mặt trầm xuống, nói một tiếng. Vào đi. Người đẩy cửa vào là một gã trung niên hơn 40 tuổi, mặt gầy dài, mắt xếch ngược, tướng mạo có chút không ưa nhìn, tuy nhiên nụ cười trên mặt lại cực kỳ rạng rỡ, vừa đi vào liền nhiệt tình đi tới trước mặt Phó Tiên Phong mời rượu, và nói được gặp chủ tịch tỉnh Phó ở quán Vọng Giang là vinh hạnh lớn lao của gã. Hạ Tưởng ngoảnh mặt làm thinh, đã sớm nhìn ra, cái gọi là tình cờ gặp mặt, kỳ thật là do người cố ý an bài. Phó Tiên Phong giả vờ giận, chối từ vài lần, bất quá cuối cùng cũng uống một chén rượu, lại giới thiệu Hạ Tưởng với gã. Hạ Tưởng, tôi giới thiệu một chút, vị này chính là Cục trưởng Cục Quản lý Đường Cao Tốc, đồng chí Thẩm Hà Dương. Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong kết bạn nhiều năm, lại từng qua lại vô số lần, trước hành động của Phó Tiên Phong hắn không dám nói rõ như lòng bàn tay, nhưng với ánh mắt, vẻ mặt biến hóa của y hắn đều nhận ra hết, trong lòng lập tức hiểu rõ dụng ý của Phó Tiên Phong. Tỉ mỉ an bài cảnh trùng hợp để chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh là hắn quen biết với Cục trưởng Cục Quản lý Đường Cao Tốc, sợ là bên trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh có người để lộ tin tức. Giữa Thẩm Hà Dương và Phó Tiên Phong có giao tình gì, Hạ Tưởng không thèm nghĩ tới, cũng sẽ không để ý tới, hắn chỉ biết là Phó Tiên Phong nhanh chóng nuôi trồng lực lượng ở tỉnh Tương, ngay cả bên trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng có người của Phó Tiên Phong, chuyện hết sức cơ mật cũng báo cho Phó Tiên Phong biết trước được.
Quả thật, làm chủ tịch tỉnh, có quyền biết một ít cơ mật, tương tự, ủy ban kỷ luật cũng có tính độc lập ngang bằng, cũng có đủ lý do để trước khi tiến hành, giữ kín không nói ra. Hành động này của Phó Tiên Phong ngang với việc trực tiếp ngầm ám hiệu Hạ Tưởng, muốn Hạ Tưởng phải giơ cao đánh khẽ, nể mặt Đường Đường là chủ tịch tỉnh chút thể diện, bỏ qua cho Thẩm Hà Dương. Thẩm Hà Dương cúi đầu khom lưng chào hỏi Hạ Tưởng, thái độ vô cùng cung kính, cũng không dám đưa tay ra, phải đợi Hạ Tưởng đưa tay ra trước. Cái bắt tay này, nên bắt hay không bắt? Hạ Tưởng nhất thời chần chừ, nhìn có vẻ là lần bắt tay bình thường, nhưng Hạ Tưởng biết, kỳ thật là Phó Tiên Phong đưa cho hắn một vấn đề nan giải lớn bằng trời, hơn nữa là ngay trước mặt Phó Tiên Tiên, lại là lúc Phong Thanh có tiếng nổ ầm ĩ. Từ trước lúc đến Tỉnh Tương, Hạ Tưởng đã hiểu được một điều, giữa hắn và Phó Tiên Phong từng có một cái hào rộng được đào sâu ở giữa, dường như bị vài lần cùng hợp tác thành công che phủ, nhưng trên thực tế, rãnh hào vẫn còn, thù cũ chưa mất. Sự kiện cầu đường Tỉnh Tương, chính là điều làm cho cái hào dần dần hiện rõ, khiến thù cũ nổi lên. Hạ Tưởng không bắt tay Thẩm Hà Dương, mà nâng chén rượu lên, ra hiệu. Đồng chí Hà Dương, tôi kính anh một ly. Thẩm Hà Dương kinh sợ. Không dám, không dám, là tôi mời chủ nhiệm Hạ mới phải. Mặc kệ là ai mời ai, chỉ nhẹ nhàng chạm một cái, hình thức đó coi như thông qua, tay Hạ Tưởng, cuối cùng cũng không có chìa ra. Sắc mặt Phó Tiên Phong liền u ám, chỉ có điều ngại Phó Tiên Tiên ở đây, ánh mắt âm u lạnh lẽo của ông ta chợt lóe rồi vụt mất, lại cười nói vui vẻ như lúc ban đầu. Rạng sáng ngày hôm sau, Cục trưởng Cục Quản lý Đường Cao Tốc Thẩm Hà Dương đang tập thể dục buổi sáng ở ngoài cổng tiểu khu, thì bị hai nhân viên của Ủy ban Kỷ luật tỉnh trực tiếp đưa đi. Theo tiết lộ từ quần chúng nhân dân không rõ sự tình, Thẩm Hà Dương mỗi ngày đều có thói quen tập thể dục buổi sáng, từ khi y lên làm cục trưởng, mỗi sáng sớm đều chạy 1 cây, thân thể tốt vô cùng. Vừa mới chạy bộ trở về, còn chưa đi đến cổng tiểu khu, Thẩm Hà Dương đã bị hai người áo đen một trái một phải mời lên ô tô. Chỉ là một buổi sáng bình thường không thể bình thường hơn, không ai có thể tưởng tượng được, Thẩm Hà Dương lần này một đi không trở về. Mà càng nhiều người không biết rằng Thẩm Hà Dương là quân bài đầu tiên bị lật đổ, việc y bị đưa đi giống như mặt đất bằng phẳng liền nổi lên một trận gió xoáy mà mắt thường không thấy được, cũng không ai biết được một cơn gió xoáy nho nhỏ, không ngờ đi một mạch, cuối cùng trở thành một cơn lốc xoáy lan rộng rất lớn. Thẩm Hà Dương bị bắt giam, lập tức ở tỉnh ủy Tỉnh Tương nổi lên một trận động đất. Trịnh Thịnh tỏ vẻ vô cùng kinh hoàng, còn Phó Tiên Phong giận tím mặt. Chương 1303, dốc sức chiến đấu. Cuộc họp hội ý khẩn cấp được triệu tập nhanh chóng. Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam, Hạ Tưởng và Trịnh Hải Kỳ tham gia hội nghị phạm vi nhỏ chỉ có 5 người, ngay từ đầu đã đầy mùi thuốc súng. Đầu tiên Trịnh Thịnh rất bất mãn chất vấn Hạ Tưởng, vì sao trước khi bắt giam Thẩm Hà Dương không thông báo trước với tỉnh ủy. Thẩm Hà Dương là phó giám đốc sở, cấp quan lớn, việc bắt giam y, dựa theo lệ thường phải được thông qua thảo luận hội ý bí thư. Thái độ Hạ Tưởng rất thành khẩn, trước tỉnh ủy thừa nhận đã sơ suất nhưng không phải là sai lầm, khác có một chữ nhưng đã biểu lộ lập trường vững chắc của Hạ Tưởng, sau đó lại giải thích sự tình xảy ra đột xuất, vì phòng ngừa để lộ tin tức, hơn nữa trước khi bắt Thẩm Hà Dương đã nghe được tin tức, có điều khác lạ, vì tránh không cho Thẩm Hà Dương chạy trốn. Cho nên dưới tình thế cấp bách liền tiến hành trước, báo cáo sau. Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng một hỏi một đáp, dường như Trịnh Thịnh rất tức giận, thái độ Hạ Tưởng nghiêm chỉnh, nhưng trong lòng Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam đều biết, sợ là Hạ Tưởng đã sớm âm thầm báo trước với Trịnh Thịnh, Trịnh Thịnh cũng ngầm đồng ý, hai người một mặt đỏ một mặt trắng, hiện tại chẳng qua là diễn kịch cho bọn họ xem. Diệp Thiên Nam còn đỡ, công phu kiềm chế của y rất cao, không tỏ thái độ. Trước sau vẫn là nét mặt che giấu không để lộ, Phó Tiên Phong thì mơ hồ tức giận. Thật ra đối với nhân vật chính trị, không tỏ thái độ cũng tốt, vui giận hiện ra mặt cũng tốt, đều là biểu hiện cá tính, cũng đều là dấu vết biểu diễn, không được coi là thật. Nhưng Phó Tiên Phong quả thật trong lòng rất không vui, thứ nhất là Hạ Tưởng ra tay rất nhanh, đủ kiên quyết, hôm trước y vừa mới nghe được một chút tin tức, tối hôm qua liền chuẩn bị trước, giới thiệu Thẩm Hà Dương với Hạ Tưởng. Định cho Hạ Tưởng biết rõ lập trường của ông ta, ám chỉ cho Hạ Tưởng chậm lại. Không ngờ Hạ Tưởng không nể mặt ông ta chút nào, nhanh như chớp ngày hôm sau liền bắt giam Thẩm Hà Dương. Phó Tiên Phong nghe được là Hạ Tưởng có khả năng sắp tới sẽ áp dụng kế sách đối với Thẩm Hà Dương, không nghĩ tới Hạ Tưởng căn bản không báo cáo trước hội ý bí thư, ngay sau hôm cùng ông ta gặp mặt liền ra tay đúng lúc,
không chỉ không nể tình còn trực tiếp khiến ông ta bị mất thể diện. Phó Tiên Phong đầy giận dữ, ông ta bỗng nhiên thấy khoảng cách giữa ông ta và Hạ Tưởng nhanh chóng to ra, thậm chí trong nháy mắt khiến ông ta nghĩ tới thành phố Yến, nghĩ tới quận Hạ Mã, càng nghĩ tới sông Hạ Mã. Thật ra tuy rằng lý do của Hạ Tưởng hơi gượng ép, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Ủy ban kỷ luật tỉnh bắt ra một cán bộ cấp phó giám đốc sở, không có bất kỳ điều lệ nào quy định phải báo cáo trước và được hội ý bí thư phê chuẩn, ngược lại dựa theo quy định Ủy ban kỷ luật hoàn toàn có thể bỏ qua tỉnh ủy, quyền tự chủ hành động cực lớn. Đương nhiên, quy định là quy định, hiện thực là hiện thực, điều kiện tiên quyết nhất ở lãnh đạo đảng, nếu không toàn tâm toàn ý với tỉnh ủy, Ủy ban kỷ luật tỉnh cũng khó lòng triển khai công việc. Nếu Hạ Tưởng không hiểu rõ tư tưởng chính trị ấy, hắn làm sao có khả năng làm đến địa vị chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh cao như vậy? Bởi vậy, những lời đối đáp của hắn và Trịnh Thịnh, mọi người đang ở đây không có một ai tin tưởng. Không tin kệ không tin, người trong quan trường ngày ngày đều diễn trò, ngoài hay trong vở kịch đều như nhau, cho nên, Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng đối thoại xong, Phó Tiên Phong liền lên tiếng. Chủ nhiệm Hạ, theo lý mà nói tôi không nên can thiệp vào công tác của Ủy ban kỷ luật. Nhưng đồng chí Thẩm Hà Dương thời gian qua cũng không có điều tiếng gì, trực tiếp bị bắt giam, có phải rất liều lĩnh hay không? Hạ Tưởng nhìn Phó Tiên Phong trầm tĩnh nhưng gương mặt có vẻ đã không kìm chế được sự tức giận, biết sự việc Thẩm Hà Dương sẽ khiến quan hệ giữa hắn và Phó Tiên Phong cuối cùng lại lần nữa đứng ở lập trường đối địch. Nhưng Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, sẽ không bởi vì lập trường của Phó Tiên Phong mà thay đổi cái gì, hắn cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ gần gũi hơn với Phó Tiên Phong. Ủy ban kỷ luật đã bắt giữ Thẩm Hà Dương dựa theo chứng cứ vô cùng xác thực, việc bắt giam gã, phù hợp với tinh thần điều lệ quản lý cán bộ đảng viên, sau này tôi sẽ báo cáo lại tỉ mỉ cho các vị lãnh đạo về sự thật phạm tội của Thẩm Hà Dương. Hạ Tưởng trực tiếp dùng định luận sự thật phạm tội, chứng minh chứng cứ tỉ mỉ xác thực, hoàn toàn có thể khép tội Thẩm Hà Dương vào chỗ chết. Phó Tiên Phong không nói lời nào, y cũng hiểu rõ tuy rằng thủ đoạn của Hạ Tưởng có khi hơi cấp tiến một chút. Nhưng làm việc chưa bao giờ bắn tên không trúng đích, bắt giam Thẩm Hà Dương chỉ e là bước đầu tiên, khống chế Thẩm Hà Dương, tìm hiểu nguồn gốc lôi ra con cá lớn cầu đường tỉnh tương mới đích thực là mục đích chính của Hạ Tưởng. Thủ đoạn rất sắc bén, công kích từ bên sườn, và còn một phát đánh trúng, ánh mắt Phó Tiên Phong lóe lên, trong lòng không biết có cảm tưởng gì. Diệp Thiên Nam vẫn trầm mặc, cuối cùng cũng mở miệng. Tôi nói một chút quan điểm cá nhân, có hai điểm. Một là hy vọng về sau Ủy ban kỷ luật làm việc càng chuẩn mực hơn, hợp lý hơn. Hai là Cục Quản lý Đường Cao Tốc tỉnh là cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, quá trình thẩm tra xử lý Thẩm Hà Dương cụ thể, tốt nhất là do đồng chí của Sở Giám sát bắt tay vào làm. Ủy ban kỷ luật tỉnh và Sở Giám sát tỉnh cùng hợp tác làm việc, thực hành thể chế, một cơ cấu, hai cơ quan, tiến hành hai chức năng kiểm tra kỷ luật đảng và giám sát hành chính chính phủ. Nói một cách đơn giản hơn là, Ủy ban kỷ luật chủ yếu bắt tóm chức vụ phạm tội trong hệ thống đảng ủy, sở giám sát chủ yếu bắt tóm những chức vụ phạm tội trong hệ thống chính phủ. Nói thì xúc tích, thực tế vẫn là thể hiện cực kỳ bất mãn Hạ Tưởng, điều này giống như lấy thân phận phó bí thư tỉnh ủy trực tiếp tạo áp lực với Hạ Tưởng, yêu cầu Hạ Tưởng về sau mọi chuyện đều phải báo cáo với tỉnh ủy, còn đề xuất để sở giám sát thẩm tra xử lý Thẩm Hà Dương, liền thể hiện trực tiếp can thiệp vào công tác của Ủy ban kỷ luật, giám đốc sở giám sát là Lâm Hoa Kiến. Nói không khoa trương, gần như bất kỳ một quan chức cấp phó giám đốc sở thất thế, sau lưng đều đi kèm một cuộc đấu tranh chính trị vô cùng kịch liệt, bởi vì khi làm đến cấp bậc phó giám đốc sở, sau lưng đều có các cấp từ phó tỉnh trở lên chống lưng cho, đều sẽ có người ra sức bảo hộ. Hôm nay hội ý bí thư lại trở thành hội ý công khai lên án Hạ Tưởng, Hạ Tưởng mặt không đổi sắc, nói. Phó bí thư Diệp, tôi cảm thấy công việc của Ủy ban kỷ luật luôn luôn rất chuẩn mực. Các đồng chí ấy làm việc rất nghiêm khắc, rất nghiêm túc, không tồn tại bất cứ trường hợp nào không chuẩn mực, bất hợp lý, bắt giam Thẩm Hà Dương xem như trường hợp đặc biệt, không thể vơ đũa cả nắm. Không mềm không cứng đính chính một câu, vẻ mặt Hạ Tưởng mặc dù không vô cùng nghiêm túc, nhưng là vẻ mặt trang nghiêm, hiển nhiên cũng không định nể mặt Diệp Thiên Nam ít nhiều thể diện. Về phần thẩm tra xử lý Thẩm Hà Dương, Ủy ban kỷ luật đã an bài nhân viên chuyên môn tiến hành công tác thẩm vấn tiếp theo. Bọn họ có kinh nghiệm thẩm vấn phong phú, Ủy ban kỷ luật cho rằng bọn họ hoàn toàn có thể đảm nhiệm công tác xử lý thẩm tra. Thẩm Hà Dương là Cục trưởng Cục Quản lý Đường Cao Tốc tỉnh, nhưng y cũng là thành viên của Cục Quản lý Tổ đảng. Hai chỉ trích của Diệp Thiên Nam, tất cả đều bị Hạ Tưởng lạnh như băng đính chính quẳng lại,
khác nào Hạ Tưởng không có nể mặt nhân vật số 3 của tỉnh ủy chút nào. Diệp Thiên Nam có cố kiềm chế, nhưng trên mặt không nhịn được, nét mặt có chút tức giận. Lại nói, hiện tại toàn bộ tỉnh ủy tỉnh Tương, Hạ Tưởng chỉ chịu sự ràng buộc của một mình Trịnh Thịnh mà thôi, đừng thấy Hạ Tưởng xếp hạng thứ tư, trên thực tế chủ tịch tỉnh và phó bí thư tỉnh ủy cũng không có quyền trực tiếp nhúng tay vào công tác của ủy ban kỷ luật. Lời Hạ Tưởng nói mặc dù có chút cứng rắn, nhưng cũng chưa quá mức. Trịnh Thịnh ngồi bên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng nội tâm lại tràn đầy vui mừng, thấy Hạ Tưởng một mình dốc sức chiến đấu với Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam, chẳng những không có chút run sợ, còn bình tĩnh thong dong, trong lòng càng thêm tán thưởng Hạ Tưởng. Người làm quan, ở địa vị trên càng lâu, sẽ càng có khí thế, khiến cấp dưới không tự chủ được mà thần phục. Hạ Tưởng ở trước mặt chủ tịch tỉnh và phó bí thư tỉnh ủy vô cùng tự tin, đương nhiên tất cả đều có liên quan đến tâm trí kiên định, cùng quan niệm chính trị và con người hắn. Được Hạ Tưởng tương trợ, thế cục tỉnh Tương rất có thể sẽ có xu thế bình ổn, Trịnh Thịnh trong lòng rất vui sướng, mơ hồ có chút chờ mong, hy vọng Trịnh Hải Kỳ có thể nhanh chóng trưởng thành đứng lên. Hạ Tưởng đúng là một thanh kiếm sắc, nhưng cũng lại làm cho người ta lo lắng, bởi vì hắn là kiếm hai lưỡi. Trịnh Hải Kỳ không có chen vào nói như Trịnh Thịnh mong muốn, bởi vì dù sao y chỉ là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, ở trước mặt chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, y chỉ là thế hệ con cháu, nên trọng lượng tiếng nói còn rất nhẹ. Cuối cùng hội ý bí thư không đạt được bất kỳ nhận định chung nào, Trịnh Thịnh tuy rằng mới đầu làm bộ khí thế chất vấn Hạ Tưởng vài câu, nhưng sau đó lại giữ im lặng không nói, lúc Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam trực tiếp so chiêu, lại áp dụng thái độ công bằng. Cuối cùng Trịnh Thịnh vẫn lên tiếng tổng kết, trước việc ủy ban kỷ luật tỉnh bắt giam Thẩm Hà Dương, 3 phần phê bình 7 phần khẳng định, đồng thời cũng đề xuất 3 đề nghị đối với công tác của ủy ban kỷ luật, và gửi gắm kỳ vọng rất cao. Người sáng suốt đều nhìn ra, trong việc bắt giam Thẩm Hà Dương, giữa Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng đạt được sự nhất trí trước kia chưa từng đạt tới. Hội ý bí thư lần này nhất trí chung duy nhất một điểm chính là, đề cử Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường Cao Tốc Hà Giang Hải lên làm Cục trưởng. Hà Giang Hải là do Trịnh Thịnh đề cử, không cần nói, chính là bí thư Trịnh mượn sự kiện này lại bắt đầu một vòng điều chỉnh nhân sự mới. Sau khi tan họp, Hạ Tưởng trở về văn phòng, vừa mới ngồi xuống Tằng Trác liền đẩy cửa tiến vào thay trà vừa báo cáo một việc. Vừa rồi, Phó Bí Thư Diệp vào văn phòng của Chủ tịch tỉnh Phó. Thật thú vị, việc Thẩm Hà Dương bị bắt giam quả nhiên là lá bài đầu tiên lật lên, phản ứng dây chuyền đã bước đầu hiện ra. Bởi vậy, thế lực các phe vẫn luôn hỗn loạn ở tỉnh Tương, vì một Thẩm Hà Dương mà nhanh chóng phân chia thành hai phe, Hạ Tưởng và Trịnh Thịnh đan tay kết hợp, còn Phó Tiên Phong rốt cục cũng bỏ qua thành kiến, cùng liên kết với Diệp Thiên Nam. Tuồng càng về sau lại càng đẹp mắt. Hạ Tưởng ngồi ở trong văn phòng, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ càng ngày càng chói sáng, mùa hè Tương Giang đã đến rồi, mùa hè phía Nam nóng bức mà ẩm ướt, hắn có thể sống an nhàn hết mùa hè này hay không? Thoáng đã hết buổi chiều, Hạ Tưởng hẹn Mai Hiểu Lâm, Phó Tiên Tiên cùng nhau đến bệnh viện thăm hỏi Nghiêm Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu Thì đang sốt cao, không ngừng nói mê sảng, Mai Hiểu Lâm và Phó Tiên Tiên dù sao vẫn là phụ nữ, mềm lòng, vừa thấy tình trạng thê thảm của Nghiêm Tiểu Thì, lập tức rơi nước mắt thương cảm. Tuy nhiên Mai Hiểu Lâm là phó thị trưởng thường trực, nhanh chóng lấy lại phong thái, an ủi cha mẹ Nghiêm Tiểu Thì. Cha mẹ Nghiêm Tiểu Thì đều là ăn mặc trí thức, dáng vẻ gầy yếu, nhất là cha của cô, dường như không có chút vẻ bi thương, chỉ có vẻ mặt thương tiếc và hối hận. Hạ Tưởng nhìn ra, người lớn đối với Nghiêm Tiểu Thì là giận không nói ra lời. Hạ Tưởng hiểu rõ một điểm là, nếu cục thế ở tỉnh đã định ra bố cục rồi, việc đọ sức kế tiếp sẽ rơi vào Trần Công Phương và Thẩm Hà Dương. Nói cách khác, toàn bộ mâu thuẫn đều tập trung tại Ủy ban Kỷ luật tỉnh, hoặc nói một cách chính xác hơn, toàn bộ mấu chốt đều nằm ở hắn. Trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh có bao nhiêu người có thể tin, bao nhiêu người không thể tin, trong lòng Hạ Tưởng không dám chắc. Căn cứ vào những suy tính của hắn, ít nhất phải đợi đến khi hắn nắm toàn bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh trong tay rồi mới ra tay cũng không muộn, nhưng thời cơ không đợi người. Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên, nhìn qua là điện thoại của thành ủy, Hạ Tưởng còn đang khó hiểu là ai gọi điện thoại cho hắn, sau khi nghe, bên trong truyền tới giọng nói vui sướng của một người. Báo cáo chủ nhiệm Hạ một tin tức tốt, đường ra TSIE sắc yêu.SA lưới rồi. Bước ngoặt lớn của sự việc sắp đến rồi. Chương 1304, đối đầu và chuyển biến.
Thế cục tỉnh Tương, một là khá phức tạp hơn so với trong suy nghĩ của Hạ Tưởng, hai là tốc độ của Phó Tiên Phong hướng về tổ cầu đường tỉnh Tương, nhanh hơn so với dự tính trong đầu của hắn. Cũng vì vậy, mới dẫn đến cuộc đối đầu trong giai đoạn này, ngổn ngang thay đổi và huyền bí. Trên cơ bản tất cả mâu thuẫn đều tập trung ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nói cách khác, mọi tình hình đều tập trung vào Trần Công Phương, Thẩm Hà Dương, đúng, còn có Đường Gia Thiếu cũng là một người có khả năng lợi dụng. Tuy rằng Hạ Tưởng sử dụng quyền uy của nhân vật số 1, đem trọng trách thẩm tra xử lý Trần Công Phương và Thẩm Hà Dương giao cho Lý Tử Đông, Thương Giang hai người mà hắn tín nhiệm, nhưng nhân viên cấp dưới có đáng tin hay không, có thể giữ cơ mật hay không, hắn không tự tin lắm. Ít nhất dựa theo phán đoán của hắn, năng lực nắm giữ Ủy ban Kỷ luật tỉnh của Lâm Hoa Kiện tương đối mạnh mẽ, trong những cán bộ bậc trung, có một bộ phận cán bộ là người thân tín của y. Mà Lý Tử Đông và Thương Giang, sức ảnh hưởng của hai người chỉ sợ không bằng Lâm Hoa Kiện, gốc rễ không vững, dưới tình hình biến đổi lớn, bất đắc dĩ mới bày ra cuộc đối kháng chống lại với tình hình, trong lòng Hạ Tưởng nghĩ thầm, sợ khi tới thời điểm đó phải dùng thủ đoạn mới được. Điện thoại, là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Ninh Hải Thâm ở thành phố Tương Giang gọi tới. Ninh Hải Thâm đầu tiên là báo cho Hạ Tưởng về việc triển khai vụ án của Đường Gia Thiếu, có mấy phần nằm ngoài dự liệu của hắn, tuy nhiên cũng gián tiếp nói rõ, Ninh Hải Thâm cũng là người không đơn giản, mối quan hệ của y với hệ thống công an thành phố Tương Giang rất mật thiết. Từ sự khẩn thiết dựa dẫm của Ninh Hải Thâm cùng với việc y đã nhanh chóng gọi tới báo cáo tình hình mà nói, y quả thật là người có thể sử dụng. Hạ Tưởng cũng hiểu được không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành thân tín, nhưng rõ ràng, cho dù đi đâu, cũng cần có một cấp dưới có sức mạnh như Ninh Hải Thâm. Đồng chí Hải Thâm, vất vả cho đồng chí rồi. Hạ Tưởng kịp thời bày tỏ thái độ thân thiện với Ninh Hải Thâm. Tôi phải cảm ơn sự nhiệt tình trong công tác của anh, đồng thời thay tôi chuyển lời cho Cục trưởng Trần, cảm ơn sự vất vả cần cù của họ trong công việc. Để cho Ninh Hải Thâm chuyển lời thăm hỏi đến lãnh đạo tỉnh, hiển nhiên là muốn thể hiện lòng tin đối với Ninh Hải Thâm, cũng xem như nể mặt Ninh Hải Thâm. Ninh Hải Thâm lập tức nghe ra được Hạ Tưởng có ý khen ngợi y, liền càng thêm vui mừng. Không vất vả, không vất vả. Cảm ơn chủ nhiệm Hạ ủng hộ tôi còn một chuyện muốn báo cáo với chủ nhiệm Hạ. Hạ Tưởng trong lòng khẽ động, dường như đoán được điều gì đó, liền nói. Anh ở thành ủy chờ tôi lát nữa cũng có việc đến thành ủy. Sau khi cùng Ninh Hải Thâm nói chuyện xong, điện thoại của Mai Hiểu Lâm vang lên, sau khi cô nghe điện thoại xong, vẻ mặt vui vẻ. Cục trưởng Trần báo cáo, Đường Gia Thiếu đã bị bắt. Cuối cùng Phó Tiên Tiên muốn ở cùng Nghiêm Tiểu thì, Hạ Tưởng có thể nhận thấy, Phó Tiên Tiên bên ngoài tuy có vẻ là một tiểu ma nữ không biết lo lắng, kỳ thật trong lòng cũng có chút yếu đuối và thông cảm, Hạ Tưởng cũng không nhiều lời, cáo biệt cha mẹ Nghiêm Tiểu thì rồi cùng Mai Hiểu Lâm hỏa tốc chạy tới thành phố Tương Giang. Thành phố Tương Giang, thị trưởng Lý Dương, cục trưởng công an Trần Tập Minh, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Ninh Hải Thâm đều tụ tập ở phòng làm việc của thị trưởng, triệu tập cuộc họp để hội ý, thế trận lớn, quy mô cao, người không biết còn tưởng rằng bắt được mười mấy hung thủ tàn ác, còn tưởng rằng thị trưởng ra mặt, đốc thúc nhất định đại án sẽ chấn động toàn dân. Kỳ thật vụ án của Nghiêm Tiểu thì, đừng nói chấn động cả nước, ngay cả trong thành phố cũng không mấy người biết được việc này, nghiêm khắc khống chế trong phạm vi nhất định. Đường Gia Thiếu là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cầu đường tỉnh Tương, theo lẽ thường cho dù y cưỡng hiếp biên tập viên đài truyền hình, cũng có thể dùng tiền dùng quyền mà che giấu, dưới cuộc sống phồn hoa của thành thị, dưới ánh sáng quyến rũ, tội ác và đen tối rất nhiều. Nhưng vấn đề là, Đường Gia Thiếu chọn nhầm người, Nghiêm Tiểu thì ở Tương Giang không có tiếng tăm gì, thậm chí chính là một người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa, nhưng bởi vì có phía trên tạo áp lực, có Hạ Tưởng tự mình ra mặt, việc đánh người trở thành việc đại sự của chính trị. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là đề cập tới tổ cầu đường tỉnh Tương. Hơn nữa, Đường Gia Thiếu tuy rằng chạy án, nhưng bây giờ Đường Đường là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cầu đường tỉnh Tương, ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước của tỉnh Tương cũng không có công văn cách chức y. Phải thừa nhận rằng, tình thế vẫn rất ác liệt. Đến phòng làm việc của thị trưởng, Hạ Tưởng mới biết được tin tức tỉ mỉ. Đường Gia Thiếu không phải bị bắt mà y tự ra đầu thú. Không cần nói, đằng sau Đường Gia Thiếu có người chỉ điểm, tự thú là biến mình từ thế bị động sang thế chủ động, sự tình liền có nhiều thay đổi, thậm chí cuối cùng chỉ bị tạm giam và phạt tiền, thậm chí Đường Gia Thiếu còn có thể bảo vệ được vị trí hội đồng quản trị công ty cầu đường tỉnh Tương.
Hạ Tưởng cũng phải thừa nhận, đối thủ mà hắn đang gặp phải, chẳng những là người bình tĩnh nhất từ trước đến nay, mà còn là người mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, đồng thời có mạng lưới thế lực rất mạnh. Một điều duy nhất khiến hắn cảm giác may mắn chính là, Bí thư Thành ủy Cổ Kiến Hiên tỉnh Tương Giang là người phía Trịnh Thịnh, Mai Hiểu Lâm thì có thể tin tuyệt đối. Về phần những người khác, ví như Cục trưởng Cục Công an thành phố Trần Tập Minh và chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Ninh Hải Thâm, hắn không cần nhiều lời, những mối quan hệ của Cổ Kiến Hiên và Mai Hiểu Lâm ở thành phố Tương Giang, hẳn là vẫn nằm trong phạm vi khống chế được. Còn về thị trưởng Lý Dương, sắp tới bị điều đi nhận chức khác, y trên cơ bản sẽ không có ý kiến gì, chỉ dựa theo ý kiến của mọi người, để nhân tiện sắm vai một người tốt. Cục trưởng Công an thành phố Trần Tập Minh tuổi có lớn hơn, không nói cười, vẻ mặt lạnh lùng, có hỏi có đáp, nhưng rất ít chủ động nói chuyện. Hạ Tưởng cũng không có ý kiến gì với y, có khi người mà có tính cách ngay thẳng càng dễ bắt chuyện. Đường Gia Thiếu hiện tại đã bị Cục thành phố khống chế, giam giữ ở trại giam của Cục Công an thành phố, nói cách khác vấn đề của Đường Gia Thiếu nghiêm trọng hay không, cuối cùng có kết quả gì, còn phải xem quan điểm và độ mạnh yếu của Cục Công an thành phố. Nếu Cục Công an thành phố trong vấn đề công ty cầu đường tỉnh Tương có thế lực phía sau ngấm ngầm tạo áp lực, sẽ đem sự việc của Đường Gia Thiếu biến thành nhỏ, kết quả thẩm vấn cuối cùng có thể nghiêng về Đường Gia Thiếu, thậm chí là một kết cục không giải quyết được gì. Phải biết rằng, Bí thư Chính trị Pháp luật tỉnh Bí thư kiêm Giám đốc Sở Công an Dương Hằng Dịch là cha của Dương Diêu Nhi. Trần Tập Minh đừng thấy y ít nói, dường như đối với người ngoài có chút lạnh lùng, nhưng là người thông minh. Nếu không y dù có năng lực cũng không có khả năng đảm nhiệm nhân vật số 1 của thành phố, sau khi sơ lược báo cáo vụ án, y rất rõ ràng lưu loát bày tỏ thái độ. Lúc này, tôi muốn thể hiện thái độ của mình với chủ nhiệm Hạ, thị trưởng Lý và thị trưởng Mai, Đường Gia Thiếu xa lưới, Cục Công an thành phố nhận được một cuộc điện thoại trao đổi, tôi đều từ chối tất cả. Thái độ của tôi là nhất quán, theo pháp luật xử lý, không xử án nữa trên ân tình, không sợ cá nhân lãnh đạo can thiệp. Lúc Trần Tập Minh phát biểu, cũng không nhìn ai, giống như là đang nói chuyện với không khí, nhưng chính vì như vậy, đã thể hiện cá tính của y. Hạ Tưởng tán thành thái độ của Trần Tập Minh, tán thưởng vài câu, chỉ thị thêm gì về việc thẩm tra xử lý của Cục Công an thành phố nữa, nếu nói thêm nữa thì trở thành can thiệp vào công tác của Cục Công an thành phố rồi, hắn không muốn thể hiện tài cán như vậy. Kỳ thật vài lãnh đạo gặp mặt nhau, cũng không có nhiều việc để bàn, nhưng vì biểu hiện coi trọng vụ án này, lại phải làm ra dáng vẻ. Họp hội ý rằng có hơn mười mấy phút mới kết thúc. Sau khi Hạ Tưởng và Lý Dương, Trần Tập Minh bắt tay liền đi tới văn phòng của Mai Hiểu Lâm, không ngoài dự đoán, Ninh Hải Thâm nhắm mắt bám theo phía sau. Ninh Hải Thâm không giống một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, ngược lại giống vai trò của trưởng ban thư ký thành ủy. Hạ Tưởng biết rằng Ninh Hải Thâm có nhiều việc cần báo cáo, nên cũng không nói chuyện lâu với Mai Hiểu Lâm, chỉ đơn giản nói vài câu. Rồi cùng Ninh Hải Thâm tới văn phòng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Ninh Hải Thâm nhiệt tình châm trà cho Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng không khách khí, bưng lên uống một ngụm. Thật đúng lúc đang khát, ly trà của Hải Thâm đã kịp thời giải cơn khát. Một lời nói hai ý nghĩa, Ninh Hải Thâm cười nhiệt tình, sau khi thần bí đóng cửa, liền đem đầu đuôi góc ngọn sự tình báo cáo cho Hạ Tưởng về việc y cùng nhân viên liên quan của công ty xây dựng tỉnh Tương tiếp xúc, trải qua điều tra đã cho ra kết luận. Hạ Tưởng vẫn im lặng nghe Ninh Hải Thâm trần thuật, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười thản nhiên, vừa như cổ vũ, vừa như tán thưởng, tạo cho Ninh Hải Thâm một niềm tin lớn. Hải Thâm, tôi đại diện cho cá nhân cảm ơn anh đã có sự ủng hộ lớn đối với công việc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hạ Tưởng bắt tay Ninh Hải Thâm, ngôn ngữ bên trong bao hàm nhiều tin tức phong phú. Khi cần tôi sẽ liên hệ với anh, cũng hy vọng anh tiến thêm một bước tìm ra chứng cứ xác thực, phải tìm ra chứng cứ chắc chắn. Chỉ nói là đại diện cá nhân mà không phải là đại diện cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh, chính là muốn thiết lập quyền uy của hắn trước mặt Ninh Hải Thâm, ngụ ý đương nhiên là muốn Ninh Hải Thâm sau này tiến bước theo hắn. Ninh Hải Thâm có thể không hiểu ý, cơ hồ như đang vui mừng, hai tay cầm chặt tay của Hạ Tưởng, dùng sức lắc lắc ra vẻ thân thiết. Là điều tôi nên làm thôi, chủ nhiệm Hạ, anh quá khách khí rồi, tôi nhất định theo chỉ thị của anh làm tốt các công việc tiếp theo. Công việc của Ủy ban Kỷ luật có tính chất đặc thù riêng, đồng chí Hải Thâm, những lời thừa thãi tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Hạ Tưởng vỗ vỗ vai Hải Thâm. Nghe nói thành phố Tương Giang có nhiều cảnh đẹp, đợi có thời gian, tìm mướn dẫn viên, chúng ta thả lỏng tâm tình một chút.
Trên mặt Ninh Hải Thâm nở nụ cười rạng rỡ như hoa tươi, chủ nhiệm Hạ ám chỉ quá rõ ràng, chính là muốn y luôn luôn hướng về phía chủ nhiệm Hạ báo cáo hướng đi và những điều tâm đắc, lại quan tâm thêm một chút về việc chủ nhiệm Hạ khi nào có thời gian rảnh, có tâm tình muốn đi dạo thành phố Tương Giang, một cơ hội lớn để y thiết lập mối quan hệ với chủ nhiệm Hạ như vậy, y nếu bỏ qua cơ hội này, coi như uổng cho mười mấy năm lăn lộn trong quan trường. Đêm đường ra thiếu xa lưới, thành phố Tương Giang ban đêm vẫn giống như bình thường, vẫn phồn hoa huyên náo, nhưng đằng sau sự phồn hoa chính là, rất nhiều người trắng đêm không ngủ, những nơi tập trung quyền lực, dưới ánh đèn sáng choang, có không ít người tụ cùng một chỗ, thảo luận biện pháp đối phó. Ngày hôm sau, chủ nhiệm Ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh ủy Tả Kim Bằng chủ nhiệm Tả Kim Bằng đến xin ý kiến chỉ thị của Phó Tiên Phong về việc xử lý đường Gia Thiếu. Chỉ thị của Phó Tiên Phong là, trước tiên do Phó Tổng Giám đốc chủ trì công tác hàng ngày, vấn đề của đường Gia Thiếu không nghiêm trọng lắm, tạm thời không cần phải bàn bạc thảo luận gì về chức vụ của y. Mọi việc đều phải chờ kết quả của cơ quan công an mới nghiên cứu cũng không muộn. Trên thực tế thái độ của Chủ tịch tỉnh Phó là muốn bảo vệ đường Gia Thiếu. Quyền bổ nhiệm của đường Gia Thiếu ở Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước không cắt chức của đường Gia Thiếu, cũng đồng nghĩa với việc công khai công bố, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đối với vụ án của đường Gia Thiếu vẫn giữ nguyên quan điểm ủng hộ và bảo vệ y. Vô hình chung, sẽ mang đến cho Cục Công an thành phố không ít khó khăn và áp lực trong việc xử lý vụ án đường Gia Thiếu. Đầu tiên, đường Gia Thiếu là đảng viên, hơn nữa y còn có chức vụ. Muốn thẩm vấn y, đành bó tay bó chân. Không giống như việc Ủy ban kỷ luật bắt giam cán bộ đảng viên, Ủy ban kỷ luật ra tay, so với hệ thống công an độ mạnh yếu lớn hơn nữa còn có thể chết người. Không ít người đều phỏng đoán, khi Cục Công an thành phố thẩm tra xử lý đường Gia Thiếu, e rằng sẽ khó khăn. Đúng lúc mọi người ở đây đều đang tập trung về sự tiến triển của vụ án đường Gia Thiếu, lại xuất hiện một thay đổi nằm ngoài dữ liệu, Trần Công Phương phản cung rồi. Chương 1305, tiến triển nhỏ. Trần Công Phương phản cung, chẳng những lên án lật ngược vấn đề với Mai Hiểu Lâm, còn phủ nhận toàn bộ sự chỉ trích trước kia đối với y, lên tiếng trong sự cố cầu Thần Đông, y chỉ có trách nhiệm phụ, trách nhiệm chủ yếu là công ty cầu đường tỉnh Tương. Cụ thể đến từng người, chính là đường Gia Thiếu. Thế cục, lập tức trở nên khó biết rõ đầu đuôi. Trần Công Phương phản cung, lập tức bên trong Ủy ban kỷ luật trở nên rối loạn. Lâm Hoa Kiện đã không bình tĩnh như trước, trở nên tức giận, chẳng những quát mắng thư ký, còn phê bình mấy nhân viên. Trần Công Phương vừa mới chuyển đến tay Lý Tòng Đông liền phản cung, rất kỳ quái, Lâm Hoa Kiện liền vượt qua Hạ Tưởng, trực tiếp báo cáo lên Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam, hơi quá đáng rồi, rõ ràng là bắt nạt người. Lâm Hoa Kiện cuối cùng lộ ra vẻ mặt lo âu. Diệp Thiên Nam lại không chút hoang mang, một bên tay cầm kéo, cắt tỉa hoa hai bên. Vừa cắt vừa cười ha hả. Kiến Hoa, tôi trước kia đã nói anh đừng coi thường Hạ Tưởng, anh lại không nghe, hiện tại biết Hạ Tưởng dùng thủ đoạn lật lọng rồi phải không? Lân Hoa Kiện cũng ấm ức. Hắn là tên quấy rối. Anh đừng ấm ức. Diệp Thiên Nam bình tĩnh tự tại, xoa xoa tay. Anh lúc ấy lừa Hạ Tưởng, lợi dụng lúc đầu hắn không biết tình hình cụ thể, Trần Công Phương, vốn đã phạm vào điều tối ca. Bây giờ hắn phản thủ trả lại anh một vố, cũng là chuyện rất bình thường. Trong giới quan trường, không phải là luôn có qua có lại sao? Cho nên, anh cũng đừng nói hắn là càn kẻ quấy, bởi vì ngay từ đầu anh mới là kẻ càn quấy. Lâm Hoa Kiện vẫn không chịu cúi đầu. Thủ pháp của Hạ Tưởng rất cứng nhắc, kỹ xảo phản cung quá vụng về. Diệp Thiên Nam hơi không vui. Cái gì gọi là vụng về? Thủ pháp chính trị không có cao thấp, chỉ cần đạt được mục đích. Ai quan tâm anh có thủ đoạn gì? Hơn nữa việc của Trần Công Phương, vốn chính là một chuyện khôi hài, Trần Công Phương là diễn viên chính, nhưng ai là đạo diễn y sẽ nghe lời người đó. Diệp Thiên Nam dường như vĩnh viễn là một ngọn thái sơn vững vàng không có chút hoảng loạn, y bình tĩnh và tự tin nắm vững mọi thứ trong tay, cũng quả thật khiến Lâm Hoa Kiện khâm phục. Không khâm phục không được, Diệp Thiên Nam mới 49 tuổi, làm phó tỉnh ủy, bước tiếp theo tuyệt đối có thể lên chủ tịch. Huống chi y lại một trong những người được thủ tướng yêu thích nhất. Chỉ có điều không biết tại sao, tình hình của tỉnh Tương vốn dĩ vẫn được coi như yên ổn, đợi sau khi Trịnh Thịnh bị điều đi, Diệp Thiên Nam có thể thuận lợi lên chức, nhưng Hạ Tưởng vừa đến, dường như đã gia tăng thêm sự thay đổi rất lớn. Diệp Thiên Nam, Trần Công Phương đối nhân xử thế không quá tin cậy,
là một cây cỏ đầu tường, nếu bây giờ y cắn ngược trở lại, chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Lâm Hoa Kiện nói đến điểm mấu chốt. Còn có Đường Gia Thiếu cũng rơi vào tay cục công an thành phố, cũng là sự kiện khó giải quyết. Diệp Thiên Nam sau khi sửa sang bồn hoa cảnh xong, rửa tay sạch sẽ, lại chậm rãi lau sạch, lắc đầu cười. Anh sai lầm rồi, Hoa Kiện, Trần Công Phương và Đường Gia Thiếu đều không hề phiền toái. Trần Công Phương không đáng để lo nghĩ, dù y có tùy tiện làm càn, cũng không có chứng cớ trong tay. Đường Gia Thiếu sẽ không nói lung tung, hơn nữa y cũng chưa chắc đã nói bậy, chỉ có Thẩm Hà Dương mới là tai họa ngầm. Lâm Hoa Kiện đột nhiên giật mình nghĩ lại, quả thế, y rất khâm phục ánh mắt sắc bén và chuẩn xác của Diệp Thiên Nam. Năm ngoái khi tỉnh Tương khởi công xây dựng đường cao tốc trong tỉnh, công ty cầu đường tỉnh Tương đã lấy từ tay Thẩm Hà Dương một dự án hơn 10 tỷ. Hơn 10 tỷ, chỉ hơi nhấc tay một chút, đã có thể kiếm được từ bên trong hơn 2 tỷ. Là một người lãnh đạo chủ quản ở thời điểm đó, Thẩm Hà Dương tự mình tham gia toàn bộ quá trình đấu thầu. Lâm Hoa Kiện biết rõ, Thẩm Hà Dương và công ty cầu đường tỉnh Tương có quan hệ chặt chẽ, vượt ra ngoài tưởng tượng. Rốt cuộc vẫn là ánh mắt biết nhìn xa trông rộng của Diệp Thiên Nam, Lâm Hoa Kiện không phục không được, nếu không tại sao Diệp Thiên Nam là phó tỉnh ủy mà y mới là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Anh thông báo cho Hồ Định và Hằng Dịch, buổi tối, ở chỗ cũ, 8,30 phút. Diệp Thiên Nam thuận tay cầm cây bút, bắt đầu chỉ trỏ trên tài liệu. Lâm Hoa Kiện biết rõ thói quen của Diệp Thiên Nam một khi phê duyệt công văn, chính là biểu hiện cuộc nói chuyện đã kết thúc, nên tự hiểu. Rời khỏi văn phòng của Diệp Thiên Nam, Lâm Hoa Kiện trước tiên thông báo cho Hồ Định và Dương Hằng Dịch, sau đó trở về văn phòng của mình, đích thân gọi điện thoại mời Du Hoa lại đây một chuyến, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Cuộc gặp mặt với Du Hoa kéo dài mười mấy phút. Lâm Hoa Kiện lại cùng với mấy thường vụ thân thiết trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh tiến hành cuộc đàm phán, ngoài mặt là nói về chuyện tăng cường công tác xây dựng, trên thực tế là ám chỉ đến việc thẩm vấn liên quan đến Trần Công Phương và Thẩm Hà Dương, đều phải để tâm, chú ý nhiều đến chiều hướng. Mọi người đương nhiên hiểu, lần nữa thể hiện mình sẽ theo sát bước đi của Lâm. Cục Công an thành phố đối với vấn đề thẩm vấn Đường Gia Thiếu, đã rơi vào tình thế bế tắc. Đường Gia Thiếu thú nhận sau khi ăn uống xong đã đánh Nghiêm Tiểu Thì, thành khẩn nhận sai và sẵn sàng gánh vác hết thảy thiệt hại, nhưng không thừa nhận sự thật y thất lễ với Nghiêm Tiểu Thì, việc Nghiêm Tiểu Thì lên án cáo buộc y không thừa nhận. Chênh lệch giữa sự tổn thương trên cơ thể và sự định tính là không nhỏ, nếu là tổn thương trên cơ thể, lấy nỗi đau của Nghiêm Tiểu Thì để phán đoán, còn chưa đủ để kết án. Nếu vỡ là định tính, thì hoàn toàn có thể tuyên án. Đường Gia Thiếu không thừa nhận, Nghiêm Tiểu Thì lại không chịu ra mặt làm chứng, hiện trường lại không có người chính mắt trông thấy, vụ án vẫn chưa có gì tiến triển lớn. Sau khi Trần Tập Minh báo cáo vấn đề, Mai Hiểu Lâm và Cổ Kiến Hiên hợp lại kế, lại nghĩ đến Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh cho tới nay vẫn chưa có bất cứ phát biểu nào thanh minh cho vụ án đánh người của Đường Gia Thiếu, như vậy có thể nói sự tình này khó giải quyết. Bởi vì Đường Gia Thiếu hiện tại là đảng viên. Lại là lãnh đạo cấp cục trưởng doanh nghiệp nhà nước, đối với y không thể dùng các biện pháp thiết yếu, còn phải lấy lễ nghĩa ra để mà đối đãi. Cục Công an thành phố kỳ thật đang tiếp tay cho một sự việc khó giải quyết. Tuy nhiên cùng lúc đó, đối với việc thẩm tra xử lý Thẩm Hà Dương, Ủy ban Kỷ luật xử lý đã có được ít nhiều tiến triển. Ủy ban Kỷ luật sở dĩ bắt giam Thẩm Hà Dương, không phải nắm giữ được chứng cứ gì đó về việc Thẩm Hà Dương nhận tiền hối lộ, mà là vợ của Thẩm Hà Dương tham ô tiền quỹ của Cục Quản lý và xây dựng đường cao tốc để đầu tư vào cổ phiếu và chứng khoán, mất cả chì lẫn chài. Ủy ban Kỷ luật bởi vậy nắm giữ rất nhiều chứng cứ xác thực về việc Thẩm Hà Dương tiếp tay vợ con tham ô quỹ công, Ủy ban Kỷ luật xem đó là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nên đã bắt giam. Thẩm Hà Dương cũng là thức thời, thừa nhận sự thật tham ô tiền của nhà nước, nhưng đối với sự qua lại kinh tế giữa y và tổ cầu đường tỉnh Tương, cùng với các vấn đề khác, hoặc không đề cập tới, hoặc là tránh, dù sao cũng rất cứng miệng, thái độ rất kiên định, thể hiện sự chuẩn bị cho một kế đánh lâu dài. Thương Giang chịu trách nhiệm chủ thẩm vụ án Thẩm Hà Dương cho biết, Thẩm Hà Dương đã biết chạy trời cũng không khỏi nắng, nên cố tình khai rõ ràng ra, Ủy ban Kỷ luật cũng không thể làm gì với y được. Dù sao cũng không có tiền đồ nữa, hà tất gì không đạp đổ. Còn không bằng một người chết, có lẽ còn có thể cố sức chống chọi một chút. Cũng may Thương Giang cũng là người có kinh nghiệm trong chiến trận, hơn nữa trong tay y cũng có một số chứng cứ giữa Thẩm Hà Dương và tổ cầu đường tỉnh Tương,
thủ đoạn của y nhiều, không tin y không thể mở miệng Thẩm Hà Dương ra được. Thương Giang Thầm quyết định, muốn chơi, được, tôi cùng anh chơi, không đánh không mắng, nhưng tôi có thể làm cho anh sống không bằng chết, tâm lý suy sụp. Đối với ba vụ án của Trần Công Phương, Đường Gia Thiếu và Thẩm Hà Dương, Hạ Tưởng đương nhiên hiểu rõ, rõ ràng ba vụ án tưởng như là độc lập, kỳ thật là trong anh có tôi, trong tôi có anh, đều có một điểm dừng chân chung, tổ cầu đường tỉnh tương. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng biết rõ, ba vụ án này không dễ phá, bởi vì trong giai đoạn hai bên đang giằng co, trừ phi ủy ban kỷ luật nắm giữ chứng cứ chính xác, nếu không muốn giải quyết nhanh chóng, rất xin lỗi, đao cũng không nhanh như vậy, hơn nữa còn có người sẽ kéo cánh tay của anh, không cho anh bỏ đao xuống. Vụ án của Trần Công Phương kỳ thật có thể kết án, trực tiếp liền lấy lý do Trần Công Phương tham ô nhận hối lộ, tác phong cuộc sống thối nát, cuối cùng đưa ra quyết định khai trừ y ra khỏi đảng, sau chuyển giao cho cơ quan tư pháp, kết án 10 năm hay 8 năm thế là xong. Nhưng hiện tại không thể kết án, bởi vì giữa Trần Công Phương và công ty cầu đường tỉnh Tương có mối quan hệ ràng buộc, chính là cây cầu thần đông. Vụ án của Đường Gia Thiếu cũng là nhân tố quan trọng, đối với y, Hạ Tưởng vẫn còn cảm xúc riêng tư, trong lòng vô cùng căm hận, hận không thể đánh cho chân y tàn phế như chân chó, nhưng hiện trong giai đoạn này phải khiến cho người y linh hoạt vui vẻ như chó, bởi vì y còn có giá trị sử dụng. Đối với việc Đường Gia Thiếu không nhận tội, Hạ Tưởng cũng đã sớm đoán trước được, khoảnh khắc Đường Gia Thiếu chủ động đầu thú, hắn liền biết có lẽ vụ án Đường Gia Thiếu đánh người, kết quả cuối cùng sẽ không được mãn nguyện. Bởi vì có mỗi một tội đánh người, thật sự không thể làm gì được mấy người đứng đầu công ty cầu đường tỉnh Tương, huống chi sau lưng y còn có nhiều thế lực. Đánh chó phải xem mặt chủ. Tuy Đường Gia Thiếu xem như vượt qua được cửa này, Hạ Tưởng cũng sẽ không bỏ qua y, cuối cùng cũng có ngày y không dễ chịu,